Mạc Giao nói. Bọn hắn yêu cầu toàn bộ tộc nhân cùng Kỳ Lân Thần Sơn đều phải tùy tùng tham chiến. Trước đó không biết nguyên nhân gì, bây giờ đã biết rõ, bọn hắn là lo lắng Kỳ Lân tộc đột nhiên nhìn thấy người biến thành tổ Kỳ Lân, sẽ lâm trận đào ngũ, cho nên dùng tộc nhân đến uy hiếp. Tổ Kỳ Lân nói, người ở chỗ này chờ một lát, ta đi liên hệ Thiên Hậu và Khương Phàm, nhìn xem có thể sớm di chuyển các ngươi đi ra hay không. Mạc Giao mong đợi gật đầu. Khẳng định có thể. Chỉ cần ta trở về nói ngươi đã thật sự biến thành tổ Kỳ Lân, đám Kỳ Lân khẳng định sẽ đồng ý rút lui. Kỳ Lân yêu tộc hẳn là có thể đồng ý, chỉ sợ đế tộc sẽ bí mật giám sát nơi đó. Tổ Kỳ Lân đang muốn rời khỏi, vừa vặn đụng phải Khương Phàm đang chạy tới. Khương Phàm mỉm cười đối với nữ tử Mỹ lệ thân mặc y phục hồng, nói. Mạc Giao cô nương, lại gặp mặt. Mạc Giao, gặp qua phần thiên thần hoàng. Mạc Giao tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Nam tử trước mặt là thần linh, lại còn là trưởng khống giả trực tiếp của Thương Huyền, càng là nhân vật phong vân nhất thiên hạ hôm nay. Lúc gặp mặt năm đó chỉ là thấy được hắn vũ dũng cường đại, bây giờ gặp mặt, lại cảm thấy một loại cảm giác áp bách đập vào mặt. Tuy nhiên, sau khi hành lễ, Mạc Giao nhịn không được mà lặng lẽ đánh giá hắn vài lần, khuôn mặt đỏ lên, thật sự là đẹp trai. Bất Hủ Thần Sơn đã chuẩn bị xong. Năm đó Khương Phàm còn không có chăm chú thưởng thức qua vị nữ hài nhi hồng hồng hỏa hỏa này, mái tóc nàng như áo choàng, mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người vô cùng cao gầy. Ngũ quan thâm thúy, vóc người bốc lửa, bắn ra khí chất xinh đẹp giống như yêu tinh, nhưng lại không có khí chất khác biệt mị hoặc đến tận xương như là Hướng Vãn Tình, càng giống như là cảm giác nóng bỏng dã tính, dám yêu dám hận. Nữ hài nhi này không tệ, không biết thích dạng nam tử gì. Đám đàn ông độc thân bên trong thế giới hỗn độn kia của hắn, ai có thể xứng với nàng? Các ngươi cứ mãi tránh mà không thấy, ca ca hoài nghi chuyện Hỏa Lạc Thành tổ Kỳ Lân là tên hỗn đản kia. Không, là vị hầu gia kia lập ra, thậm chí hoài nghi Hỏa Lạc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mạc Giao bị ánh nhìn xâm phạm của Khương Phàm khiến cho toàn thân nóng như lửa, trái tim đều bành bành nhảy loạn, một loại cảm giác dã rời chưa bao giờ có để lòng nàng sinh thẹn thùng. Hành động của chúng ta cần giữ bí mật. Còn xin Mạc Giao cô nương thứ lỗi. Không biết cái nhìn của Bất Hủ Thần Sơn đối với thế giới hỗn độn bây giờ là gì? Khương Phàm buồn cười, Nạp Lan Thanh cảnh vậy mà lại thành hỗn đản trong mắt cô nương này. Mặc kệ là cái nhìn gì, chỉ cần tổ Kỳ Lân ra đời, Kỳ Lân yêu tộc cùng Mạc Gia sẽ dứt bỏ tất cả lo lắng, kiên định đi theo. Mạc Giao nháy mắt đối với hảo bằng hữu Hỏa Lạc, tổ Kỳ Lân được sinh ra, chính là thống lĩnh không chút huyền niệm của Kỳ Lân yêu tộc, không chỉ có Bất Hủ Thần Sơn. Mà Kỳ Lân yêu tộc ẩn cư ở nơi khác trong thiên hạ đều sắp xuất hiện, đây không chỉ là huyết mạch uy áp, càng là một loại sứ mệnh triệu hoán. Dù phía trước là vách đá cao vạn trượng, dù trung cực là núi thây biển máu, bọn hắn đều đi theo tổ Kỳ Lân huyết chiến đến cùng. Vậy thì mời Mạc Giao cô nương trở về giới thiệu tình huống nơi này cùng các tộc nhân. Nếu quả như thật đồng ý rút lui, trở về thông báo một chút, chúng ta phái người đi tiếp ứng. Không cần thông báo, ta đi về trước. Để trong tộc làm chút chuẩn bị, nên thu thập đồ đều thu thập xong, nhiều nhất 5 ngày thì đã có thể rút lui khỏi Bất Hủ Thần Sơn, di chuyển tới Tân Hải, 3 ngày đã có thể tới đó. Các ngươi không thể vào Thái Sơ, tới Tân Hải tiếp ứng đi. Nơi đó có một nơi gọi là Vịnh Thâm Thủy, tuy là Tân Hải, lại sâu mấy vạn mét, Thủy Kỳ Lân có thể lợi dụng hoàn cảnh che giấu tung tích. Trong lòng Mạc Giao lại có một ít mong đợi. Trước có đế tộc bức hiếp, sau có tổ Kỳ Lân thức tỉnh. Mạc Gia và Kỳ Lân yêu tộc đã không có lựa chọn nào khác, nhất định phải rút lui khỏi Bất Hủ Thần Sơn, dấn thân vào bên trong dòng lũ chiến tranh. Khương Phàm nói, không cần phải gấp, thời điểm chuẩn bị phải đề phòng Thái Sơ đế tộc giám sát, tạo ủy thác người của Đông Hoàng ra đưa cô nương trở về. Toàn tộc các ngươi phải thương lượng thật tốt, cẩn thận chuẩn bị, tuyệt đối không được lộ ra chân ngựa. Như vậy đi, chúng ta hẹn thời gian, vào rạng sáng ngày mùng 5 tháng 5. Các ngươi đúng giờ chuyển rời đến Tân Hải, chúng ta đến đúng giờ, tận lực không kinh động cường tộc Thái Sơ, an toàn rút lui. Ngài sẽ đích thân đi qua sao? Mạc Giao thốt ra, nhưng lại cảm giác lỗ mãng, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ lên. Đây không phải đi đánh trận, là bí mật tiếp ứng, tất cả bán thánh trở lên của Đông Hoàng tộc sẽ đi qua từ hư không, chúng ta thì không đi được. Khương Phàm nói xong, lại bổ túc một câu. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Xin hãy tha lỗi. Ta hiểu. Mạc Giao lại nhìn mắt Tổ Kỳ Lân, chân đạp hỏa vân, bay lên không rời khỏi. Tổ Kỳ Lân nói. Nếu đế tộc tiếp cận Bất Hủ Thần Sơn,
có thể phái người bí mật giám sát hay không? Khương Phàm nhìn qua phương hướng Mặc Giao rời khỏi, thản nhiên nói. Nhất định sẽ có. Vậy lần này chúng ta đi, có thể bị nguy hiểm hay không? Cho nên ta hẹn 2 tháng sau, cho chúng ta thời gian chuẩn bị, cũng cho đế tộc thời gian chuẩn bị. Chỉ mong Thái Sơ đế tộc có thể chuẩn bị cho ta một phần đại lễ ngạc nhiên. Khương Phàm khẽ nói, vừa mới bị cướp đi đế cốt đế huyết, trong lòng đang vắng vẻ, vừa vặn đến Thái Sơ nơi đó. Săn thần. Tổ Kỳ Lân lo lắng nói. Nếu như khai chiến ở nơi đó, có thể kinh động đế quân hay không? Dù sao chúng ta vừa mới đánh lén đế thành, không chỉ có chọc giận Bắc Thái đế quân, cũng sẽ khiến cho đế quân khác tức giận. Trước đó đế quân sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng bây giờ. Đến lúc đó trước phải náo ra động tĩnh tại Thiên Khải, kích thích tất cả đế quân đang lâm Thiên Khải đế thành tọa chấn. Bọn hắn đã là chim sợ cành cong, bất kỳ ngọn gió nào thổi lay cọng cỏ cũng đều sẽ tự thân đi lên thăm dò nhìn. Chúng ta lại tốc chiến tốc thắng, trước khi kinh động đế quân, có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa. Cũng tại trước khi đế quân đuổi tới, trở về Thương Huyền Đại Lục. Trong đầu Khương Phàm đã có tính toán. Bất Hủ Thần Sơn không có Thánh Hoàng, nhưng rất nhiều cường giả, là một nguồn thực lực không tệ, đáng để mạo hiểm đi mời, nếu như có thể tính toán 1-2 thần linh, vậy thì sẽ cực kỳ hoàn mỹ. Không quản lý việc nhà không biết đương ra khó, bây giờ hắn muốn tài nguyên thần ma đều nhanh muốn điên rồi. Khương Phàm nói, đi, nên phân phối tài nguyên, bọn hắn đều đang sốt ruột chờ đợi. Đây là tòa Hoàng Nê Đài thứ 7, Đông Hoàng Càn, cho ngươi. Khương Phàm giao Hoàng Nê Đài đạt được từ tinh linh đế tộc cho Đông Hoàng Càn không chút do dự nào. Trước đó đã lựa chọn Đông Hoàng Càn, nhưng Đông Hoàng Càn hy vọng tặng cho Đông Hoàng Như Ảnh. Bây giờ đã có càng nhiều, việc nhân đức không nhường ai hẳn là cho hắn. Ha ha, ta không khách khí. Đông Hoàng Càn kích động đón lấy Hoàng Nê Đài. Mặc dù luôn luôn nói mình không có hy vọng, nhưng khi thật sự có cơ hội, ai có thể nói không nguyện ý. Thần linh cảnh, nếu như có thể thành công, hắn coi như đã vượt mức hoàn thành nguyện vọng của thần tôn, cho dù là chiến tử, cũng không tiếc. Người đều dừng lại tại Thánh Hoàng Đỉnh Phong 1000 năm, tin tưởng chính mình. Khương Phàm hy vọng cho Đông Hoàng Càn đế huyết, nhưng bây giờ chỉ còn 3 viên, hắn nhất định phải giữ lại rèn luyện thể chất, tăng thực lực lên. Các ngươi đừng vội vàng, chờ tin tức tốt của ta đi. Đông Hoàng Càn biến mất trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, mang theo Hoàng Nê Đài đi tìm nơi bế quan. Thời gian cấp bách, chỉ còn chưa tới nửa năm, đụng một cái. Một tòa này. Khương Phàm xẹt ánh mắt qua đám người trước mặt, muốn kích phát thần cảnh trong thời gian ngắn, hy vọng kỳ thật cũng không tính lớn. Người thích hợp chỉ có thể là Thánh Hoàng Đỉnh Phong, như thế này cũng chỉ có Đan Hoàng, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm. Đan Hoàng không thích hợp chiến đấu, càng cần tiếp tục luyện chế đan dược quan trọng hơn, cho nên cũng chỉ có thể là Khương Quỳ, Khương Qua cùng Khương Diễm. Đám người mặc dù rất chờ mong có thể có được Hoàng Nê Đài, nhưng Hoàng Nê Đài phải dùng trên thân người thật sự cần. Sau cùng ánh mắt cũng đều rơi xuống phía trước trên thân 3 người. Lão Quỳ, người tới đi. Khương Diễm lắc đầu, chủ động từ bỏ cơ hội. Người thích hợp hơn. Khương Qua chịu đựng phần khát vọng trong lòng kia, giao cơ hội quan trọng cho Khương Quỳ. Khương Quỳ. Khương Phàm nhìn 2 người chủ động nhượng bộ, cũng không còn già mồm, giao Hoàng Nê Đài cho Khương Quỳ. Khương Quỳ có huyết mạch đặc thù, mà là đế cốt tôi thể đưa tới biến đổi, so ra mà nói tiềm lực càng đầy. Khương Quỳ cũng không biết nói gì, sau khi chỉnh trọng cúi đầu, lại gật đầu ra hiệu cùng bọn người Khương Diễm, Khương Qua, mang theo Hoàng Nê Đài rời khỏi, bắt đầu bế quan chiều sâu. Khương Phàm nói, bây giờ chúng ta phân tài nguyên một chút, lần mạo hiểm tập kích đế thành này, thu hoạch tương đối khá. Trừ đế huyết ép từ trên pho tượng ra, bên trong đế thành còn vơ vét ra 9 khối thần cốt, 20 khối bảo cốt thánh hoàng, số lượng lớn bảo cốt thánh linh thánh vương. Bên trong Xích Thiên Hoàng Thành, Tinh Túc Hoàng Thành cùng Nguyên Thủy Hoàng Thành cũng đều có thần cốt linh tủy. Bởi vì thời gian cấp bách, bọn hắn không có điều tra kỹ càng, chỉ tìm được 3 khối thần cốt, 7 khối bảo cốt thánh hoàng, 5 khối bảo cốt thánh vương. 1 khối thần cốt, 2 khối bảo cốt thánh hoàng, 1 viên bảo cốt thánh vương bên trong Tinh Túc Hoàng Thành, đều giao cho Chu Thanh Thọ, người duy nhất có thể khống chế nguồn năng lượng này. Thánh vương đặt cơ sở, thánh hoàng kích thích, thần cốt thúc thăng, lại phụ trợ thêm tinh thần kiếm. Lần này rất có thể sẽ để Chu Thanh Thọ thực hiện đột phá mà hắn tha thiết ước mơ. Hắn đột phá, giá trị và ý nghĩa có thể so với Thánh Hoàng Hư Thiên Linh Văn.
thần cốt lấy được từ thiên mệnh thần triều giao cho Tịch Nhan. Thuộc tính thiên mệnh đặc biệt cũng sẽ không nổi xung đột cùng linh hồn linh văn của Tịch Nhan, ngược lại còn có hiệu quả khích lệ. Bảo cốt Thánh Vương Thánh Hoàng bên trong thiên mệnh thần triều cũng giao toàn bộ cho Tịch Nhan. Những cái khác thì mời đan hoàng luyện chế đan dược đặc thù cho Tịch Nhan, kích phát tiềm lực, tẩm bổ linh văn. Nếu tài nguyên thích hợp thì phải hung hăng bồi dưỡng. Ba khối thần cốt thì giao cho khế ước thú của thiên hậu là Kim Hống, Huyền Quy, Thất Thải Thôn Thiên Mãng cùng Luân Hồi Huyết Sư. Nhất là Kim Hống cùng Huyền Quy đã kích phát huyết mạch huyền vũ, đều đã đè vào Thánh Vương đỉnh phong, lần này xem như cuồng nện tài nguyên, đều muốn cưỡng ép đẩy bọn nó lên cảnh giới Thánh Hoàng. Dù sao cơ sở tổ mạch của bọn chúng vẫn còn tại đó, lại dễ dàng nhận khế ước của thiên hậu kích phát, hy vọng thành công vẫn rất lớn. Còn có một khối thần cốt, giao cho Kim Hống tộc trưởng. Kim Hống tộc trưởng mặc dù không có thiên hậu kích phát, nhưng những năm này thôn vệ bảo vật đã đầy đủ nhiều, cảnh giới Thánh Vương cũng đã dừng được 2 năm dài đằng đẵng, bây giờ đã có bảo vật phong phú, việc nhân đức không nhường ai thì phải bồi dưỡng. Đương nhiên, cũng là huyết mạch 12 yêu tổ, đáng để bồi dưỡng. Một khối thần cốt giao cho Lan Nặc, làm giáo chủ thần giáo đương đại, lại tồn tại quan hệ vi diệu cùng Khương Phàm, hẳn là có thể có hy vọng. Coi như không có hy vọng, Lan gia cũng muốn tạo hy vọng. Đối mặt với đại chiến Thương Huyền sắp đến, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng đều có thể phát sinh, thời kỳ hòa bình Thánh Vương đã có thể hoành hành thiên hạ, lúc nào cũng có thể tử vong, cho nên làm giáo chủ, Lan Nặc nhất định phải đạt tới vấn đề Thánh Hoàng. Khương Bân và Hàn Ngạo, không thể thiếu. Trước đó Khương Bân đã dùng qua một viên, không thể thành công, lần này tiếp tục khích lệ. Hàn Ngạo đã giao viên kia cho Lý Dần, lần này ngoài một khối thần cốt, lại phụ trợ thêm 3 khối bảo cốt Thánh Hoàng. Cũng là hung hăng nện. Chỉ có đến cảnh giới Thánh Hoàng, mới có thể chân chính kích phát ra hiệu quả thần binh của Hỗn Thiên Linh Bảo. Một khối cho Triệu Thế Hùng, nếu trước đó đã phát sinh biến đổi, có tiềm lực trùng kích Thánh Hoàng, bây giờ đương nhiên không thể lãng phí cơ hội. Còn lại 2 khối thần cốt thì toàn bộ giao cho Ngô Chính Nguyên. Mặc dù năng lượng hỗn độn của thế giới hỗn độn nồng đậm, các luyện đan sư cũng không ngừng luyện chế thiên nhất kim tủy đan, nhưng muốn trong thời gian ngắn đẩy Ngô Chính Nguyên lên thần linh cảnh, chỉ dựa vào Hoàng Nê Đài vẫn rất khó. Cho nên, Khương Phàm không nhìn ánh mắt mong chờ của rất nhiều người, kiên trì giao 2 khối thần cốt đều cho Ngô Chính Nguyên. Cái này khiến đám người Ngô gia kích động đến gieo hò. Bọn hắn thật sự quá chờ mong hỗn độn chiến tái hiện hồng hoang vinh dự tiên tổ. Bảo cốt Thánh Vương, Thánh Hoàng còn lại thì giao cho Thiên Hồ Thánh Vương, Lan Quỳ, cùng Đại Vương, Tặc Điểu. Mặc dù đám người hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã nhấc tinh thần lên, bởi vì trừ bảo cốt ra, còn có tài nguyên tinh thạch quý giá giống nhau lại hiếm thấy. Ví dụ như tinh vũ tinh tủy, nghe nói là tinh túy luyện ra từ bên trong ngôi sao vẫn lạc, có được uy lực tinh thần bản nguyên đặc biệt, có thể tẩm bổ vạn vật. Ví dụ như vô trần thủy, thuần thủy bay xuống trong vũ trụ vô hạn, có được hiệu quả thần bí giải trừ kịch độc, gột rửa linh hồn. Ví dụ như hỗn độn thổ, là vật hỗn độn từ thâm không thiên khải bay xuống, tương đương với thế giới mới bắt đầu sáng lập đã tiêu tán đến trong hư không, trải qua thời gian phiêu lưu vô tận mới vương xuống tới. Lại ví dụ như thiên khải kim thạch, đây là cơ sở sáng tạo thiên khải chiến trường, có được uy lực sơn hà cực kỳ hùng hậu, phổ biến phân bố trong địa tầng thiên khải. Tương đương với đại địa mẫu thạch ở hạ giới, cũng là đồ mà đế tộc liên hợp tuyên cáo bất cứ kẻ nào cũng không được đụng vào, nhưng Bắc Thái đế tộc vậy mà lại biển thủ tư tàng 5 khối. Lại còn so sánh như nghịch loạn tinh hạch, đây là tinh thể, ngưng kết, đi ra từ trong cung điện của Bắc Thái đế quân bế quan. Cung điện có thể tiếp nhận đế uy, tương đương với thần binh, lại dùng đặc thù tinh kim cùng nham thạch rèn đúc mà thành, quanh năm tắm rửa bên trong đế khí cùng năng lượng hỗn loạn, mặt ngoài dần dần thẩm thấu ra có chút tinh thể. Bên trong ẩn chứa đế uy cùng khí tức hỗn loạn phi phàm, được dùng để trấn thủ trong pháp trận. Số lượng lớn tài nguyên quý giá cùng bảo cốt làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Đối với bảo cốt, bọn hắn đã quen thuộc, nhưng những vật liệu đặc thù này lại cần đan hoàng giới thiệu tiến hành phân phối. Cuối cùng, tinh vũ tinh tủy, giao cho Chu Thanh Thọ, cái này không có gì thích hợp bằng, có thể phụ trợ thần cốt thánh cốt, đề cao tỷ lệ đột phá. Dù sao bước lên thánh hoàng cảnh quá khó khăn, tài nguyên càng nhiều càng tốt. Hỗn độn thổ vừa vặn cho Ngô Chính Nguyên, phụ trợ thần cốt thánh cốt cùng đan dược, lại phối hợp với Hoàng Nê Đài, hẳn là có thể để Ngô Chính Nguyên trưởng thành nhanh chóng hơn cũng càng thuận lợi hơn. Thiên Khải Kim Thạch thì giao cho Lý Dần đang lúc bế quan, đối với cái khiên là một sự khích lệ không tệ,
nói không chừng có thể làm trong cơ sở thánh hoàng trọn vẹn cho hắn, để hắn càng mạnh thêm mấy phần. Về phần nghịch loạn tinh hạch, thì giao cho Khương qua. Đế khí cùng năng lượng hỗn loạn đặc biệt ở bên trong nhất định có thể kích phát tiềm lực của hắn, trùng kích thánh hoàng đại viên mãn. Ngoài ra tử diệu tinh thiết thì giao cho Cơ Lăng Huyên, luân hồi thạch giao cho Tịch Nhan. Trừ tinh thể ra, bọn hắn còn phát hiện một phiến gỗ bị tàn phá. Xác thực mà nói là Dạ An Nhiên phát hiện. Trong hoàn cảnh hỗn loạn hắc ám lúc ấy, bọn hắn lo lắng rút lui, cho nên chỉ là mang theo đồ nhìn rất không tệ. Cái phiến gỗ nhìn như rách dưới không chút thu hút nào này đã bị Dạ An Nhiên đã nhận ra, cũng thuận tay mang theo trở về. Dạ An Nhiên không biết vì sao, luôn cảm giác phiến gỗ có liên hệ nào đó cùng với nàng. Liên hệ rất đặc thù. Sau khi phân phối tài nguyên, đám người lần lượt tản ra. Nên bế quan thì bế quan, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Khương Phàm mang theo đế huyết bế quan, tăng lên cảnh giới, quan trọng nhất chính là lợi dụng đế huyết rèn luyện thể chất. Thể chất của hắn đã rất mạnh mẽ, nhưng đối với tiếp nhận, bản thân, mà nói, vẫn kém một chút. Thiên hậu muốn khế ước với Huyễn Vụ Mê Điệp, đồng thời lĩnh hội chiều sâu năng lượng của tất cả khế ước thú, để làm chuẩn bị cho chiến tranh sắp đến. Các ngươi sắp bắt đầu bế quan, ta, muốn rời khỏi một thời gian. Cổ tác nhân tìm được Khương Phàm. Ngươi muốn đi đâu? Khương Phàm tranh thủ thời gian đứng dậy, đại chiến thương huyền sắp bộc phát, tất cả người thừa kế đều đang tụ tập. Nếu như cổ tác nhân tự mình hành động, rất dễ dàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ta muốn lại đến Đông Nam nhìn. Cổ tác nhân không tin đó là ảo giác của mình, trong này khẳng định có nguyên do đặc thù gì đó. Ta sắp xếp người đi cùng ngươi. Không cần, nếu như nàng có ác ý đối với ta, ta cũng sống không đến bây giờ. Nhưng ta không biết vì sao nàng không muốn gặp ta. Ngươi thật sự xác định nàng là tồn tại thật, không phải trong ý thức rối loạn sinh ra một loại nào đó huyễn tưởng. Ta, xác định. Vậy ngươi đi sớm về sớm. Ta rất hy vọng ngươi có thể gia nhập cùng chúng ta, coi như không đến cũng nhất định phải trốn kỹ, tuyệt đối không được bị những người thừa kế kia phát hiện. Ngươi yên tâm, ta sẽ trở lại. Cổ tác nhân cáo từ Khương Phàm, một mình tiến về địa vực Đông Nam. Khương Phàm ngồi trên phong thần đài, triển khai đế huyết trước mặt, chuẩn bị bắt đầu bế quan chiều sâu. Lần này không chỉ có muốn tăng thực lực lên, càng phải lĩnh hội táng diệt truyền thừa cùng chúng sinh tạo hóa chiều sâu. Nếu có thể, hắn còn muốn ngưng tụ ra ấn ký thủy tổ mới. Nhưng sau 3 ngày bắt đầu bế quan, thần thụ thế giới ở sâu trong thế giới hỗn độn đột nhiên nở rộ lên cường quang 5 màu rọi khắp bầu trời, ánh sáng chiếu xa 8 phương. Xa xa nhìn lại giống như mảnh cầu vồng phóng lên tận trời, quấn quýt với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng hóa thành quang ảnh của một gốc đại thụ thần bí. Bởi vì nơi tới gần thần thụ thế giới có năng lượng tự nhiên nồng nặc nhất, rất nhiều cường giả đều ở bên trong phạm vạn dặm vi xung quanh bế quan, cho nên đa số đều bị biến cố bất thình lình kinh động. Đại thụ treo cao tại bầu trời kia giống như là cái bóng của thần thụ thế giới, lại như là một vòng xoáy sâu không thấy đáy đang hấp thụ uy lực ngũ hành giữa trời đất, mà càng ngày càng mãnh liệt, khí tức ngũ hành nhanh chóng xen lẫn, như hàng vạn con sông đang kéo nhau hội tụ lại. Rất nhiều người đều suy đoán có phải thần thụ thế giới muốn dung hợp cùng Dạ An Nhiên hay không, nhao nhao bay lên không đi qua chứng kiến. Khi bọn hắn đuổi tới gần thần thụ thế giới thì ngạc nhiên phát hiện đó cũng không phải cái bóng, mà là một nhánh cây khô đang thức tỉnh, bóng cây hoa mỹ chính là nó hình thành. Đó là cây khô phát hiện bên trong đế thành. Khương Phàm cũng chạy tới nơi này, hắn nhận ra phiến gỗ kia. Bên trong nó có năng lượng ngũ hành rất nguyên thủy đang yên lặng. Dạ An Nhiên ngóng nhìn cây khô trên bầu trời. Nguyên thủy. Không phải tinh khiết, mà là nguyên thủy. Có ý gì? Thần thụ thế giới nói. Nói cái gì? Nó rất có thể là ngũ hành tổ thụ, thế giới mới bắt đầu sinh ra ngũ hành thụ đầu tiên. Thứ nó hấp thu chính là năng lượng ngũ hành nguyên thủy nhất, lắng đọng chính là ngũ hành ảo diệu nguyên thủy nhất. Ngũ hành tổ thụ. Bọn người Khương Phàm đều nhao nhao có phản ứng, cẩn thận quan sát tiết cây khô kia. Ngũ hành thụ đầu tiên trên thế gian, tổ tông trong tổ tông. Đây không phải loại đồ tổ mạch, mà là tổ tông chân chính. Chẳng phải là phía trên cây khô có vết tích thiên lúc địa sơ khai. Bên trong đế thành lại còn phong tồn lấy bảo vật như vậy. Cây khô đang thức tỉnh sao? Khương Phàm kích động, cái này so với đế huyết còn có ý nghĩa lớn hơn. Nhanh đi mời Đan Hoàng tới. Dạ An Nhiên nói. Nó đang thức tỉnh, nhưng không phải loại thức tỉnh kia. Thần thụ thế giới đã nghiên cứu 3 ngày,
nói cây khô giống như bị năng lượng thần bí rèn luyện qua, biến thành vũ khí nào đó. Không phải vũ khí. Ngũ hành thần thụ đột nhiên nói tiếng người, thanh âm hùng vĩ, như thiên âm ù ù, quanh quẩn ở trong thiên địa. Nó là ngũ hành đồ đằng. Đồ đằng. Từ ngữ mẫn cảm để vẻ mặt Khương Phàm lập tức trở nên nghiêm trọng. Ngũ hành đồ đằng trong rất nhiều đồ đằng hồng hoang. Ngũ hành thần thụ giới thiệu. Thời kỳ hồng hoang ban đầu, bất luận là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, hay là linh tộc, đều ở vào giai đoạn vừa mới khai hóa, bọn chúng đều sùng bái năng lượng thần bí giữa thế gian, cũng mượn nhờ những năng lượng kia trưởng thành, kẻ lấy nhiều nhất trong này chính là nhân tộc. Bên trong các tộc, con người là có thực lực yếu nhất, tương đương với khẩu phần lương thực của yêu ma, vì để sinh tồn, vì để chống lại, nhân tộc ở những địa khu khác nhau căn cứ năng lượng riêng mình tôn sùng mà chế tác đồ đằng của riêng mình. Mới đầu đồ đằng chỉ là một loại tín ngưỡng, ký thác tinh thần, là dùng để cầu phúc. Sau khi đồ đằng biến thành năng lượng nguyên, nhân tộc có thể thông qua đồ đằng của riêng mình, mượn tới năng lượng cùng loại. Lại về sau, khi nhân tộc không ngừng cường đại, bắt đầu điên cuồng thăm dò tự nhiên, tìm kiếm đồ đằng biểu tượng lực lượng thần bí, để mà đối kháng cùng yêu tộc, ma tộc, thậm chí linh tộc. Tại thời kỳ hồng hoang, lực lượng thần bí đều là cường đại nhất nguyên thủy nhất, ví dụ như ngũ hành đồ đằng, chính là ngũ hành tổ thụ tìm được, dưới sự sùng bái nó mà nhân tộc cùng nhau cố gắng, nó biến thành đồ đằng bảo vệ. Ví dụ như thái dương đồ đằng, chính là dùng thái dương tinh thạch mà khi thế giới mới bắt đầu sinh ra rèn đúc thành. Ví dụ như thương khung đồ đằng, chính là năng lượng không gian ban sơ diễn hóa. Lại ví dụ như tinh thần đồ đằng, uông dương đồ đằng các loại. Thậm chí có chút sùng bái yêu thú, lấy cự long là đồ đằng, lấy chu tước là đồ đằng. Từ trình độ nào đó mà nói, đồ đằng thậm chí là nguyên lực hình thành linh văn của nhân tộc. Thời kỳ hồng hoang, nhân tộc chính là thông qua triều bái đồ đằng, mượn lực hút số lượng, dần dần tạo thành linh văn. Thần thụ thế giới giới thiệu làm cho tất cả mọi người đều lâm vào chấn kinh. Đây là lần đầu tiên nghe nói đến bí mật của đồ đằng cùng linh văn. Khương Phàm thì càng lâm vào sâu trong khiếp sợ, bởi vì bên trong tiên đoán thần bí cũng có giới thiệu về đồ đằng. Ai có thể kết thúc số mệnh hoang cổ, ai có thể trọng lập hồng mông phong bia? Ai có thể triệu hoán hàng tỷ đồ đằng đang ngủ say, ai có thể tái diễn vạn cổ phong thần đại điển? Ai có thể ngăn cản, hắn trở về? Khương Phàm ngắm nhìn ngũ hành đồ đằng đang thức tỉnh, tự lẩm bẩm. Hồng mông phong bia đã hiện thế, phong thần đại điển đang tập kết, đồ đằng lại bắt đầu. Nhưng, hàng tỷ đồ đằng, các nơi trên thế giới còn có vô số đồ đằng đang ngủ say sao? Đan Hoàng chạy tới nơi này, sau khi hiểu rõ tình huống, khuôn mặt anh Tuấn cũng biến thành nghiêm trọng lên. Tiên đoán từng cái lại từng cái xuất hiện, mang ý nghĩa chư thần tận thế đang nhanh chóng tới gần. Mà bất luận là quy mô, hay là trình độ, đều sẽ đạt đến trình độ chưa từng có. Thậm chí Đan Hoàng đột nhiên có một loại suy nghĩ kinh khủng. Đây rốt cuộc là một trận tái diễn lịch sử chư thần tận thế. Hay là, thế giới vùng vẫy dẫy chết lần sau cùng. Nếu không, dùng cái gì lại tạo ra quy mô như vậy? Trận chư thần tận thế này, sẽ kinh khủng đến cỡ nào đây? Đan Hoàng mang theo vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía hồng hoang thiên long đang lúc bế quan nơi xa, nơi đó hồng mông ngập trời, thiên bia chiếu ánh sáng xa vạn trượng, vừa nhìn về phía kiểu vô hối và các chủ nhân hoàng nê đài đang bế quan nơi xa, khí tức huyền hoàng cuồn cuộn. Thần uy tràn ngập vô tận. Vừa nhìn về phía Khương Phàm, nhìn về phía mình, Đan Hoàng đột nhiên cảm giác có một bàn tay vô hình đang dẫn dắt hết thảy, vận hành hết thảy. Thiên Hậu, Khương Phàm, Thiên Long, Thần Thụ, Cự Ma, còn có hắn. Thế giới mới, Cửu Khiếu Thông Linh Quả. Các loại, tất cả, đều là một vòng loạn cục bên trong trận hoang cổ này. Nhân quả, số mệnh, hay là... Thế giới đã thức tỉnh ý thức. Thí thiên giả mới, đang khôi phục. Đan Hoàng bỗng nhiên đã nhận ra hơi lạnh thấu xương. Ai có thể tỉnh lại hàng tỷ đồ đằng ngủ say? Tỉnh lại, hàng tỷ đồ đằng. Khương Phàm nhìn qua đồ đằng, thì thào khẽ nói. Thái âm, thái dương đồ đằng là tìm được tại thượng cổ thần đình. Ngũ hành đồ đằng thì sao? Từ thâm không vũ trụ rơi vào thiên khải chiến trường sao? Nếu không tại sao lại ở trong bảo khố tại đế thành thiên khải? Chẳng lẽ còn có đồ đằng phiêu đáng tại vũ trụ thâm không? Hạ giới có chỗ nào chôn giấu đồ đằng hay không? Làm sao triệu hoán? Làm sao tỉnh lại? Khương Phàm nhìn về Đan Hoàng ở bên cạnh đang lâm vào trầm tư, trong lòng lần nữa dâng lên xúc động muốn hỏi một chút về đại biểu nguy cơ của táng diệt truyền thừa,
nhưng ác chiến Thương Huyền sắp đến, hắn nhất định phải đặt toàn bộ tinh lực ở phía trên này. Sau này hỏi lại đi. Đan Hoàng chú ý tới ánh mắt Khương Phàm, nhưng bây giờ hắn đột nhiên đều mê mang, chư thần tận thế vốn liên lụy quá nhiều, bây giờ giống như càng nhiều hơn nữa. Khương Phàm nói với Dạ An Nhiên. Cẩn thận nghiên cứu đồ đằng, nhìn xem có thể tỉnh lại đồ đằng khác hay không. Đồ đằng khác? Dạ An Nhiên không hiểu lắm. Ngũ hành đồ đằng thuộc về đồ đằng tầng lớp cực kỳ cao, thời kỳ hồng hoang hẳn là còn sẽ có loại đồ đằng hỏa diễm, loại đồ đằng rừng rậm, loại đồ đằng hải dương, và các loại đồ đằng chia đều thuộc tính. Nếu có thể, ta hy vọng nàng có thể bỏ ra chút thời gian đi dạo đến các nơi Thương Huyền, thậm chí đến Thiên Khải nhìn xem có thể tỉnh lại bọn chúng hay không. Tỉnh lại, mà Khương Phàm có thể nghĩ tới chỉ có thể là cái này. Nếu số lượng đồ đằng vô cùng bề bộn, hẳn là chia làm rất nhiều đẳng cấp, ngũ hành đồ đằng không thể nghi ngờ là vấn đề chí cao, tất nhiên cũng có thể đồ đằng có liên hệ cùng năng lượng tự nhiên đối ứng khác. Thiếp dung hợp ngũ hành đồ đằng trước. Dạ An Nhiên nhìn lên cây khô treo cao trên bầu trời, nhưng muốn chân chính khôi phục đồ đằng, chỉ sợ phải rút khô thế giới hỗn độn. Khương Phàm chào hỏi bọn người Cơ Lăng Huyên chạy tới cách đó không xa. Các ngươi gần đây bồi ở bên cạnh An Nhiên, nhìn xem có thể có cảm ngộ gì đặc biệt hay không. Cảm ngộ đặc biệt. Bọn người Cơ Lăng Huyên hai mặt nhìn nhau. Trên thế giới này rất có thể vẫn còn tồn tại hỏa diễm đồ đằng, hải dương đồ đằng, lôi đình đồ đằng hay các đồ đằng nguyên thủy thời kỳ hồng hoang, đều là đại biểu lực lượng bản nguyên từ khi thế giới mới bắt đầu sinh ra, nguyên thủy nhất tự nhiên nhất. Lời Khương Phàm nói để bọn người Cơ Lăng Huyên hít vào từng ngụm khí lạnh, tiếp đó là toàn thân nổi lên cỗ sóng nhiệt. Đồ đằng nguyên thủy tại thời kỳ hồng hoang. Đó không thể nghi ngờ là năng lượng tự nhiên bản nguyên. Ví dụ như, vạn hỏa nguyên, vạn thủy nguyên, vạn kim nguyên. Phượng Bảo Nam hoảng hốt một lát, đột nhiên toát ra một cái suy nghĩ, thế giới này. Thế nào, phản tổ sao, bảo vật tại thời kỳ hồng hoang vậy mà khi thời gian qua đi trăm vạn năm muốn thức tỉnh tập thể. Đây rốt cuộc là chuyện tốt, hay là đang biểu thị cái gì? Khương Phàm hơi chần chờ, nói. Chúng ta xác thực đang ở trong một thời kỳ đặc thù lại vi diệu. Hình dung như thế nào đây, thời đại trước kia, khả năng đồ đằng tỉnh lại là không thực tế, nhưng bây giờ có một thời cơ rất đặc thù. Ta nói không rõ ràng, tóm lại các ngươi hãy tận lực cảm nhận. Nếu như có thể tỉnh lại bọn chúng, các ngươi. Khương Phàm chỉ lên trên. Tất cả đột phá của các ngươi không thể nào cực hạn, truyền kỳ thành tựu thuộc về chính các ngươi. Tiêu Phượng Ngô hào khí nói. Ngươi làm việc của mình đi, chính chúng ta nghĩ biện pháp. Khương Phàm lần nữa ngắm nhìn cây khô trên bầu trời, ra hiệu những người khác tiếp tục bế quan. Tuy nhiên năng lượng tự nhiên xung quanh đang bay hơi, tất cả điểm bế quan đều không thể không di chuyển ra bên ngoài. Hơi chút dứt khoát đi đến bên trong xí thiên giới, nơi đó trải qua mấy năm tẩm bổ, đã khôi phục trình độ bình thường. Sau đó mấy ngày, cây khô điên cuồng hấp thu năng lượng ngũ hành. Xung quanh dần dần hình thành quy mô kinh người giống như con sông, không ngừng liên tục lao vút tới. Thần thụ thế giới dâng lên chạc cây, hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng, tràn vào bên trong cây khô. Nó đang chủ động tế hiến, dùng thân thể sắp mục nát, đổi lấy ngũ hành tổ thụ khôi phục. Khả năng cây khô đã ngủ say quá lâu, dòng dã nuốt 5 ngày 5 đêm, cho đến khi sơn hà xung quanh biến thành hoang mạc, toàn bộ tán cây của thần thụ thế giới đều tàn lụi. Mới rốt cuộc cũng xuất hiện chút sinh cơ, từ bên trong cứng ngắc chậm chạp mở rộng, từ từ bày biện ra bộ dáng một gốc cây hoàn chỉnh. Nhưng muốn tái hiện uy lực thật sự của đồ đằng, chỉ sợ càng cần năng lượng mênh mông hơn. Ngay cả Dạ An Nhiên đều kinh ngạc nhìn cây khô tiêu hao, nàng đã chuẩn bị tốt, nhưng cái này còn nghiêm trọng xa hơn so với nàng mong muốn rất nhiều. Thần thụ thế giới nhìn ngũ hành tổ thụ cổ lão, nó nói với Dạ An Nhiên. Ta vốn định lại ở cùng ngươi thêm mấy năm. Nhưng bây giờ xem ra, vận mệnh của ta, nên dừng ở đây rồi. Dạ An Nhiên đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng thần thụ thế giới đột nhiên nói ra đi như thế, trong lòng vẫn không khỏi nổi lên một trận lòng chua xót và không nỡ. Nàng muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Giữ lại, cảm tạ. Thần thụ thế giới sống mấy trăm ngàn năm, sớm đã coi nhẹ thế sự, cũng không cần cái gọi là thổ lộ hết tình cảm. Dạ An Nhiên quỳ hai đầu gối xuống, hành lễ đối với ngũ hành thần thụ, điều nàng có thể làm chỉ có một câu trân trọng cam đoan. Ta chắc chắn sẽ kế thừa ý chí của ngài, cam đoan truyền thừa ngũ hành thụ. Ta sẽ dùng khả năng cả đời mà ta có, tìm kiếm sinh mệnh ảo diệu.
ngươi không phải lựa chọn ban sơ của ta, lại là truyền nhân mà ta hài lòng nhất. Ngươi là vận mệnh chỉ điểm cho ta, ngươi là thương hại của ông trời đối với ta. Hài tử, là ta nên cảm tạ những gì ngươi kiên trì đến cùng. Thần thụ thế giới đưa cho Dạ An Nhiên đánh giá rất cao. Tạo nghệ cùng thiên phú của nữ hài này kém xa hai truyền nhân trước đó, nhưng nàng thuần túy càng khiêm tốn, từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên định truy tìm lấy năng lượng ngũ hành, bồi dưỡng lấy hệ thống thế giới của mình. Ngay cả, tình cảm ràng buộc, mà nó lo lắng nhất trước đó cũng không có xuất hiện ở trên người nàng. Nàng bình tĩnh nhìn tất cả mọi thứ xung quanh xảy ra, nàng thản nhiên nhận lấy tất cả biến cố. Nàng rõ ràng thân ở trong đó, lại siêu nhiên ở bên ngoài. Nàng, tại ngũ hành sáng thế mà nói, thật sự rất hoàn mỹ. Càng quan trọng hơn là, nàng đã đạt được truyền thừa của hỗn độn thần long, lại lấy được đồ đằng do ngũ hành tổ thụ biến thành. Nếu như lại dung hợp thần nguyên của nó, tiềm lực sẽ đạt được trình độ kích phát lớn nhất, trưởng thành ở tương lai nhất định có thể đạt tới trình độ của nó, về phần có thể tiến thêm một bước hay không, thì phải trình độ nhìn nàng lĩnh hội đối với sinh mạng ảo diệu. Năng lượng của ta rất khổng lồ, nếu như trực tiếp rót vào ngươi, sẽ sinh ra phụ tải rất mạnh đối với thân thể cùng thế giới của ngươi, nhưng bây giờ ta có thể chuyển rời đến phía trên ngũ hành đồ đằng. Ngươi lại dung hợp ngũ hành đồ đằng, đưa vào thế giới của ngươi. Chỉ cần có thể thật sự khống chế ngũ hành đồ đằng, từ nay về sau, thế giới ngũ hành của ngươi sẽ có ta cùng tổ thụ cùng nhau bảo vệ, thế giới ngũ hành của ngươi càng có thể hấp thu năng lượng từ toàn bộ môi trường tự nhiên bên ngoài. Ngươi đã có cơ sở sáng thế, nhưng có thể thực hiện thăng hoa cuối cùng hay không, phải nhìn vận số của chính ngươi. Thần thụ thế giới nói rất bình tĩnh, sống mấy chục vạn năm, sớm đã coi nhẹ sinh tử, có thể trước khi chết tự mình chỉ đạo người thừa kế mới. Càng có thể được đến ngũ hành tổ thụ biến thành ngũ hành đồ đằng, đã không có bất kỳ tiếc nuối nào nữa. Hài tử. Giọng của thần thụ thế giới đột nhiên trầm lại, như có cái gọi là tình cảm chưa bao giờ biết đến. Sư phụ. Dạ An Nhiên quỳ hai đầu gối xuống, cúi đầu thật sâu. Chúc phúc cho ngươi. Một câu nói đơn giản, lại gánh chịu lấy chờ đợi thâm trầm nhất ấm áp nhất của vị lão nhân này. Sau đó, thần thụ thế giới bắt đầu di chuyển toàn diện năng lượng. Hóa thành uy lực tự nhiên cùng sinh cơ vô hạn như đại dương, không ngừng liên tục tràn vào cây khô. Dạ An Nhiên quỳ lạy thật sâu, cung tiễn thần thụ. Cơ Lăng Huyên, Phượng Bảo Nam, Thương Hàn Nguyệt, Kiều Linh Vận, Tiêu Phượng Ngô, Du Cảnh Chiến cùng Yến Khinh Vũ trước đó được thần thụ ban cho, cũng nhao nhao quỳ xuống đất, cung tiễn thần thụ. Theo thần thụ thế giới tế hiến, năng lượng tại thế giới hỗn độn bắt đầu di chuyển toàn diện. Chính nó dung nhập ngũ hành đồ đằng toàn diện. Chân chính tỉnh lại thần uy đồ đằng, cũng tương đương với mượn nhờ đồ đằng đạt được tân sinh. Năng lượng hỗn độn của thế giới không ngừng liên tục tràn vào xí thiên giới, thượng cổ thần đình di chuyển tới xí thiên giới. Tuy nhiên thế giới hỗn độn vẫn phải giữ lại, nơi này phải làm mồi nhử chiến tranh, kích thích không võ thiên hạ tụ tập, xí thiên giới làm gia viên mới, mang theo đời mới ẩn nấp thâm không, giữ lại huyết mạch, giữ lại hy vọng. Năm 20, ngày 15 tháng 3. Được sự giúp đỡ của Đông Hoàng Thánh Kiệt, Mạc Giao bí mật trở lại Bất Hủ Thần Sơn, không kịp chờ đợi tuyên bố tin tức khiếp sợ kia, cùng sử dụng tinh thạch ký ức, phô bày thay đổi bây giờ của Hỏa Lạc cho tất cả mọi người nhìn thấy. Mạc Quyết nhìn Kỳ Lân uy phong lẫm liệt, chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn đã nghe nói Khương Phàm mang theo thiên môn hành động tại Hải Vực, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc ấy cố ý giấu giếm tin tức Hỏa Lạc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Hỏa Lạc lại thành tổ Kỳ Lân. Tất cả Kỳ Lân đều vây xem hình ảnh bên trong tinh thạch ký ức. Việc đã đến nước này đã không có bất cứ cái gì cần phải tranh luận nữa. Tổ Kỳ Lân sinh ra là sứ mệnh triệu hoán, là kèn lệnh để Kỳ Lân yêu tộc lần nữa cuồng chiến thiên hạ. Bọn chúng sẽ thẳng tiến không lùi, đi theo Tổ Kỳ Lân huyết chiến đến cùng. Mà, khi Tổ Kỳ Lân chân chính ngưng tụ ra Tổ Nguyên Chí Tôn Cốt, bước lên thần cảnh, một khắc này, tất cả Kỳ Lân quay xung quanh ở nó đều sẽ phát sinh huyết mạch thăng hoa. Tăng thực lực lên. Bọn chúng thật hận không thể liền đi qua ngay bây giờ, nhưng Khương Phàm ước định ngày mùng 5 tháng 5, bọn chúng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời cảnh giác Thái Sơ đế tộc giám sát. Chỉ là tất cả bọn họ không nghĩ tới, đế tộc giám sát càng tinh tế càng toàn diện xa so với những gì bọn hắn tưởng tượng. Bắt đầu từ tháng 4, toàn thế giới đều lâm vào trong một loại yên tĩnh quái dị. Hoàng Nê Đài đưa tới oanh động đã lắng lại. Hành động khiêng thiên môn hoành hành hải vực liệp thần của Khương Phàm biến thành nháo kịch, Khương Phàm điên cuồng buôn tập thiên khải đế thành cũng không có gây nên oanh động quá lâu, bởi vì từ đế tộc đến thần tộc đến hoàng đạo, lại đến thần tộc, cũng bắt đầu bước chuẩn bị sau cùng.
Chiến tranh tại Thương Huyền đã không thể tránh né, cường tộc khắp thiên hạ đều điên cuồng tràn vào mảnh tổ địa chúng sinh kia. Nơi đó nhất định sẽ biến thành chiến trường hỗn loạn, biến thành mộ địa thảm liệt. Thánh linh kiêu ngạo, thánh vương cường hãn, thánh hoàng chí cao vô thượng, thậm chí là thần ma quan sát dân chúng ở các nơi, đều có thể lọt vào tử vong. Cái này khiến tất cả cường giả cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị, dù sao ai cũng không muốn biến thành vật hy sinh, các thiên kiêu càng là khát vọng đại triển thần uy. Đám tán tu thì đầy lòng kích động cùng chờ mong, chờ đợi đại chiến Thương Huyền. Dù sao nơi đó khắp nơi trên đất đều là thánh huyết, thánh cốt, thậm chí có thể vẩy xuống thần huyết, tùy tiện một chút chính là thiên đại cơ duyên. Nhưng chính là tại loại hoàn cảnh đặc thù này, một trận bị hậu thế xưng là cuộc chiến tiên phong, ảnh hưởng đến vận mệnh nhân tộc với trình độ nhất định, thậm chí chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ chiến cuộc Thương Huyền, lại điệu thấp yên lặng ấp ủ tại Thái Sơ Đông Bắc Bộ. Sau khi lấy được báo cáo, Thiên Quân Đại Thần Tôn vừa mới trở về Đế Thành không lâu lại lần nữa trở về Đông Bắc Bộ, tự mình tọa trấn. Mặc dù Bất Hủ Thần Sơn truyền ra tin tức là võ giả không gian bí mật tiếp ứng, không cần Đại Thần Tôn hắn đây tự mình ra tay, nhưng không võ xảo quyệt lại đặc thù, cũng là vì để tránh cho lại có một vị thần linh tùy hành nào đó, nên hắn đã quyết định tự mình tọa trấn, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Nếu có thể xử tử toàn bộ không võ dưới trướng Khương Phàm trước khi Thương Huyền mới bắt đầu khai chiến, tương đương với chặt chân đám người kia của Khương Phàm sẽ rất khó chiếu cố trăm vạn giảm Thương Huyền đại lục, càng khó phát huy ưu thế tập kích trong lúc chiến tranh. Cho nên, từ trên thực lực không võ mà nói, không đáng để hắn tự mình ra tay, nhưng từ trên ý nghĩa không võ mà nói, đáng để hắn tự mình làm cục. Đây là đại lễ hắn cống hiến cho nhân tộc, thậm chí hiến cho Bát Châu Thập Tam Hải. Thời gian lặng yên trôi qua, từng ngày tới gần tháng 5. Bất Hủ Thần Sơn ngoài mặt vẫn như thường ngày, nhưng nội bộ lại bắt đầu khẩn trương cao độ. Mặc dù xung quanh không có phát hiện đế tộc giám sát, cũng không có phát hiện đặc thù, nhưng dù sao đây cũng là một trận đào vong lớn vượt ngang trăm vạn dặm, hơi không cẩn thận, bọn hắn có thể chết ở trên đường. Ngày 20 tháng 4, một con thủy kỳ lân cảnh giới thánh linh đột nhiên bí mật đến Bất Hủ Thần Sơn. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Kỳ lân cùng cao tầng Mặc gia lập tức tụ họp lại, kinh ngạc quan sát thủy kỳ lân ở trước mặt mình, nơi đó thật sự có kỳ lân tộc sao? Nhưng trong này đột nhiên sớm tới, để tim bọn hắn đều nhảy loạn lên. Không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đông Hoàng tộc đã bí mật đến khu vực Tân Hải. Thủy kỳ lân đã từng là kỳ lân thú bên trong Vĩnh Hằng Thánh Hồ, dưới sự của tẩm bổ năng lượng hỗn độn, đã quay về huyết mạch kỳ lân, bước lên cảnh giới thánh linh. Lần này nó nhận lệnh Khương Phàm, đến đây, bố cục. Nhanh như vậy. Chúng ta làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận. Vì để tránh cho các ngươi bị giám sát, cho nên muốn sớm hành động. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, có thể lấy rút lui bất cứ lúc nào. Mặc ra rung động, kinh nghiệm đúng là kinh nghiệm, đây đều là kinh nghiệm bên kia đánh ra tới. Các ngươi đã chế định kế hoạch rút lui chưa? Thủy Kỳ Lân hỏi. Đều đã chế định tốt. Lão tổ Mặc gia tự mình nói. Vứt bỏ. Cái gì? Dựa theo kế hoạch của chúng ta mà làm, các ngươi chia ra 5 đường, một đường dựa theo an bài cố định, tiến vào Hắc Thủy Loan, 4 đường khác, phân biệt phân tán ra các phương hướng khác nhau từ 500 dặm trở lên. Đông Hoàng tộc sẽ kịp thời tiếp dẫn các ngươi cũng sẽ di chuyển từ phương hướng khác nhau. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được, nếu như trận hành động rút lui này thuận lợi đương nhiên là tốt nhất, nếu như không thuận lợi, bị đuổi bắt. Phải làm như thế để có thể bảo đảm các ngươi không đến mức toàn tộc tận không. Sau khi Kỳ Lân cùng Mặc gia thương lượng đơn giản thì đã chấp nhận đề nghị. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận là hơn. Mặc gia lần nữa rung động, kinh nghiệm đúng là kinh nghiệm. Thủy Kỳ Lân tiếp tục nói. Còn phải nhắc nhở các ngươi một chút, sau khi gặp được Đông Hoàng tộc, tất cả đều phải nghe chỉ lệnh của bọn hắn. Đông Hoàng tộc đều là không võ, tính cách vô cùng cao ngạo. Lần này tới cũng là nhấc lên nguy hiểm rất lớn. Hiểu hiểu, chỉ cần có thể trở lại Thương Huyền, ủy khuất gì cũng đều có thể chịu. Đám kỳ lân đều là chút thánh thú cao ngạo, sẽ không tùy tiện thỏa hiệp và chịu nhục, nhưng hiện tại bọn chúng chỉ một lòng nghĩ đến nhìn thấy tổ kỳ lân, cái gì cũng đều có thể nhịn. Thủy Kỳ Lân đầy cõi lòng áy náy nói. Ngoài ra Khương Phàm bảo ta thay ngài ấy chuyển cáo áy náy của mình. Bất Hủ Thần Sơn nguyện ý tiến về Thương Huyền tại thời kỳ khẩn trương này. Ngài vô cùng cảm kích, cũng hẳn là nên tự mình tới. Nhưng, ác chiến Thương Huyền sắp đến, ngài ấy cần bế quan chiều sâu, tăng cảnh giới lên,
tôi luyện kinh nghiệm, nhất là muốn tìm kiếm thời không, ngưng tụ ấn ký thủy tổ mới, thực sự không thể nào bước ra tới tiếp ứng. Không sao không sao, chúng ta đều có thể hiểu. Thái độ của Mạc Gia cùng Mạc Kỳ Lân bây giờ cực kỳ tốt, tốt chính là bọn hắn đều cảm giác hơi có vẻ khiêm tốn. Thủy Kỳ Lân nói, ta không biết tình huống cụ thể, thật giống như muốn tranh thủ trước khi chiến tranh bộc phát, ngưng tụ bốn bộ phân thân. Nhiệm vụ quá nặng nề. Bốn bộ phân thân. Lão tổ Mạc Gia, Mạc Thần kinh ngạc. Một bộ phân thân tương đương với một tôn chu tước, bốn bộ phân thân chẳng phải là năm tôn chu tước. Phối hợp với Khương Phàm, chẳng phải có thể chiến ngũ đại thần ma. Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Đám người Mạc Quyết đều âm thầm nhếch miệng, chu tước niết bàn bí thuật thật sự quá nghịch thiên, trách không được có thể bị trời ghét, không giống yêu tộc khác có thể xuất hiện truyền thừa, mỗi lần nó xuất hiện đều là có chỉ có một. Mạc Giao nói, ta nhớ được kiếp trước, hình như hắn chỉ ngưng tụ được có ba bộ. Thủy Kỳ Lân nói, kiếp này ngài ấy có đan hoàng phối hợp, luyện chế ra số lượng lớn đan dược, tăng lên thể chất cùng lực lượng linh hồn, tăng lên tới cực hạn cực lớn. Tại thời kỳ bình thường, chu tước hẳn là chỉ có thể ngưng tụ được ba bộ, nhưng ngài ấy muốn đột phá cực hạn, ngưng tụ bốn bộ. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngài ấy gặp phải áp lực quá lớn, nhất định phải ép mình một tay. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên hỏi, thế giới hỗn độn các ngươi bây giờ có vài tôn thần rồi. Phần Thiên Thần Hoàng và Thiên Hậu, còn có hai tòa hoàng nê đài, đang bồi dưỡng hoàng tử Kiều Vô Hối cùng hỗn độn thánh hoàng của Ngu Gia. Phần Thiên Thần Hoàng không thể tới, Thiên Hậu đang dung hợp bí thuật với khế ước thú chiều sâu, cũng không tiện tới. Cho nên, thật sự là, Thủy Kỳ Lân lại phải biểu đạt áy náy, Hỏa Kỳ Lân vội vàng chặn ngang. Ai, quá khách khí, không cần thần tôn tới tiếp ứng. Nếu như đế tộc thật sự tiếp cận chúng ta, thần tôn đến không hòa được, không có bao nhiêu khác nhau. Thủy Kỳ Lân nói, cảm ơn các người đã hiểu, Phần Thiên Thần Hoàng để cho ta chuyển cáo đối với các người sự hoan nghênh. Bây giờ trời sắp tối rồi, hai người các người bây giờ đi chuẩn bị, nhất định phải chia năm đường hành động. Một đường yếu nhất, dựa theo vị trí ký định đi Hắc Thủy Loan. Ta không nên nói như vậy, nhưng, nếu quả thật bị đuổi bắt, một đường yếu nhất tương đương với việc làm mồi nhử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Thiên Giáo Tôn, Đông Hoàng Càn cùng Hoàng Phi Đông Hoàng Như Ảnh đang chờ tại sườn núi Vọng Hải, ở phía bắc Hắc Thủy Loan cách đó 300 dặm, người quan trọng nhất, tốt nhất di chuyển từ nơi đó. Lão giáo chủ Đông Hoàng Toại cùng phó giáo chủ đương nhiệm, Đông Hoàng Trấn Nguyên, chờ tại Huyền Thanh Hải, ở phía nam Hắc Thủy Loan cách đó 300 dặm, một nhóm người quan trọng khác cũng có thể di chuyển từ nơi đó. Lại hướng bắc đi cách phía nam 300 dặm, theo thứ tự là Thánh Vương, Đông Hoàng Trấn Nguyên cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt dẫn đội, số lượng lớn Thánh Vương cùng bán thánh phụ trợ. Thủy Kỳ Lân nói xong, đám người lần nữa rung động, trong lúc bất chi bất giác, Đông Hoàng tộc lại phát triển đến quy mô như vậy. Không võ trưởng thành vô cùng khó khăn, gần vạn năm qua chỉ có Cửu Thiên Thần Tôn bước lên thần cảnh, sau khi hắn chết đến bây giờ không võ khắp thiên hạ cao nhất đều là Thánh Hoàng, mà lác đác không có mấy người. Vậy mà Đông Hoàng tộc lại có hai Thánh Hoàng cùng số lượng lớn Thánh Linh Thánh Vương. Hoàng Phi cũng đích thân tới sao? Mạc Giao khẽ rung động. Chỉ là âm thanh rung động này lại rước lấy ánh mắt quái dị của bọn người Mạc Quyết. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Sau khi các ngươi đến khu vực Tân Hải, trực tiếp lén lút đi từ đáy biển, tận lực kéo dài khoảng cách cùng lục địa, mấy ngàn dặm là được, hơn vạn dặm càng tốt hơn. Đông Hoàng tộc rất kiêng kỵ Thái Sơ Đại Lục, nếu như xung quanh bố trí đạo ngấn không gian, bọn hắn xông lầm khả năng sẽ kích thích đến đế tộc, cho nên. Thủy Kỳ Lân lắc đầu. Ta cũng biết chúng ta quá cẩn thận. Nhưng chuyện can hệ trọng đại, bọn hắn chịu không được tổn thất, xin hãy tha lỗi. Hiểu hiểu. Mạc Gia cùng đám Kỳ Lân đều có chút không có ý tứ, đối phương thật sự là cẩn thận lại khách khí, vậy mà lặp đi lặp lại xin lỗi. Thủy Kỳ Lân nhìn thụ sủng nhược kinh Mạc Gia, trong lòng cười, cái này lại không phải nói cho các ngươi nghe được. Mỗi chữ mỗi câu, đều là đang truyền lại tin tức cho Thái Sơ. Mạc Gia cùng đám Kỳ Lân lập tức bắt đầu chuẩn bị, hai canh giờ nói ngắn cũng không ngắn. Nói dài cũng không dài, chuyện đột nhiên xảy ra để bọn hắn đều có chút bối rối, cũng may sớm làm chuẩn bị, không đến mức náo ra oanh động và hỗn loạn. Sau 2 giờ, Mạc Kỳ Lân cùng Mạc Gia chia ra 5 đường, lặng lẽ rời khỏi quê hương mà bọn hắn đã sinh sống vạn năm. Trong lòng đều có cảm giác không muốn bỏ, nhưng thời gian cấp bách, bọn hắn không có sức để thương cảm, chỉ hy vọng có thể mau chóng chạy khỏi nơi này. Trong hư không, các không võ đế tộc đạt được toàn bộ nội dung đối thoại.
bọn hắn lập tức truyền cho ngoài vạn dặm trấn giữ Thiên Quân Đại Thần Tôn. Cái máy truyền tin tức này để Thiên Quân Đại Thần Tôn cảm thấy ngoài ý muốn, vốn định một mẻ hốt gọn, không nghĩ tới Khương Phàm lại xảo quyệt, vậy mà đưa ra, phân lưu. Không hổ là nam tử sống ở trong âm mưu và chiến tranh, làm việc điên cuồng lại không thiếu cẩn thận. Sau khi Thiên Quân Đại Thần Tôn cẩn thận phân tích, nội dung đối thoại, phân phó tất cả không võ nhìn chằm chằm bốn đường khác, hắn thì tự thân đến Vọng Hải Nhai. Phải giải quyết các thánh hoàng đỉnh phong như Đông Hoàng Càn trước. Huống chi nơi đó còn có hoàng phi của Khương Phàm, Đông Hoàng Như Ảnh. Cho nên nơi đó hẳn là đội ngũ quan trọng nhất. Chờ sau khi xử lý xong nơi đó, lại săn giết từng không võ khác. Hắn muốn mấy chục vạn dặm đường biển Đông Bắc Bộ Tân Hải Thái Sơ đến Tây Nam Bộ Tân Hải Thương Huyền, biến thành nơi không đường về của Đông Hoàng tộc. Nhưng, hắn không biết là, tại thời điểm Thủy Kỳ Lân bí mật đến Bất Hủ Thần Sơn, Khương Phàm đã kích phát thông thiên trụ tại hải vực, xuyên suốt thiên khải chiến trường, xuất hiện ngắn ngủi ở phía trên, sau khi gây nên giật mình thì lại nhanh chóng trở về hải vực, lao thẳng đến Vọng Hải Nhai tại Đông Bắc Bộ Thái Sơ. Khi Thiên Quân Đại Thần Tôn đạt được tin tức tại Bất Hủ Thần Sơn, lại chạy tới Vọng Hải Nhai, các đế thành tại Thiên Khải chiến trường đều chiếm được tin tức Khương Phàm xuất hiện tại Thiên Khải, cũng truyền về lục địa, tất cả đế quân suy đoán tên hỗn đản Khương Phàm kia lại muốn lập lại chiêu cũ, nhao nhao thức tỉnh, lao thẳng đến đế thành tọa trấn. Một thời gian chênh lệch xảo diệu. Vọng Hải Nhai. Hải triều nơi này chảy xiết, sóng cả mãnh liệt, tiếng sóng lớn vỗ bờ oanh minh cả ngày đêm không ngớt, vang vọng khắp rừng rậm cùng Tân Hải. Mạc Thần, Mạc Quyết, Mạc Giao và các nhân vật quan trọng của Mạc gia, cùng hai vị thánh vương là Thủy Kỳ Lân, Thổ Kỳ Lân dẫn đầu các kỳ lân quan trọng trong tộc, đã bí mật tới nơi này. Chi đội ngũ này đúng là bộ phận tinh nhuệ nhất của Bất Hủ Thần Sơn, cho nên hành động cực kỳ cẩn thận. Thổ Kỳ Lân cảm ngộ ngọn núi cao lớn, Thủy Kỳ Lân tìm kiếm hà triều, hồ lớn. Bọn hắn dừng lại ngắn ngủi tại chỗ vách núi, sau khi xác định không có truy tung, lại mượn tiếng sóng lớn vỗ bờ, liên tiếp xông vào hải dương, dưới sự bảo vệ của Thủy Kỳ Lân, bằng tốc độ nhanh nhất lao tới phương xa. Không lâu sau Thiên Quân Đại Thần Tôn chạy tới nơi này, nhưng không có lập tức theo sau, để tránh kinh động đến Đông Hoàng tộc, khả năng đang tuần sát ở trong hư không. Nếu Đông Hoàng tộc cẩn thận như vậy, rất có thể vẫn tồn tại bố trí bí mật khác, cho nên hắn phải kiên nhẫn. Thiên Quân Đại Thần Tôn đứng trong tầng mây đêm tối, yên lặng ngắm nhìn kỳ lân yêu tộc đi xa, tính toán thời gian. Nếu như dựa theo vạn dặm mà tính, lấy tốc độ của Thủy Kỳ Lân tại hải vực, khoảng chừng là buổi sáng ngày mai. Hắn có thể xuất phát trước tờ mờ sáng. Cửu Thiên Thần Tôn, không võ người giao phó cho phần Thiên Thần Hoàng, tất cả sẽ phải chôn vùi toàn bộ ở chỗ này. Thiên Quân Đại Thần Tôn ngóng nhìn thâm không, nhẹ giọng tự nói. Làm cường giả nhân tộc gần với đế quân nhất, tuổi thọ của hắn đã mạnh hơn cực hạn thần tôn, đến nay đã gần 6.000 tuổi, đều không nhớ rõ đã bao lâu không có tự mình ra tay, càng không nhớ rõ lúc nào tự mình vận hành một sự kiện. Mặc dù hơi có vẻ lạnh nhạt, nhưng vừa vặn xem như làm nóng người cho cuộc chiến Thương Huyền. Dù sao lại một khắc chân chính đặt chân vào Thương Huyền này, tất cả cường giả của Thái Sơ Đại Lục đều để cho hắn tự mình thống lĩnh. Lão tộc trưởng Thánh Vương Thủy Kỳ Lân xuất lĩnh toàn bộ Thủy Kỳ Lân, dán chặt lấy dãy núi dưới đáy biển lén lút đi, không chỉ có muốn tránh cho gây cho hải thú cảnh giác, còn phải tận lực tăng thêm tốc độ. Từ đêm khuya đến bình minh, từ trời sáng cho đến giữa trưa. Thủy Kỳ Lân từ đầu đến cuối vẫn luôn tiến về phương hướng Thương Huyền, cũng mặc kệ khoảng cách, cũng mặc kệ thời gian, lúc nào gặp được Đông Hoàng tộc lúc đó coi như kết thúc. Bây giờ là lúc nào rồi? Mạc Quyết ngước nhìn hải triều hắc ám thâm thúy. Thủy Kỳ Lân dù đã biết được kết hoặc nhưng hắn vẫn mãi luôn khẩn trương. Nơi này là nơi cực sâu dưới đáy biển, khoảng cách mặt biển 5-6.000 mét, thậm chí có thể đạt tới vạn mét, hắc ám giá lạnh, không nhìn thấy bất cứ tia sáng nào, cho nên rất khó xác định thời gian cụ thể. Hẳn là trời đã sáng rồi. Mạc Thần ngồi ở trên lưng Kỳ Lân, yên lặng nghĩ sáng suốt. Ta cảm giác không sai. Mạc Quyết bội phục định lực của lão phụ thân. Cũng nhanh gặp thôi. Ta cảm thấy lấy hẳn là đã sớm gặp. Không phải chúng ta đi nhầm phương hướng rồi đấy chứ. Đông Hoàng Càn là không võ thánh hoàng đỉnh phong, có thể tùy tiện bắt năng lượng trong vài trăm dặm thậm chí ngàn dặm. Chúng ta còn có thể trạch hướng ra hơn nghìn dặm. Đó chính là bọn họ không có chờ tại vị trí cố định. Người đó, làm việc không có kiên nhẫn, chờ. Mạc Thần đột nhiên mở hai mắt ra, ngóng nhìn mặt biển. Các kỳ lân đang phi nước đại nhao nhao dừng lại, cũng ngóng nhìn mặt biển. Thế nào?
Bọn người Mặc Giao lập tức đề phòng. Phía trên có năng lượng rất mạnh. Lão tộc trưởng Thủy Kỳ Lân khống chế hải triều, lao thẳng đến mặt biển. Dưới thánh linh đều ở lại phía dưới. Mặc Thần nhanh chóng đuổi theo. Phía trên mặt biển cách đó 5.000 mét, sóng lớn động trời, hải triều va chạm, gió lốc cuồng quyển lấy thiên hải. Một trận ba động khủng bố hủy trời diệt đất khuấy động cuồn cuộn, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Thiên quân đại thần tôn xuất hiện, cách không gian rằng co với một nam tử cao lớn ánh mắt lãnh tuấn. Hai loại thần uy đang va chạm kịch liệt, hình thành trận vực kinh khủng, vặn vẹo càn khôn, hình thành lực phá hoại kinh người. Xa xa nhìn lại, ở giữa thiên hải bạo loạn lại mơ hồ, không chỉ có hải triều đang vỡ vụn, không gian đều giống như muốn sụp đổ. Không đợi đám người Mặc Thần vọt tới mặt biển thì đã bị khí tức kinh khủng bức lại. Thiên quân đại thần tôn. Bọn hắn nhận ra lão nhân khoác áo bào đen, vẻ mặt tang thương kia. Thần tôn đầu tiên của Thái Sơ Đại Lục, càng là người đầu tiên được nhân tộc công nhận gần với đế quân, bộc phát cực hạn có thể chạm đến bán đế kinh khủng. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Mặc Thần lại khó bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thủy Kỳ Lân đều run rẩy. Phần thiên thần hoàng. Mặc Giao che môi đỏ, cách hải triều bạo loạn chỉ vào phương hướng khác. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Không phải nói không tới sao? Lão tộc trưởng Thủy Kỳ Lân mơ hồ đã nghĩ thông suốt cái gì đó. Các ngươi đã đến, cùng ta rút lui. Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai bọn hắn, hư không xung quanh đột nhiên vặn vẹo, ngay cả hải triều bọn hắn mang cũng đều cuốn đi toàn bộ. Là Đông Hoàng Toại. Giáo tôn Đông Hoàng Càn đang bế quan triều sâu, cho nên mới chính là hắn. Nhưng đối diện gặp phải cường địch, hoàn toàn ở ngoài ý liệu. Không có cách nào khác, chỉ có thể rút lui. Khương Phàm rằng co với thiên quân đại thần tôn, khí thế giữa nhau đều đang bộc phát tới cực hạn, khí thế nghiền ép hình thành áp lực tạo thành trận vực hủy diệt đáng sợ. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng là thiên uy thần tôn, lại là thiên quân ngươi. Ta chờ đợi vạn kiếp môn thật lâu, xem bộ dáng là không thể nắm bắt tới tay trước khi đại chiến thương huyền bộc phát. Mặt ngoài Khương Phàm là nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng lại là thật muốn mắng to, làm sao lão gia hỏa bất tử này lại tự mình truy tung bất hủ thần sơn? Cần thiết hay không? Bất hủ thần sơn mà thôi. Không phải hẳn là thiên uy thần tôn, mang theo vạn kiếp môn tới sao? Thiên quân nhàn rỗi không chuyện gì, đến làm nóng người sao? Khương Phàm chỉ muốn câu một con cá, bồi bổ thân thể, kết quả lại tới một con cá mập. Đây là ai ăn ai? Đây cũng là một cái bẫy sao? Người đó. Làm người thì không thể sống được thoải mái chút sao? Ngoại trừ tính toán thì chính là tính toán, người sống quá mệt mỏi rồi. Thiên quân đại thần tôn cũng rất bất ngờ, vậy mà lại đón đầu đụng phải Khương Phàm, mấu chốt là gia hỏa này thấy được hắn vậy mà lại không lặng lẽ rời khỏi, mà trực tiếp xuất hiện. Nếu như ta có thể xưng đế, khẳng định rất thoải mái. Quần hùng thiên hạ, ta có thể từ đông đẩy ngang đến tây. Bây giờ không phải không có xưng đế sao? Không có cách nào cả. Thực lực không đủ, kẻ địch lại nhiều, chỉ có thể thông qua tính toán tích lũy chút tài nguyên. Nếu ngươi đã vào cuộc, rất xin lỗi, mượn cơ thể ngươi dùng một lát, để cho các huynh đệ sau lưng ta ăn một bữa cơm no. Khương Phàm khẽ nhếch khóe miệng, nhẹ giọng cười nói, nhưng lại chậm rãi nắm chắc hai tay, vẫn không che giấu được sự khẩn trương trong nội tâm. Vẫn không biết trời cao đất rộng như vậy, chỉ bằng ngươi bây giờ, muốn săn giết ta còn kém một chút. Ngược lại là ngươi, nếu đã tới nơi này, đến đế thành ta ngồi một chút. Thiên quân đại thần tôn chỉ tới phía Khương Phàm, vốn định săn giết Đông Hoàng tộc, chặt đứt chân Khương Phàm, không nghĩ tới lại gặp được bản tôn Khương Phàm. Đã rất lâu không có ra tay. Vậy thì hôm nay nhìn xem đến tột cùng phần thiên thần hoàng mạnh đến trình độ gì, có thể làm cho hệ thống thống trị 30.000 năm của thương huyền tan rã toàn diện. Yên diệt, linh văn trên trán thiên quân đại thần tôn nhanh chóng khuếch tán, trong lan tràn quỷ dị. Đầu dần dần biến thành một cái lỗ đen tĩnh mịch chôn vùi. Từ xa nhìn lại giống như một tôn thiên thần không đầu, nhưng nhìn kỹ lại, cái đầu kia lại như là hóa thành yên diệt pháp tắc, vô hình vô chất, khuấy động khí tức khủng bố chôn vùi chúng sinh. Theo linh văn lan tràn, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt đen kịt, xuyên qua toàn thân, như là bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng mỗi một vết nứt hắc ám đều là dòng lũ chôn vùi năng lượng. Người chạm đến cảnh giới bán đế. Sắc mặt Khương Phàm đột nhiên biến đổi, sự tỉnh táo trầm ổn không còn sót lại chút gì. Thân thể, hư vô hóa, là dấu hiệu bắt đầu biến đổi tới đại đế cảnh trực tiếp nhất của cảnh giới thần linh, biểu thị thân thể bắt đầu dung hợp chiều sâu cùng linh văn,
muốn chân chính biến thành linh văn đại biểu cho cực hạn pháp tắc. Hắc ám thần bí trong hư vô tràn ngập năng lượng kinh khủng, mà lại còn mênh mông vô tận. Bình thường mà nói, linh văn chỗ đầu sẽ hư vô hóa trước hết nhất, biểu thị biến đổi bắt đầu. Sau đó hư vô bắt đầu thuận kinh mạch lan tràn toàn thân, từng bước hư vô, tựa như thiên quân đại thần tôn bây giờ. Sau khi triệt để biến thành, hư vô thể, hình người thì đã mang ý nghĩa triệt để ổn định cảnh giới bán đế. Muốn lần nữa thăng hoa, chân chính trở lại bản thể, thì cần phải tới đăng thiên kiều, nghênh đón thiên phạt. Kỳ thật sau khi đến hư vô toàn diện, thiên phạt đã khóa chặt ngươi, đăng thiên kiều muốn đi cũng phải đi, có đi hay không cũng phải đi. Nếu như hư vô bị thiên phạt vỡ nát thì sẽ triệt để tiêu vong. Nếu như có thể chống đỡ thiên phạt thì có thể nhận thiên phạt tôi thể, trở lại chân thân, chân chính bước lên đế cảnh chí cao vô thượng. Mặc dù tình huống bây giờ của thiên quân đại thần tôn còn không phải bán đế chân chính, nhưng đã bắt đầu biến đổi, mà phạm vi lại còn rất lớn. Tựa như Khương Phàm năm đó bị ép đi đến đăng thiên kiều. Phần thiên thần hoàng, là ngươi cùng ta đến đế thành ngồi một chút, hay là ta mời ngươi đi qua? Thiên quân đại thần tôn chỉ tới phía Khương Phàm, vằn đen bên phải giao nhau, bàn tay rất nhanh đã biến thành hư vô đen kịt, giống như lỗ đen di động, bên trong khuấy động yên diệt pháp tắc không có gì sánh kịp, như là có thể tùy tiện đứt đoạn thời không, phá hủy sinh cơ, tiễu sát sinh linh. Vẻ mặt của Khương Phàm trở nên nghiêm trọng, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên quân đại thần tôn. Chơi lớn rồi. Thiên hậu không có xuất quan, bọn vô hối đại tặc đều không có đột phá. Sớm biết đã không tới. Làm sao bây giờ? Bây giờ hắn bộc phát cực hạn, nhưng cũng chỉ là thần linh đỉnh phong, muốn đối kháng cưới thiên quân đại thần tôn, kẻ có thể phóng thích đế uy yếu ớt, cơ hồ là không có phần thắng. Nếu như chạy trốn, mấy chục vạn dặm hải vực sẽ thành, con đường đi đến hoàng tuyền, của hắn, sẽ liên tiếp bị trọng thương, cho đến Kakahi tiêu vong. Cho nên, chỉ có thể phản kích, nhất định phải phản kích, liều chết cũng phải phản kích, giết ra một con đường sống. Hắn có táng diệt truyền thừa, càng có thương sinh tạo hóa, là ý chỉ thương thiên, mạnh hơn võ pháp. Thiên quân đại thần tôn lạnh nhạt. Kiếp trước hay kiếp này ngươi chinh chiến nhiều vô số, đối mặt với các loại chiến đấu còn chưa bắt đầu đã có thể dự phán đến kết quả đại khái. Hôm nay thì sao đây? Ngươi hẳn là cũng có thể dự đoán được, ngươi, đi không được. Khương Phàm rằng co cực kỳ lâu, răng rắc một tiếng, bẻ bẻ cổ, đáy mắt bắn ra sát ý. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn khẩn trương dưới độ cao này, trong đầu đang chế định ra tiến công sách lược. Đây là một nguy cơ lớn, làm sao? Không phải đại cơ duyên. Nếu như có thể sớm giết, người đầu tiên dưới đế quân, này, chẳng khác nào cuộc chiến thương huyền bớt đi một mối uy hiếp lớn. Nếu như có thể sớm giết vị thiên quân đại thần tôn này, nói không chừng có hắn thể tại. Nhìn trộm bán đế, trước khi chiến đấu, Khương Phàm gắt gao nhìn chằm chằm thiên quân đại thần tôn. Sợ hãi biến thành sát ý biến thành cuồng nhiệt, khóe miệng của hắn ngưng tụ, nói ra một câu cực kỳ cuồng ngạo nói. Cảm tạ thái sơ, tặng đại lễ. Thiên quân đại thần tôn lạnh lùng nói. Ngươi đã dự phán đến kết quả, lại không nguyện ý thừa nhận. Cũng được, ta sẽ để ngươi ôn lại thực lực bán đế. Phần thiên thần hoàng, mời ra chiêu. Ầm ầm. Khương Phàm ra tay, xúc thế phóng thích đến cực hạn trong nháy mắt, như lôi đình xé rách không gian. Mình mông hơn 10 dặm nháy mắt đã tới. Thiên băng địa liệt, quỷ thần hồi hộp. Khương Phàm cuồng kích một quyền, quyền cương bộc phát, giống như mặt trời nổ tung, như chu tước liệp thiên, đánh về phía lồng ngực thiên quân đại thần tôn. Đã quá lâu, Khương Phàm không có tập trung tinh thần như vậy, tâm trí kiên định như vậy, muốn cuồng chiến một trận như vậy. Áo bào đen trên người thiên quân đại thần tôn bay phất phới, muốn vỡ vụn thiên hải, chôn vùi vạn vật. Đối mặt với Khương Phàm đang cường thế bộc phát, hắn giống như một cây tùng già cắm rễ nơi vách núi, lù lù bất động. Hắn nâng tay phải thoáng lệch ra, tinh chuẩn chặn đường Khương Phàm bạo kích chu tước bác thiên thuật. Tay phải bạo tạc ra tuyệt thế thần uy, hư vô hắc ám trong nháy mắt đã chôn vùi thiên địa. Một tiếng vang thật lớn, kinh hãi thiên hải, như là thần binh lợi khí cứng rắn nhất thế gian va chạm cùng một chỗ, lại như tuyệt thế biển động đối diện va chạm, ầm ầm tiếng vang, lăn lộn thiên hải. Cương mãnh tới cực điểm. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, hắn bị đánh bay, nhưng vừa lui mấy chục mét đã lập tức bay lên trên phạm vi lớn, liệt diễm bạo tạc xung quanh, hắn sửa lại phương hướng, lại lần nữa lao thẳng đến thiên quân đại thần tôn. Trái tim bành trướng nhảy lên, vị, bản thân, thứ nhất kiêu ngạo thức tỉnh. Huyết triều hồn uy cuồng liệt,
cuồn cuộn toàn thân, cảnh giới thực lực tăng vọt gấp đôi. Ầm ầm, Khương Phàm như thiểm điện giết tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chốc lát đã xuất hiện ở bên Hung Thiên Quân Đại Thần Tôn, nhấc ngang đùi phải, quét qua không gian, đánh thẳng đến, đầu hư vô. Thiên Quân Đại Thần Tôn lù lù bất động, đứng ngạo nghễ giữa đám mây, tiện tay một kích, tùy tiện đón đỡ cái uy lực này đủ để săn giết dân chúng, hư vô trong tay phải lại chôn vùi chiều dâng như vạn thú xuất huyên, giống như đế quân gầm thét, cuồng dã đánh bay Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm sôi trào lên liệt diễm, cường thế ổn định, lại lần nữa xuất kích. Vị bản thân thứ hai, tùy theo khôi phục, trùng kích toàn thân, kích phát thực lực. Ầm 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 ầm, ầm ầm. Khương Phàm tiếp tục xuất kích, không ngừng mạnh lên, rốt cuộc cũng khôi phục được bốn tôn bản thân, cảnh giới tăng vọt đến thần tôn đỉnh phong. Đế huyết khích lệ, cảm ngộ độ sâu, để cảnh giới của hắn còn cao hơn mấy tháng trước đó, bốn lần gia tăng, cứ thế đỉnh phong. Đây cũng là cực hạn của gia tăng, muốn tăng đến vấn đề càng mạnh, trừ phi hắn chân chính đạt tới vấn đề bán đế. Nếu không, thần cảnh tăng phúc, dừng bước tại đỉnh phong. Khương Phàm giống động thiên hải, tốc độ nhanh đến cực hạn, gián tiếp chấp liên tục nhấp nháy tại chân thực cùng hư vô, mang uy lực và năng lượng kinh khủng điệp ra bốn lần, đánh về phía cái đầu lỗ đen của Thiên Quân Đại Thần Tôn lâu. Liệt diễm tuôn ra khắp người, như là chu tước chân chính thành hình, móng vuốt tùm. Chém giết thần ma, lệ khí cùng uy thế tràn ngập đất trời, để chúng sinh vạn linh lạnh thấu xương. Giờ khắc này, Thiên Quân Đại Thần Tôn rốt cuộc cũng nâng hai tay đón đỡ, một bàn tay chân thực, một bàn tay hắc ám, song chiều chôn vùi để vạn vật đều là không, nghênh kích chém giết chiều dâng. Bành! Bạo tạc kinh khủng oanh mở tại giao kích trung tâm, giống như hai mảnh biển động nghịch hướng sôi trào về phương hướng ngược lại. Khương Phàm rằng co ngắn ngủi cùng Thiên Quân Đại Thần Tôn, toàn thân Khương Phàm run rẩy. Lại một lần nữa bị đánh bay, thân thể Thiên Quân Đại Thần Tôn căng cứng, sau đó cũng lui nửa bước. Thực lực của ngươi điệp ra gấp 5 lần, nếu như không phải cảnh giới kiềm chế, ngươi hẳn là còn có thể gia tăng nữa. Đây là bí thuật gì? Hồng hoang đến nay, có thể dẫn phát điệp ra gấp 5 lần trở lên chỉ có. Thiên Quân Đại Thần Tôn hư thực nhìn thấu Khương Phàm, trong đầu hắc ám phát ra thanh âm trống rỗng mờ mịt. Vô lượng thắng thiên quyết của Vô Lượng Đại Đế, chí tôn nhân tộc từ thời đại Hồng Hoang. Gương mặt Khương Phàm dữ tợn, hoàn toàn đang đắm chìm trong cuồng chiều chiến đấu, sau khi cường thế ổn định, hắn mang gấp 5 lần chiều dâng, đuổi giết Thiên Quân Đại Thần Tôn, liệt diễm sôi trào toàn diện, ngưng tụ hỏa vũ đầy trời, hỏa vũ lăng biến, hóa thành 100.000 con liệt diễm chu tước, tiếng gáy to vang vọng tại thiên hải, không gian vặn vẹo, uy lực phần thiên diệt thế đạt tới cực hạn, như là diệt thế thiên tai, theo Khương Phàm đuổi giết Thiên Quân Đại Thần Tôn. Vô lượng điệp ra cùng thủy tổ phân thân. Ha ha, kiếp này quả nhiên ngươi đã được thương thiên chiếu cố. Thiên Quân Đại Thần Tôn cũng không lại chờ đợi, chủ động xuất kích. Tay trái huy động, tay phải hoành nâng, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, lại dẫn phát hư không cộng minh, thiên hải lay động, sau đó là một tiếng vang kinh thế, sụp đổ vạn dặm. Hắn lấy tay trái xé mở hư vô, hắc ám vô hạn. Hắn lấy tay phải chặt đứt càn khôn, quy về hỗn độn. Ầm ầm. Thiên vũ sụp đổ, vạn vật bị chôn vùi. Từ hải dương đến bầu trời lại đến hư không, mênh mông vạn dặm, tất cả đều vỡ nát. Đông Hoàng Toại đang điên cuồng rút lui đều suýt chút nữa đã chết ở trong hư không, nhưng dựa theo mệnh lệnh của Khương Phàm, hắn cũng không mang theo Kỳ Lân yêu tộc trở về, mà điên cuồng trùng kích ở trong hư không. Tại một khắc phát hiện là Thiên Quân Đại Thần Tôn này, tất cả bọn hắn đã tuyên án tử hình. Ai ở lại thì kẻ đó chết, ngay cả khi cơ hội phát huy tác dụng đều không có. Cho nên, hắn chỉ có thể buồn bực ra đầu vọt mạnh, giao chiến trường cho Khương Phàm. Bên trong bóng tối vô tận là ánh lửa ngút trời. Tại thời khắc sống còn Khương Phàm lấy 100.000 liệt diễm chu tước hộ thể, hóa thành tuyệt thế luyện lô, ngăn trở bạo kích hủy diệt, sau đó. Triệt để hóa thân thành chu tước, linh vũ tăng lên, hai cánh giơ cao, ngưng tụ thành vô thượng chí tôn kiếm. Cùng lúc đó, huyết khí sôi trào, linh hồn sao động, chạm đến đạo ấn ký thủy tổ thứ ba. Cách bóng tối mênh mang, cách thâm không vô tận, đạo thủy tổ ấn thứ ba cộng minh cùng chu tước đế quân. Ầm ầm, thủy tổ giáng lâm, thiên uy nghiêm nghị. Thủy tổ chu tước dọi khắp thâm không, quay quanh vô thượng chí tôn kiếm chém chết hư không, lấy lăng thiên thuật đuổi giết Thiên Quân Đại Thần Tôn. Thiên Quân Đại Thần Tôn đang đạp tan hư vô mà đến, tay phải chỉ thâm không phía xa, yên diệt pháp tắc như xiềng xích xông ra từ tay phải, xen lẫn thành một thanh trường kiếm hắc ám tĩnh mịch chôn vùi.
Tốc độ của thủy tổ phân thân càng lúc càng nhanh, nhanh chóng quấn quanh, liệt diễm cuồng bạo, vô thượng thiên tôn kiếm tỏa cường quang mãnh liệt, cũng càng sáng chói, càng ngày càng sắc bén. Một loại uy áp chúng sinh, một loại uy lực và năng lượng tuyệt thế thần phục vạn cầm, cuồng kích hắc ám, chỉ tới phía thiên quân. Nhưng, trường kiếm quá mạnh, nó giao hòa cùng hắc ám, đánh vỡ nát hết thảy mọi ngăn trở, bao gồm cả thời gian không gian giam cầm, đáng sợ vô biên, vô vật bất phá, vô kiên bất tồi. Keng, ầm ầm, trường kiếm đối diện đánh nát tuyệt kỹ chí cường nhất của Chu Tước, chí tôn kiếm thuật. Thủy tổ phân thân hủy diệt tự bạo, cũng lập tức vỡ nát chôn vùi lợi kiếm. Nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng thiên quân đại thần tôn là tiện tay một kích, Khương Phàm thì bộc phát cực hạn, chí tôn kiếm thêm thủy tổ phân thân. Ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Dù sao, Chu Tước là đế mạch, thiên quân cũng là đế mạch, dưới cục diện huyết mạch giống nhau. Uy lực bán đế áp chế Khương Phàm cưỡng ép kích phát đến đỉnh phong không chút huyền niệm. Không chỉ Khương Phàm, nhân tộc trong thiên hạ có thể đối kháng thiên quân đại thần tôn, ngoại trừ đế quân ra thì cũng không có người nào khác nữa. Nhưng, Khương Phàm phóng thích thủy tổ cùng sát kiếm không phải muốn tập kích thiên quân đại thần tôn, cũng không phải tấn công trực diện mà là ngăn cản thiên quân đại thần tôn tấn công, che giấu tung tích của mình, mượn nhờ cơ hội bạo tạc, hắn nhanh chóng lui lại, thoát khỏi vùng đất hư vô minh mông vạn dặm. Ngươi trốn không thoát, Liệp Thần Thương đâu, không dám dùng, là sợ bị ta bắt được sao? Thiên quân đại thần tôn áo bào đen toàn thân cuồn cuộn, chiều dâng chôn vùi dung chuyển, hắn theo vào hư vô, thời gian tán loạn, không gian sụp đổ, hắn không nhìn tất cả pháp tắc cùng gông cùng xiềng xích trong thiên địa, dùng tốc độ khó mà tin nổi đuổi theo Khương Phàm. Hô hô hô, Khương Phàm chạy ra hư vô, quay về thế giới thật, gió lớn tàn phá bừa bãi ở giữa thiên hải, hải chiều dung chuyển. Trước đó xuất hiện vạn dặm trống rỗng, dẫn phát đại hải khiếu tuyệt thế kinh khủng, hải triều từ bốn phương tám hướng đang trào lên về khu trống không. Khương Phàm không có một khắc dừng lại, hắn lao xuống, đâm vào sâu trong hải triều cuồn cuộn, dọc theo đáy biển nhanh chóng hành tẩu. Chiến trường của ngươi hẳn là tại phần thiên luyện vực, phần thiên thần hoàng, đừng lại tạo quỷ kế, thống thống khoái khoái đánh với ta một trận, ta để cho ngươi toàn thây, mang ngươi về đế thành. Thiên quân đại thần tôn xông ra khỏi hư vô. Rất nhanh đã khóa chặt phương hướng của Khương Phàm, lập tức đuổi tới. Khương Phàm nghe được tiếng của thiên quân đại thần tôn, hắn lập tức dừng lại, nhắm mắt định thần, ý thức dung nhập đại dương cùng địa tầng. Phụng ý chỉ thương thiên, táng diệt sơn hà. Ý thức Khương Phàm phiêu miểu, siêu nhiên hơn ở bên ngoài, giao hòa cùng địa tầng vô biên tại đáy biển cùng đại dương mênh mông. Hải dương không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất để sơn hà đại táng, thi triển, nơi này không có những vật khác. Chính là, núi, cùng, sông, mà lại còn rộng lớn vô biên. Mà nguyên nhân chủ yếu chư thiên lục táng khó phân mạnh yếu chính là sơn hà đại táng nhìn như yếu nhất lại dễ dàng khống chế nhất, lại còn có được không gian phát huy cực lớn. Thiên quân đại thần tôn vừa mới đuổi kịp Khương Phàm đã lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Một loại ba động không cách nào nói rõ, đang khuếch tán ở xung quanh Khương Phàm, vậy mà lại khiến cho hắn xúc động. Khương Phàm mở hai mắt ra. Cách hải triều bạo động nhìn tới phía thiên quân đại thần tôn. Đợi ta đạt tới cảnh giới bán đế, lại cùng ngươi liều mạng truyền thừa Chu Tước, bây giờ. Cho ngươi nếm thử cái khác. Thiên quân đại thần tôn cẩn thận cảm nhận. Đây là sơn hà đại táng sao? Ngươi biết, đây là cái yếu nhất kia. Ta đã nếm thử qua cái mạnh nhất, tên là thần ma đại táng. Đôi mắt Khương Phàm có chút ngưng tụ, bên trong thái sơ đế tộc có thần ma đại táng. Thiên quân đại thần tôn nói. Tuy nhiên, sơn hà đại táng trong hải dương hẳn là rất mạnh, để cho ta tới thử một chút. Ha ha, người khẩu khí này, mẫu thân nó, ta. Mặt Khương Phàm run lên, toàn diện câu thông sơn hà đại táng ầm vang phóng thích. Vô hạn bộc phát, vô hạn táng diệt. 10 vạn dặm đáy biển sụp đổ, 10 vạn dặm đại dương sôi trào. Tiếng vỡ vụn trầm muộn vang vọng tại đáy biển, khuấy động địa tầng. Va chạm cuồng liệt tràn ngập hải triều, rung động thiên hải. Như là thương thiên gầm thét, phát chiều làm biển. Ngư thú trong 10 vạn dặm đại dương táng diệt pháp tắc vô hình thẩm thấu từ đáy biển, nhấc lên từ mặt biển, cách thiên hải mênh mông, tương thông cùng ý thức Khương Phàm. A à, Khương Phàm hét lớn, với bàn tay một cái, táng diệt pháp tắc bạo động 10 vạn dặm như vạn long thác biển, gào thét mà tới, hội tụ đến trước mặt Khương Phàm. Đây là nghiền ép một vị thần hoàng đỉnh phong phóng thích toàn bộ tiềm lực đến cực hạn. Đây là ý chỉ thương thiên cùng minh mông sơn hà dã man đáp lại. Đây là lấy mạng đổi mạng,
thiên uy khủng bố có thể điên cuồng táng diệt thần ma đỉnh phong. Thiên quân, tiếp Sơn Hà đại táng của ta. Khương Phàm thôi động 10 vạn dặm đại dương ngưng tụ ra uy lực táng diệt, nghiền ép đi lên phía thiên quân đại thần tôn. Giữa đỉnh phong cùng bán đế xác thực tồn tại chênh lệch không thể vượt qua, nhưng ý chỉ thương thiên, táng diệt truyền thừa, đủ để đền bù phần chênh lệch này, thậm chí có thể thương tổn được bán đế. Rốt cuộc thiên quân đại thần tôn cũng nhìn thẳng vào, hắn nhanh chóng lui lại, kéo ra mấy trăm dặm khoảng cách, khi ổn định trong chốc lát, đạo văn đen kịt khắp toàn thân nháy mắt đã dâng lên, như đồng đạo tỏa liên, xen lẫn thành yên diệt lĩnh vực. Giống như là lỗ đen quỷ dị, đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên hải, lại như là hòn đảo hồng hoang lù lù bất động, trấn áp ở giữa thiên hải. Ầm ầm, năng lượng 10 vạn dặm đại dương bạo động dành dụng đến cùng một chỗ, phá hủy hết thảy mọi thứ trước mặt, nghiền ép vạn vật thế gian, nương theo tiếng bạo hưởng đinh tai nhức óc, hung hăng đánh về phía yên diệt lĩnh vực. Chôn vùi, tuyệt thế bí thuật từ hồng hoang đến nay chưa bao giờ suy bại, càng là một trong những linh văn chí tôn của nhân tộc từ thời đại hồng hoang. Chúng sinh vạn linh, thiên địa vạn vật, đại đạo pháp tắc, đều có thể hủy diệt, va chạm khủng bố để thiên hải nổ tung. Táng diệt đối kháng chôn vùi. Cảnh giới đỉnh phong của Khương Phàm đưa tới táng diệt đại đạo, tuyệt đối mạnh hơn vấn đề đỉnh phong, chính thức có được lực lượng đối kháng cùng thiên quân đại thần tôn. Thiên quân đại thần tôn từ cố gắng khống chế, rất nhanh đã biến thành toàn lực chống cự. Như là toàn bộ đại dương đều nghiền ép lên hắn, vậy mà không yếu bao nhiêu so với, vĩnh dạ, mà thần ma đại táng thi triển. Táng diệt tuy mạnh, lại tiêu hao rất nhiều, người hẳn là dùng niết bàn. Thiên quân đại thần tôn đang muốn toàn lực xốc lên sóng chiều táng diệt, nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên giật mình nhận ra một loại uy hiếp mãnh liệt, cách thiên hải mênh mông, cách táng diệt lĩnh vực của hắn, thẩm thấu linh hồn của hắn. Cảnh tượng xung quanh thay đổi một cách quỷ dị, như là đứng ở trong thế giới quang ảnh, lộng lẫy lại mông lung, bên tai quanh quẩn lên tiếng nỉ non to lớn vô biên, từng tiếng nhập hồn. Thiên quân đại thần tôn đột nhiên bừng tỉnh. Mà ngay tại thời khắc vừa mới hoảng hốt, yên diệt lĩnh vực hơi yếu bớt, đến mức sóng chiều táng diệt đánh vỡ nát lĩnh vực, vô tình bao phủ tới phía hắn, gần như là đồng thời, một mũi tên ánh sáng tuyệt thế chiếu thấu thiên hải cùng hư không, mang theo uy lực và năng lượng kinh khủng thẩm phán thần hồn, đối diện xuyên qua thiên quân đại thần tôn. Sau khi Khương Phàm dùng toàn lực phóng thích Sơn Hà đại táng, hắn đã mượn nhờ hải chiều kéo dài bạo động, vận dụng niết bàn đến khôi phục tinh khí thần, sau đó quả quyết thả ra thương sinh tạo hóa, đã lâu không sử dụng. Bây giờ thương sinh tạo hóa không thể nghi ngờ là sát chiêu mạnh nhất của Khương Phàm, thậm chí còn vượt qua táng diệt truyền thừa. Đây là bởi vì hàng tỷ con dân thương huyền toàn bộ đều tụ tập tới khu an toàn, nơi đó cầu nguyện, dành cho Khương Phàm đã đạt tới đỉnh phong, lại bởi vì một trận hiệu triệu của Phật môn, trong lúc vô hình đã thay đổi cách nhìn của số lượng lớn sinh linh tại Bát Châu Thập Tam Hải đối với Khương Phàm, từ tội nhân chiến tranh, biến thành, đấu sĩ, bảo vệ thương huyền. Khương Phàm thi triển chúng sinh tạo hóa cực hạn, tương đương với việc ngưng tụ tiếng hò hét của toàn bộ sinh linh thương huyền, thậm chí khoảng 1/5 sinh linh địa khu khác. Phóng thích cực hạn, thẩm phán tuyệt đối. Đại táng trùng kích, niết bàn khôi phục, chúng sinh thẩm phán. Hoàn mỹ dính liền, tầng tầng tiến lên, đây chính là chiến thuật. Nếu thực lực xứng đôi, cuồng chiến không ngớt, đổ máu tới cùng. Nếu thực lực có kém, phối hợp chiến thuật, tuyệt cảnh tìm sinh. Sau khi Khương Phàm phóng thích thương sinh tạo hóa toàn diện, không tiếp tục vận dụng niết bàn, mà là kích phát bốn tôn bản thân trong trái tim, cảnh giới lần nữa tiêu thăng tới đỉnh phong, hắn triệu ra liệp thần thương, đuổi giết thiên quân đại thần tôn. Đây là thời khắc săn giết. A, à, tiếng thiên quân đại thần tôn đau đớn kêu thảm vang vọng khắp thiên hải, đột nhiên xuất hiện thẩm phán xuyên qua linh hồn, tàn phá ý thức, để yên diệt lĩnh vực triệt để mất khống chế, tùy theo bị Sơn Hà đại táng cuồng dã bao phủ. Thiên uy kinh khủng giống như là muốn vĩnh viễn, mai táng, hắn. Linh hồn trọng thương, sinh cơ suy yếu, thiên quân đại thần tôn nghịch chuyển ngắn ngủi đã nhận lấy trọng thương. Thiên quân đại thần tôn, còn muốn tiếp tục trang bức sao? Đến cuối cùng ngươi vẫn không phải bán đế thật sự, không đủ tư cách chủ quan ở trước mặt ta. Khương Phàm cuồng dã giết tới, toàn lực múa bút liệp thần thương, đánh ra một đòn kinh thế. Vô tận sát khí, sôi trào khắp thiên hải. Mà toàn thân Khương Phàm lại cuồn cuộn liệt diễm, ngưng tụ liệt diễm chu tước, đánh ra bác thiên thuật. Thứ ngươi biết không ít nhỉ. Rốt cuộc thiên quân đại thần tôn cũng nhìn thẳng vào hắn, hư vô ở tay phải phun trào ra sóng chiều chôn vùi, chặn đánh liệp thần thương, bàn tay bán đế nhấc lên thần uy vô biên, nghênh kích Khương Phàm.
Kim qua giao kích giống như thiên băng địa liệt oanh minh nổ tung trên thiên hải, không gian sụp đổ, thấy hỗn độn hư vô ẩn hiện. Liệp thần thương bị hư vô nơi tay phải cưỡng ép đón đỡ, nháy mắt đã gãy lệch hướng. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, bị tay bán đế đánh tháo chạy. Nhưng, thiên quân đại thần tôn cũng không ngừng tháo chạy, thậm chí còn xa hơn cả Khương Phàm, linh hồn trọng thương cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến hắn. Ngươi phải vì chủ quan của ngươi mà bỏ ra cái giá. Bây giờ, ta xem ngươi còn trang thế nào. Khương Phàm hiện ra lăng thiên thuật, đánh xuyên chân thực cùng hư vô, giống như vượt qua không gian giết tới trước mặt thiên quân đại thần tôn. Tay phải bạo kích, liệp thần thương xuyên qua hết thảy, sát uy mãnh liệt như biển gầm sôi trào, thần ma dã man hét lớn. Tay trái giơ cao, phần thiên chiến vực xen lẫn thành diệt thiên thần đao, hình thái chu tước, thái độ bát hoang, tư thái nguyên hỏa, xen lẫn tại đao thể, bắn ra ba loại uy lực và năng lượng thần viêm, ẩn chứa sự hủy diệt, chiến tranh cùng lực lượng thôn phệ kinh khủng. Đao thương tổ hợp, đánh ra tuyệt thế chiến uy. Đây mới là thực lực thật sự của Khương Phàm. Sát uy bạo tạc, chiến huyết sôi trào. Thiên quân đại thần tôn nhịn đau phản kích, mặc dù linh hồn đau nhức kịch liệt, sinh cơ đang biến mất, nhưng sự tức giận tại thời khắc này để hắn triệt để nhìn thẳng vào, bộc phát ra uy lực tuyệt luân vô tận. Rầm rầm rầm, thiên hải vỡ nát, hư không đổ sụp, hai bóng người mơ hồ không rõ, đang va chạm, đang chém giết lẫn nhau, cuồng dã đối kháng tại khoảng cách gần. Đây mới thực là đỉnh phong thần chiến, mà còn là chém giết sinh cùng tử. Bất luận là khí thế hay thực lực, đều lăng tuyệt thần ma thiên hạ. Ầm ầm, Khương Phàm giết tới cực hạn, chiến đến sôi trào, toàn thân từ linh hồn đến huyết nhục đều bắt đầu cháy hừng hực, ánh lửa cuồn cuộn, quét sạch thiên hải, cuồn cuộn cả thâm không. Giờ khắc này, hắn không sợ hãi, phóng thích tất cả tiềm lực. Trận gặp phải ngoài ý muốn này đến tột cùng là cơ duyên hay là nguy cơ, tất cả đối với hắn chỉ là chém giết. Thiên quân đại thần tôn dùng toàn lực nghênh chiến, đã không biết bao lâu hắn không có chiến đấu qua như thế này, thân thể cứng ngắc mấy ngàn năm không có chiến đấu qua đang trong kéo dài múa bút mà nhớ lại ý thức chiến đấu, phản kích càng ngày càng mãnh liệt, nhưng, đại táng cùng quang tiễn vừa mới mang đến cho hắn trọng thương khó mà bù đắp, đã hạn chế thực lực của hắn cực lớn. Oanh! Thiên hải vỡ nát, thế giới đổ sụp, bọn hắn từ hải dương giết vào hư không, hoành hành trùng kích bên trong bóng tối vô tận. Khương Phàm như thủy tổ lâm thế, thiêu đốt hư không. Nương tựa theo tốc độ cực hạn, phối hợp vào ít liệp thần thương cùng phần thiên chiến đao, bộc phát ra lực công kích cực mạnh, liên tiếp trọng thương thiên quân đại thần tôn. Bá đao thức, một đao, hai đao, ba đao, mười đao, ba mươi đao, năm mươi đao. Khương Phàm giết tới cực hạn, sôi trào huyết nhục khí tức, lấy phần thiên chiến đao hiện ra tuyệt kỹ bá đao. Một đao mạnh hơn một đao bá qua một đao. Thẳng tiến không lùi, chiến ý sôi trào. Tốc độ càng nhanh đến cực hạn, để lại toàn là tàn ảnh. Bá đao, chăm chém. Da thịt toàn thân Khương Phàm vỡ nát, máu tươi đổ ra, giống như muốn nổ tung, uy thế trong chớp mắt như là thần ma gầm thét, thiên hải sụp đổ, đao trùng kích thứ 100, chém sụp ra đại đạo. Ầm ầm. Thiên quân đại thần tôn lấy yên diệt trọng quyền bạo kích, răng rắc giòn vang, như là thế giới đang sụp đổ, một ngạt đến quỷ dị, để cho người ta dùng mình. Trong chớp mắt, thiên quân đại thần tôn tháo chạy mấy bước, cơ thể Khương Phàm run rẩy, tay phải lập tức vỡ vụn, phần thiên thần đao gào thét mà đi, nhưng trong lúc tháo chạy, bàn tay trái khống liệp thần thương lại bạo kích qua phía thiên quân đại thần tôn. Thiên quân đại thần tôn cưỡng ép ổn định, hai tay giao kích, mưu toan bắt lấy liệp thần thương. Nhưng ý thức Khương Phàm đã giao hòa cùng liệp thần thương, tại lúc va chạm, trong chốc lát hắn đã cưỡng ép xoay chuyển, giống như thiết côn quét ngang ra, đập vào trên thân thiên quân đại thần tôn. Thân thể già nua của thiên quân đại thần tôn bay ra ngoài. Lão già, người có thực lực nhưng không dùng sao. Mấy ngàn năm không có rời khỏi tổ tử rồi. Khương Phàm sôi trào huyết nhục khí tức, đoàn tụ lại cánh tay phải, triệu hoán liệp thần thương tăng vọt ngàn trượng, lần nữa oanh kích thiên quân đại thần tôn, bất kỳ phản kích. Tế thiên thức. Khương Phàm nắm lấy cơ hội, giơ cao phần thiên thần đao, thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt tiềm lực, mượn lực từ thương thiên. Dưới sự điên cuồng cực hạn, bát hoang tuyệt diễm cùng nguyên hỏa vạn vật bên trong chiến đao, cùng thâm không minh mông cùng thiên hải, liệt diễm tán loạn cùng năng lượng chôn vùi mà thậm chí hai bên kịch chiến đấu tạo ra, đều tràn ngập đất trời hội tụ đến xung quanh chiến đao. Nương theo tiếng gầm thét khàn giọng, đao cương thông thiên, khuấy động uy thế khủng bố không gì sánh kịp, bổ về phía thiên quân đại thần tôn. Thiên quân đại thần tôn vừa mới chấn mở liệp thần thương,
đối diện lại bị đao cương đánh trúng, chiến khu già nua giống như là thiên thạch trượt xuống từ không trung. Đến đây, đánh đi, bán đế người đây đúng là không đáng chú ý mà. Khương Phàm cuồng chiến không ngớt, gào thét kinh thiên, lần nữa nâng đao giết tới, lấy lăng thiên thuật lưu lại toàn tàn ảnh, chính diện xuất kích, đánh ra thế công kinh khủng. Có thể bước ta đến loại trình độ này, người đầy đủ kiêu ngạo, nhưng... dừng ở đây được rồi. Thiên quân đại thần tôn đột nhiên bộc phát ra khí thế hùng vĩ, xiềng xích chôn vùi trong cái đầu hư vô như sấm chiều bạo kích, quét sạch bốn phương tám hướng, muốn mạnh mẽ bức lui Khương Phàm. Dừng đại gia ngươi. Khương Phàm hoàn toàn không tuân theo lẽ thường, hắn không lùi không tránh, đón lấy xiềng xích chôn vùi tiếp tục bạo kích, phần thiên chiến đao trở lại chiến khu, hóa thành tấm áo giáp, dùng toàn lực đánh ra liệp thần thương, đánh vào cái đầu hư vô. Mẫu thân nó, lại trang bức. Bành. Liệp thần thương xông vào đầu hư vô, trong chốc lát, khí tức sát lục vô tận hoành hành bạo động. Cái đầu của thiên quân đại thần tôn giống như khí hải, tất cả đều là năng lượng chôn vùi, cưỡng ép xoắn nát tất cả khí tức sát lục, cưỡng bức ngăn chặn đòn tấn công hủy diệt của liệp thần thương lại. Mạnh như liệp thần thương, cũng khó có thể hủy diệt cái uy lực và năng lượng nguyên tượng trưng cho đế vương này. Thiên quân đại thần tôn cao ngạo cường thế, bắt lấy liệp thần thương cắm vào đầu lại, cùng mặt đối mặt với Khương Phàm. Liệp thần thương, không gì hơn cái này. Không chăng có thể chết sao? Đây không phải giết ngươi, đây là đóng đinh ngươi. Khương Phàm vừa dứt lời, liệp thần thương đã tăng vọt quy mô, từ 3 mét đạt tới 30 mét. 300 mét, 3000 mét. Cái đầu hư vô của thiên quân đại thần tôn cứ việc, vô hình, lại cũng không là hoàn toàn, vô hình, vẫn có giới hạn mơ hồ, cho nên khi liệp thần thương tăng vọt tại thời khắc này, nó đã lấp kín toàn bộ đầu hư vô của hắn, lại buộc đầu không ngừng phóng đại. Cho đến khi lớn đến mức muốn nổ tung. Từ xa nhìn lại, tựa như là một dòng lũ đỏ đánh xuyên một cái lỗ đen to lớn, đính trong hư không mênh mông. Phía dưới lỗ đen, còn rũ cục lấy một cái tiểu nhân nhi. Thiên quân đại thần tôn rõ ràng trở tay không kịp, hắn tuyệt đối không nghĩ đến liệp thần thương còn có thể dùng như thế. Hắn muốn tránh thoát, đã hoàn toàn không còn kịp rồi, mà mặc dù chuôi đệ nhất sát khí hoang cổ liệp thần thương này hủy không được, đầu lâu chôn vùi, của hắn. Nhưng đầu lâu chôn vùi cũng vô pháp vỡ vụn liệp thần thương. Cục diện rằng co tạm thời lúng túng. Chu tước, liệt ngục thuật. Khương Phàm nắm lấy cơ hội, điên cuồng phóng thích liệt diễm, giống như đại dương mênh mông, bao phủ hư không, hình thành lít nha lít nhít đến mấy triệu liệt diễm chu tước, đang bên trong tiếng gáy to kịch liệt cùng nhau xen lẫn diễn biến ra tuyệt thế luyện lô, thiên quân đại thần tôn bị vây ở bên trong. Oanh, oanh, oanh. Tuyệt thế luyện lô thông thiên đạt địa tầng tầng áp xúc. Chưa từng lớn đến vạn như thế, mấy triệu liệt diễm chu tước kịch liệt gáy to, lấy có tốc độ thứ tự duy trì, tạo thành nhiệt độ kinh khủng bên trong luyện lô. Phần thiên diệt thế viêm, liệt diễm mang tính hủy diệt khi thế giới mới bắt đầu sinh ra đã dựng dục ra, tượng trưng cho hủy diệt áo nghĩa cực hạn. Một khi bị vây ở bên trong, không chỉ có huyết nhục cơ thể nhanh chóng hòa tan, ngay cả các loại vũ khí, năng lượng, đều tan rã hầu như không còn. Khương Phàm đã thức tỉnh tổ mạch. Chu tước liệt ngục thuật không chỉ là uy lực truyền thừa, càng là đế pháp. Cơ thể thiên quân đại thần tôn bắt đầu nhanh chóng hòa tan, từ huyết nhục sinh cơ đến linh hồn, lại đến năng lượng chôn vùi, đều bốc hơi trong liệt ngục, giống như muốn bị luyện thành cho tàn tươi sống. Hắn muốn chấn thoát, nhưng liệp thần thương lại gắt gao định trụ hắn, tràng diện chật vật đến khó có thể tin. Không nghĩ tới đúng không? Cảm giác như thế nào? Liệt diễm trên cơ thể Khương Phàm tiếp tục sôi trào. Huyết khí cùng hồn khí sao động, bắt đầu trùng kích ấn ký thủy tổ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Trong lúc bế quan hai tháng trước đó, kiêu ngạo nhất chính là chính hắn đã bằng vào tổ mạch triệu hoán vị chu tước thứ tư bên trong dòng sông thời gian tạo thành cộng minh. Thực lực của Khương Phàm được triển khai toàn bộ, dùng bốn tôn, bản thân, cộng minh với bốn tôn, thủy tổ. Nương theo liệt diễm trùng kích giống như muốn nổ tung, bốn tôn chu tước mượn nhờ ấn ký thu hút. Niết bàn huyền diệu, dục hỏa mà đến, giống như là bốn tôn chu tước chiến thần, quay quanh ở liệt ngục luyện lô. Khương Phàm dắt tay bốn tôn thủy tổ phân thân, kịch liệt quay quanh, tăng lên uy thế cho luyện lô, không chỉ có tăng lên quá trình hòa tan cơ thể thiên quân đại thần tôn, ngay cả hư không đều đang sụp đổ, khí tức thần ma phía trên liệp thần thương đều như là muốn hủy diệt ở trong liệt ngục. Nhưng, thiên quân đại thần tôn trung quy vẫn chạm tới bán đế cảnh, cứ việc bị thương nghiêm trọng. Nhưng cũng không đến mức sẽ khoanh tay chờ bị bắt. Ầm ầm, văn đen uốn lượn trong thân thể thiên quân đại thần tôn liên tiếp bạo động, hắc ám tĩnh mịch,
như xiềng xích tùy tiện mở ra liệt diễm, chém chết không gian, khí thế của hắn vậy mà lại bắt đầu khôi phục, trở nên vĩ ngạn, trở nên khủng bố, muốn áp chế vạn vật, muốn hủy diệt đạo pháp, muốn hủy diệt thế giới này. Giờ khắc này, hư không đều bởi vì hắn mà rung động, liệt ngục luyện lô vậy mà lại xuất hiện vết nứt, số lượng lớn liệt diễm chu tước bắt đầu diệt vong. Giờ khắc này, thiên quân đại thần tôn như là biến thành đế quân, bất hủ ở thế gian, áp đảo chúng sinh, hắn trở nên vô cùng bình tĩnh, như là thời điểm vừa mới đối mặt Khương Phàm như vậy, áo bào đen bay phần phật, lay động hư không, tóc dài dương nhẹ, cắt đứt đạo pháp. Đây là một loại uy thế không gì sánh được. Ngươi là truyền thừa đế mạch, ta là truyền thừa đế mạch. Ngươi cưỡng ép tăng lên thần linh đỉnh phong, mà ta đã nhìn trộm bán đế huyền diệu. Luyện lô ngươi, không luyện chết ta được. Trong đầu hư vô của thiên quân đại thần tôn truyền ra thanh âm hùng vĩ, như thiên âm ù ù. Luyện không chết ngươi, ta có thể nổ chết ngươi. Khương Phàm dùng hành động thực tế đáp lại cho thiên quân đại thần tôn, chân thân trong chốc lát bạo phát, lấy lăng thiên thuật kéo dài khoảng cách, bốn tôn thủy tổ phân thân liên hợp mấy triệu liệt diễm chu tước, kịch liệt gáy to, sụp đổ toàn diện, lấy hủy diệt điên cuồng nuốt sống thiên quân đại thần tôn. Tương đương với bốn tôn thần linh tự bạo, thâm không minh mông triệt để bạo loạn, như là thiên hải lật đổ, trùng kích vài trăm dặm, mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm. Chu tước thoát sinh thuật truyền thừa dã man bá đạo, chính là tự bạo cùng hủy diệt, nhưng uy lực xác thực đủ mạnh, áp đảo thiên hạ vạn loại truyền thừa đỉnh cao. Thiên quân đại thần tôn lập tức phóng thích chôn vùi, trở kháng bạo tạc hình thành triều dâng. Giờ khắc này, hắn giống như đế quân bất hủ, cộng minh cùng thiên đạo pháp tắc, sóng triều chôn vùi lấy cơ thể làm trung tâm, khuấy động bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay chôn vùi hết thảy, bao gồm cả năng lượng, hư không các loại. Toàn bộ đều quy về hắc ám, trở nên yên ắng, như là thương thiên hạ xuống mực đậm bôi lên hết thảy vết tích. Nhưng, muốn xóa đi năng lượng trùng kích hủy diệt như vậy, khó khăn đến cỡ nào? Thiên quân đại thần tôn nhìn thì nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật đã bắt đầu thiêu đốt chính mình. Bạo tạc kinh khủng, chôn vùi cực hạn, hai nguồn năng lượng điên cuồng xen lẫn, để mấy vạn dặm bầu trời đều sụp đổ toàn diện, không chỉ có đại dương mênh mông đang hoắc loạn. Khu vực vách núi rừng rậm tại Tân Hải Thái Sơ cũng thảm tao hủy diệt. Tại thời điểm bạo loạn xen lẫn, Khương Phàm đã tháo chạy đến ngoài ngàn dặm. Bởi vì lần này không phải xé rách mình hình thành thủy tổ phân thân, mà là thôi động, bản thân, biến thành, cho nên thực lực của hắn cũng không bị hao tổn, chỉ là về tới trạng thái bình thường. Khương Phàm không lo được giảm sóc, hắn lấy thái độ toàn thịnh, lần thứ hai thúc dục thương sinh tạo hóa. Giữa đất trời lại lần nữa quanh quẩn lên tiếng nỉ non hùng vĩ. Tiếng nói nhỏ vô biên, như là chúng sinh cùng nhau cầu nguyện, xin chỉ thị thương thiên gạt bỏ thiên quân. Ong ong, sát sinh tiễn thành hình, giống như mặt trời sáng chói, chiếu thấu thâm không minh mông, xua tan bóng tối vô tận, như là ngay cả hư vô đều muốn chiếu thấu. Thiên quân đại thần tôn đang đối kháng ở bên trong lại lần nữa nhận ra cảm giác kỳ diệu, cái này khiến hắn đề phòng cao độ, gầm lên giận dữ, điên cuồng phóng thích, trong thiêu đốt cực hạn, cưỡng bức tự bạo xua tan hầu như không còn gì. Giờ khắc này, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được cảm giác suy yếu nghiêm trọng, nhưng không lo được điều dưỡng, thậm chí không lo được việc phải rút liệp thần thương ra, lần nữa chống ra yên diệt lĩnh vực. Nhưng, sát sinh tiễn không phải năng lượng biến thành, mà là từ những lời cầu nguyện. Là ý chỉ thương thiên. Oanh! Cách mênh mông ngàn dặm, sát sinh tiễn nổ bắn ra mà tới, tiếng hò hét hư vô mờ mịt trong phút chốc đã cao vút đến cực hạn, thiên quân đại thần tôn như là đột nhiên thấy được dân chúng vô tận. Mình mông vạn linh, lít nha lít nhít đến hàng tỷ thân ảnh, đều đang làm lấy chuyện giống vậy, đó chính là lễ bái thương thiên. Bành! Sát sinh tiễn đánh xuyên thiên quân đại thần tôn, lần thứ hai trọng thương linh hồn hắn, tàn phá sinh cơ hắn. Mà lần này suy yếu nghiêm trọng, để yên diệt bản nguyên đều bị thương nặng, đến mức cái đầu hư vô đã trở lại cái đầu thực sự. Hậu quả trực tiếp của biến cố đột nhiên này là bành, đầu nổ. Trong hư vô còn có liệp thần thương. Trước đó hư vô minh mông thần bí, có thể chứa đựng liệp thần thương 3.000 mét, giờ khắc này đột nhiên ngưng thực, sụp đổ không chút huyền niệm nào. Máu tươi toái cốt, vẩy xuống hư vô. Đầu tiên là linh hồn, sau đó lại là đầu, hai lần trọng thương, để thiên quân đại thần tôn nhanh chóng trở lại thần cảnh, cũng triệt để tức giận. Phần thiên thần hoàng, người đã niết bàn hai lần, bây giờ lại một lần tiêu hao, ngươi. Thua rồi. Thiên quân đại thần tôn đuổi giết Khương Phàm. Hắn từ đầu đến cuối vẫn lưu ý lấy thực lực của Khương Phàm tiêu hao như thế nào, sau Sơn Hà Đại Táng đã niết bàn một lần, sau Ấn Ký Thủy Tổ đã niết bàn một lần,
bây giờ lại đánh ra tuyệt tích như vậy, cũng đã đến cực hạn. Thiên quân đại thần tôn nâng tay phải hư vô hắc ám, sóng chiều chôn vùi đại bạo phát, tay trái từ cái cổ chỗ nứt, dẫn xuất máu tươi, lấy máu tươi diễn biến kiếm thai, lấy kiếm thai ngưng tụ huyết kiếm, sát khí ngập trời. Tay phải mở ra hư vô, vô hạn hắc ám. Huyết kiếm chặt đứt càn khôn, giai đoạn vĩnh hằng. Khương Phàm xác thực rất suy yếu, phóng thích chúng sinh tạo hóa lần thứ hai đã ép khô tiềm lực. Tuy nhiên, thời điểm trước đó khi Khương Phàm thi triển thoát sinh thuật, là tiêu hao, bản thân, mà không phải tự thân, cho nên bây giờ chỉ là niết bàn một lần, hắn còn có một cơ hội. Nhưng, Khương Phàm không có lập tức vận dụng, mà là nắm chặt phần thiên chiến đao, suy yếu nỉ non. Sát sinh thức. Bá thiên chiến kỹ tổng cộng có 5 thức. Theo thứ tự là bá đao thức, khai thiên thức, tế thiên thức, hoàng thiên thức, cùng sát sinh thức. 5 loại chiến kỹ cũng không phải là thiên hoang chiến thần tự mình thôi diễn, mà là tuyệt kỹ hoang cổ. Lần bế quan này, Đan Hoàng đã tự mình đề điểm qua Khương Phàm. Không nên quên cái đỉnh cấp chiến kỹ danh chấn thời đại bọn hắn kia. Nếu như vận dụng thỏa đáng, không kém gì Chu Tước truyền thừa. Nhất là phía sau đao thứ 5, sát sinh thức. Sát sinh thức vô cùng khủng bố, giết là kẻ địch, càng là chính mình. Tiềm lực thân thể được mở ra toàn bộ, thực lực thuấn biến đến cực hạn, sau đó tất cả đao thức trước đó bị cưỡng ép dung hợp toàn diện trong phóng thích, lấy thân làm đao, giết địch giết mình. Giết địch, 100%. Giết mình, tỷ lệ sống sót chỉ có 1%. Đối với người khác mà nói, một đao này cực kỳ nguy hiểm, tương đương với đồng quy vô tận, nhưng đối với Khương Phàm mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, hoàn toàn có thể tại vận dụng trước khi niết bàn. Cho nên trong 2 tháng bế quan này, Khương Phàm nghiên cứu trọng điểm về bá thiên chiến kỹ, cũng tu thành sát sinh thức. Trước khi thiên quân đại thần tôn giết tới, Khương Phàm ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thét khàn giọng. Toàn thân răng rắc giòn vang, chôn vùi tế bào, phóng thích toàn bộ tiềm lực, mạch máu vỡ vụn, bắn ra uy thế huyết mạch cực hạn, toàn bộ thân thể từ tế bào đến tổ chức lại đến khí quan các loại, bắt đầu thiêu đốt toàn diện, thân thể đã cực mệt mỏi, đột nhiên bộc phát ra uy lực và năng lượng không có gì sánh kịp. Giờ khắc này phóng thích, ngay cả Khương Phàm đều sợ hãi, như là thật phải chết, ngay cả Niết Bàn đều khó mà cứu vớt được. Nhưng, bá thiên chiến kỹ coi trọng chính là khí thế, là điên cuồng, là thẳng tiến không lùi, không màng sống chết. Cho nên, sau khi sợ hãi Khương Phàm lại nhanh chóng vứt bỏ tạp niệm, trong đau đớn không cách nào nói rõ, toàn thân vỡ nát, hóa thành một thanh chiến đao hình người, phóng lên tận trời. Bá đao thức, huyết nhục thiêu đốt, triệt để thiêu đốt, múa bút tiềm lực, một đao muốn mạnh hơn so với một đao muốn cuồng hơn so với một đao, trong thẳng tiến không lùi giết địch mới nghỉ. Khai thiên thức, sau khi huyết nhục, linh hồn thăng hoa, linh văn phóng thích toàn diện, tiềm lực của chiến đao hình người được triệt để kích phát ra đến, uy lực của huyết nhục, linh hồn cùng linh văn được dung hợp toàn diện, được phóng thích cực hạn. Tế thiên thức, huyết tế thương thiên, lấy bản thân thiêu đốt, mượn lực của trời, dựa thế càn khôn, mượn uy đại đạo. Hoàng thiên thức, ngoài mượn lực, dựa thế, mượn uy ra thì còn cưỡng ép cướp đoạt thiên thế, thiên uy. Như là hóa thân thành hoàng thiên, cướp đoạt tất cả năng lượng từ minh mông thiên địa, từ vũ trụ vô hạn. Toàn bộ quá trình điên cuồng vô độ, bá liệt tuyệt luân, càng không màng sống chết, sau đó. Tầng tầng tiến dần lên, toàn diện phóng thích. Khương Phàm biến thành chiến đao hình người, chân chính bốc cháy lên, không phải hỏa diễm thiêu đốt, mà là huyết nhục hòa tan, tại trong ầm ầm bộc phát, càn khôn oanh minh, đại đạo rơi xuống, thiên địa minh mông, hỗn độn trở về. Thiên quân đại thần tôn giật mình trước nguy hiểm, cảm giác như Khương Phàm trước mặt không còn là người, mà là thương thiên hóa thân, chuôi chiến đao dỉ máu kia như là khai thiên tích địa, nháy mắt mà tới. Linh hồn của thiên quân đại thần tôn đang gào thét, chẳng quan tâm ngươi dùng bí thuật gì, tóm lại là ngươi đã đến cực hạn. Mạnh hơn điên cuồng hơn cũng đều chẳng qua là, hồi quang phản chiếu. Đỉnh cao của đao thức, giết người giết mình, sát sinh thức. Khương Phàm đang nhanh chóng bạo phát chiến ý cực hạn trong suy yếu, loại thiêu đốt này, loại điên cuồng này, vậy mà lại để hắn cảm nhận được hưng phấn cùng cuồng nhiệt trước nay chưa từng có, đây mới là chiến đấu, đây mới là điên cuồng, đây mới là thẳng tiến không lùi, không màng sống chết. Ầm ầm, liều mạng, sinh tử. Đối kháng trong chốc lát, thiên băng địa liệt, quỷ thần kêu khóc, xung quanh vậy mà lại xuất hiện nhiều loại dị tượng, khủng bố tuyệt luân. Như là đánh xuyên qua hư không, xuyên qua đất trời, liên tiếp với vũ trụ u minh. Ầm ầm, năng lượng cuồn cuộn,
tàn phá bừa bãi, thâm không chịu đủ sáng chói lần nữa sôi trào lên như biển gầm, mà không gian bên ngoài đang khép lại lại lần nữa sụp đổ. Vẻn vẹn một tiếng vang liền truyền khắp mấy vạn dặm thế gian, năng lượng cuồn cuộn càng là liên miên bất tuyệt, kéo dài không tiêu tan. Đầu nguồn bạo loạn, Khương Phàm vỡ vụn. Chiến đao hình người từ bên ngoài đến bên trong phun ra tứ tán, tương đương với Khương Phàm từ huyết nhục hài cốt hay đến linh hồn đều đang tán loạn, ngay cả linh văn đều nhận lấy tiêu hao. Hô, hô hô, mảnh vỡ không ngừng nhóm lửa, là chu tước yêu hỏa, muốn kích phát niết bàn huyền diệu. Nhưng, hỏa diễm lại chợt mạnh chợt yếu, có chút trực tiếp dập tắt, miễn cưỡng thiêu đốt cũng đều không ngoại lệ khó mà kích phát được niết bàn. Giống như phải chết thật. Cái phóng thích bá đạo cực điểm này, tựa như là ngay cả niết bàn của Khương Phàm đều bị phá hủy. Tuy nhiên, ầm ầm tiếng vang, trước khi phóng thích Khương Phàm đã cố ý lưu lại phần thiên chiến vực cưỡng ép trải rộng ra trong bạo loạn, tiếp nhận mảnh vỡ vẩy xuống, tụ tập đến trên tế đàn. Diệt thế phần thiên viêm tại nơi đó đang bành trướng thiêu đốt, liên tiếp kích phát tiềm lực tất cả mảnh vỡ. Niết bàn ảo diệu nhanh chóng khôi phục, kịch liệt cường thịnh. Rốt cuộc, sau 3 phút ngắn ngủi, Khương Phàm dục hỏa trùng sinh trong liệt diễm. Nhưng, lần trùng sinh này lại không có thể trở về đến đỉnh phong, vẫn có cảm giác suy yếu rất sâu. Khương Phàm đã có chỗ chuẩn bị, lập tức lấp bó lớn đan dược vào trong miệng, gọi Liệp Thần Thương về, đồng thời tìm kiếm bóng dáng Thiên Quân Đại Thần Tôn. Đánh chết chưa? Mặc dù uy lực khủng bố, nghịch thiên cực độ, danh xưng giết địch 100%, nhưng đó là Thiên Quân Đại Thần Tôn, là sơ khuy bán đế, có thể đánh chết không? Khương Phàm đang mong đợi, cũng đang khẩn trương. Có lẽ, thật sự là có khả năng. Dù sao Thiên Quân Đại Thần Tôn cũng đã liên tiếp trọng thương, ngay cả cái đầu nguyên lực tượng trưng cho bán đế cũng đã bị mất, lại nhận 2 lần sát sinh tiễn trọng thương, đã không tính là bán đế nữa. Không có, không còn có cái gì nữa. Khương Phàm không phát hiện được vết tích của Thiên Quân Đại Thần Tôn, mặc dù năng lượng bạo loạn, quấy nhiễu dò xét, nhưng không đến mức một chút vết tích đều không có. Đang ở kia, Khương Phàm một phát bắt được trở về Liệp Thần Thương, hắn chống đỡ năng lượng bạo động xông về trước. Tại sâu trong hỗn loạn, số lượng lớn thịt nát xương nát đang quay cuồng, tỏa ra thần lực cường đại. Là mảnh vỡ của Thiên Quân Đại Thần Tôn. Nhưng không phải toàn bộ. Khương Phàm không chút khách khí nào nhận lấy, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, không lâu sau đó, hắn lại phát hiện chút mảnh vỡ. Chẳng lẽ chết thật rồi? Sát sinh thức thật sự mạnh như vậy sao? Không đúng. Khương Phàm đột nhiên bừng tỉnh, mang theo Liệp Thần Thương vọt mạnh về phía trước. Trong hư vô hắc ám, một đống thịt nhão đang phóng đi, chính là Thiên Quân Đại Thần Tôn. Hắn nhận lấy trọng thương thảm liệt, đã không thành nhân dạng, vốn cho rằng Khương Phàm chỉ là dẫy dụa sắp chết, không nghĩ tới đột nhiên bộc phát ra tuyệt thế năng lượng như vậy, bất ngờ không đề phòng suýt chút nữa đã bị đánh chết. Hắn thoáng muốn tìm kiếm Khương Phàm, vậy mà lại phát hiện bên trên phần thiên chiến vực đang phóng thích uy lực niết bàn. Khương Phàm lại còn không chết. Chẳng lẽ số lượng niết bàn một thế này đều tăng lên? Hắn cũng không tiếp tục chần chờ, lập tức xoay người chạy đi. Đại chiến thương huyền sắp đến, hắn không thể chết ở chỗ này. Chết! Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái danh từ phiêu miểu xa xôi, nhưng bây giờ, há lại thật cảm nhận được uy hiếp tử vong. Thiên Quân Đại Thần Tôn, ngươi không đi được. Khương Phàm lật ra vô hạn tạo hóa đan từ trong thông thiên tháp. Đây là viên thứ 2 đan hoàng luyện chế thành công, vốn là muốn sử dụng trong đại chiến thương huyền, là tại thời khắc cần nhất dùng để bảo mệnh, hoặc là đào vong. Nhưng bây giờ, Khương Phàm không có chút do dự gì, hắn dứt khoát kiên quyết lấy ra, chuẩn bị vận dụng bất cứ lúc nào. Thiên Quân Đại Thần Tôn bắt đầu biến đổi, nếu như hôm nay không giết, đại chiến thương huyền đủ để nghịch chuyển bất cứ một chỗ chiến trường nào, cho dù là bọn người thiên hậu, đều có thể tùy tiện lọt vào săn giết. Nếu gặp, nhất định phải không tiếc cái giá nào săn giết cho bằng được. Phần Thiên Thần Hoàng, chúng ta gặp lại tại Thương Huyền. Hôm nay, ta nhận thua, nhưng 3 tháng sau, toàn bộ Thương Huyền đều sẽ biến thành khu vực săn bắn của ta. Thiên Quân Đại Thần Tôn đạp tan hư không, dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi, Thái Sơ Đại Lục đang ở ngay phía trước, chỉ cần tiến vào lãnh địa, Khương Phàm nhất định phải rút lui, nếu không. Chẳng khác nào Thương Huyền xâm lấn Thái Sơ. Thái Sơ sớm thổi lên hào giác chiến tranh. Liên hợp Bát Châu Thập Tam Hải tràn vào Thương Huyền. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, rung động hư vô, gợn sóng vô hình giống như là chiều dâng ngàn vạn trọng, liên miên bất tuyệt trùng kích cửu thiên thập địa. Thông Thiên Tháp thức tỉnh,
tăng vọt quy mô, trấn áp đại dương mênh mông, xuyên suốt u minh, giơ cao nâng cả bầu trời, thẳng tới đỉnh cửu trọng, chạm đến vô hạn hư vô. Một trụ trời đại thế bàng bạc mà rộng rãi, tác động đến mấy vạn dặm thiên hải. Trụ trời đại thế, trấn áp càn khôn, giam cầm đại đạo. Tốc độ của thiên quân đại thần tôn nhanh chóng chậm dần. Nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh, thông thiên tháp thật đúng là chưa hẳn có thể trấn trụ được hắn, nhưng bây giờ hắn lại trọng thương đau đớn, da thịt lật ra ngoài, hài cốt tùm, cho nên nhận trấn áp cực kỳ rõ ràng. Khương Phàm khóa chặt thiên quân đại thần tôn, lần thứ ba thả ra thương sinh tạo hóa. Ý thức phiêu miểu, giao hòa cùng ý thức của toàn bộ sinh linh giữa thế gian, quy nạp tất cả những lời cầu nguyện cùng ý niệm. Như là thần linh áp đảo phía trên dân chúng, tiếp nhận hàng tỷ sinh linh triều bái, hấp thu khí tức ý nguyện vô biên vô tận, giữa hư vô mờ mịt, hội tụ thành tuyệt thế sát tiễn. Ông! Sát sinh tiễn lần nữa thành hình, cách không gian khóa chặt thiên quân đại thần tôn đang chạy trốn. Lần này, Khương Phàm là nghiền ép tiềm lực ý thức, điên cuồng phóng thích không giữ lại chút nào, cần phải làm ra tuyệt sát. Ta nói, ngươi không giết chết được ta, quá ngây thơ rồi. Thiên quân đại thần tôn lập tức xoay chuyển thân thể rách dưới, linh hồn hét lên đầy giận dữ, câu thông yên diệt đại đạo, từng mảnh cường quang hắc ám như dòng lũ lao nhanh, tràn ngập đất trời hội tụ đến hắn, ở ngay trước mặt xen lẫn thành tấm chắn san sát nhau. Ông! Sát sinh tiễn xuyên qua thâm không, bóng tối vô tận hiện ra hư ảnh hàng vạn hàng tỷ dân chúng, quang ảnh pha tạp, lộng lẫy mà thần bí. Thiên quân đại thần tôn phun trào máu tươi, huyết tế đại đạo. Dung nhập tất cả tấm chắn chôn vùi ở trước mặt. Tấm chắn như là sống lại, lại như là thiên đạo hóa thân, mỗi một cái tấm chắn đều giống như một cái thế giới hắc ám, mỗi một cái đều giống như có thể tôi diệt hết thảy. Sát sinh tiễn rốt cuộc cũng nhận lấy ảnh hưởng, ánh sáng tầng tầng yếu bớt, sau khi liên tiếp phá 9 cái tấm chắn, cơ hồ trở nên bóp méo. Trước khi gần tới gần trước mặt cảnh giới bán đế siêu tuyệt, tại uy lực và năng lượng đế mạch xuyên suốt đại đạo, ý chí dân chúng vô tình bị phá hủy. Ông! Chỉ có nhỏ xíu tiễn mang, đâm xuyên qua linh hồn thiên quân đại thần tôn. Thiên quân đại thần tôn lại lần nữa bị thương, nhưng đã không còn là đánh sâu vào chí mạng như thế. Đây cũng là táng diệt truyền thừa, quả nhiên bá đạo, nhưng, ngươi, phải chết. Thiên quân đại thần tôn không còn chạy trốn, ngược lại là nhịn đau bộc phát. Cực hạn, Khương Phàm khẳng định đã đến cực hạn. Nếu lại không cực hạn, hắn liền muốn điên rồi. Táng diệt truyền thừa như thế này tiêu hao đối với cơ thể cùng linh hồn là cực hạn, Khương Phàm đã liên tiếp niết bàn mấy lần, không thể nào khôi phục lại được nữa. Nhưng, thiên quân đại thần tôn tức giận bạo phát, trong chốc lát, hư không vỡ vụn, liệp thần thương cuồng dã giết tới. Khương Phàm lại, khôi phục. Vô hạn tạo hóa đan phối hợp với âm dương mệnh hồn đan, huyết nhục linh hồn nhanh chóng khôi phục, không cần niết bàn đã có thể bộc phát toàn lực. Mà... khí tức sinh mệnh mênh mông của vô hạn tạo hóa đan để Khương Phàm đều cảm thấy chấn kinh, cái dược hiệu mãnh liệt kia như là có thể phóng liên tục, mang đến nhiệt huyết cùng chiến ý cao vút. Sự mỏi mệt cùng đau đớn của Khương Phàm đều tiêu tán không còn bóng dáng, ngay cả tổn thương, sát sinh thức mang tới trước đó đều nhanh chóng khỏi hẳn. Khương Phàm dùng toàn lực đánh ra liệp thần thương, sau đó mang theo phần thiên chiến đao, cuồng dã lao thẳng đến thiên quân đại thần tôn. Thiên quân đại thần tôn bị đối diện xuyên qua trái tim, vừa mới dốc hết toàn lực gánh vác sát sinh tiễn, chính là thời điểm suy yếu nhất đau đớn nhất, liệp thần thương đâm vỡ nát lồng ngực, mang đi mênh mông huyết khí. Liệp thần thương được tắm rửa máu bán đế, nó rung động kịch liệt, linh hồn thần ma ở phía trên tựa như đang hưng phấn gào thét. Ngươi! Linh hồn của thiên quân đại thần tôn đều suýt chút nữa đã bị liệp thần thương xoắn nát. Ngươi cái gì mà ngươi, ta cái gì mà ta? Thiên quân đại thần tôn! Ngươi thật sự là ân công của Thương Huyền ta. Ta thay Thương Huyền tổ địa, cảm ơn ngươi. Khương Phàm dứt khoát giết tới, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, phần thiên chiến đao lấy bá đao thức cuồng dã phách trảm, không cho thiên quân đại thần tôn bất luận cứ cơ hội thở dốc nào. Một đao, hai đao, ba đao, 10 đao, 20 đao. Toàn thân Khương Phàm sôi trào nhiệt huyết, vô hạn tạo hóa đan như là một mặt trời nóng hổi đang thiêu đốt trong cơ thể, da thịt toàn thân hắn phồng lên, điên cuồng múa bút. Phóng thích dã man. 50 đao, 80 đao. Một đao mạnh hơn một đao, thẳng tiến không lùi, không sợ hãi. Thiên quân đại thần tôn gian nan phản kích, nhưng đây chính là thời điểm suy yếu nhất, thực sự chống đỡ không được thế công như mưa to gió lớn vậy được. Bá đao bách trảm. Khương Phàm giống động hư không,
đao thứ 100 chặt đứt cánh tay phải của Thiên Quân Đại Thần Tôn, cũng chính là chiến binh hư vô hóa mạnh nhất. Máu tươi phun tung tóe, đại đạo vỡ nát. Thiên Quân Đại Thần Tôn bị trùng kích mãnh liệt đánh bay đi, tháo chạy trong vũ trụ hắc ám. Khương Phàm kịch liệt gáy to, huyết khí cùng linh hồn được vô hạn tạo hóa đan cùng âm dương mệnh hồn đan kích thích xông xuống kích thủy tổ phân thân, trong thời gian cực ngắn tỉnh lại hai tôn. Liệt diễm sôi trào, niết bàn huyền diệu bắn ra, hai tôn chu tước như là vượt qua thời không dục hỏa mà tới. Tiếng chu tước gáy to, vỡ vụn cả sơn hà. Chu tước vỗ cánh, phần diệt càn khôn. Hai tôn chu tước kịch liệt bay tới, phần quanh liệp thần thương khiến cho sát huy tăng vọt, lấy lăng thiên thuật chấn vỡ nát hư vô, dùng tốc độ nhanh nhất đánh xuyên Thiên Quân Đại Thần Tôn. Ngay sau đó, hai tôn chu tước vỗ cánh vần quanh, sôi trào liệt diễm, ầm vang dẫn bạo trong ánh sáng cường thịnh. Thiên Quân Đại Thần Tôn vừa muốn ổn định, lần nữa bị liệp thần thương trọng thương, bị chu tước khủng bố bộc phát vỡ nát. Toàn thân Khương Phàm răng rắc giòn vang, nương theo liệt diễm bộc phát, hóa thành chu tước hoa lệ, tự mình lao thẳng đến Thiên Quân Đại Thần Tôn. Bóng dáng chu tước hoa lệ hoạch xuất ra vết tích, diễn biến ra một thanh liệt diễm trường kiếm màu đỏ vàng. Ngoài thủy tổ phân thân, truyền thừa chu tước mạnh nhất, vô thượng thiên tôn kiếm. Một kiếm này, là chí tôn hoàng giả thiên kiếm tượng trưng cho địa vị chu tước tại cầm tộc. Thiên tôn kiếm vừa ra, tất cả vạn cầm thiên hạ đều thần phục, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Bất luận là Phượng Hoàng, Thiên Bằng, Loan Điểu, Khổng Tước, hay là Kim Kiêu, nếu như không phục, một kiếm chém chết. Một kiếm này, là diệt thế thiên kiếm biểu tượng thần uy chân chính của phần thiên diệt thế viêm. Thiên tôn kiếm vừa ra, thiên địa đều gào thét, bất luận là không gian, sinh mệnh, năng lượng, hoặc các loại đại đạo, một kiếm chém chết. Chu tước bạo kích, vô thượng thiên tôn kiếm ẩm vang thành hình, cường quang vô tận, ba động khủng bố, để hư không sụp đổ, để chúng sinh hồi hộp, để Thiên Quân Đại Thần Tôn ở nơi xa đang tức giận bạo phát trong bạo tạc lại lần nữa hồi hộp. Tất cả chiến đấu những năm gần đây của Khương Phàm cơ hồ đều là vượt cấp mà chiến, cũng đều là chiến đối với thần tộc cùng đế tộc, đến mức hắn không thể không dựa vào táng diệt truyền thừa càng nhiều, nhưng cũng không đại biểu cho chu tước truyền thừa kiêu ngạo sẽ yếu, dù sao đây cũng là vũ khí mạnh nhất để kiếp trước hắn săn giết thiên khải, tất sát thần ma. Nếu bàn về chém giết đồng cấp, đủ để ngạnh kháng bí pháp đế tộc. Vô thượng chí tôn kiếm giống như một kích của tử thần, âm vang điếc tai. Nương theo chí cao ảo diệu của phần thiên diệt thế, Thiên Quân Đại Thần Tôn bị chém thành hai nửa, mà ngay cả linh hồn bị sát sinh tiễn đánh xuyên cũng tại thời khắc này. Bị vô tình chém chết, Thiên Quân Đại Thần Tôn, chiến tử. Hắn vốn phải là thống lĩnh Thái Sơ, chinh chiến Thương Huyền, thậm chí là thống lĩnh mạnh nhất trong đội ngũ nhân tộc. Hắn vốn phải là ác mộng của chư thần Thương Huyền, thậm chí là người mạnh nhất cuối cùng của nhân tộc cùng yêu tộc cùng ma tộc đối kháng. Nhưng, tại tháng tư bình tĩnh này, tại đêm trước chiến tranh này, tại trận, di chuyển, không có quá nhiều ý nghĩa này, hắn lại chết thảm. Mà nơi xảy ra chuyện, cách Thái Sơ Đại Lục, chỉ vẻn vẹn vạn dặm. Tân Hải Đông Bắc Bộ Thương Huyền đang kinh động, tin tức đang truyền vào nội bộ, sau khi Khương Phàm săn giết Thiên Quân Đại Thần Tôn, hắn mang theo thi hài, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo bọn người Đông Hoàng Toại. Bên trong đế thành lục địa, nguyên hỏa sinh mệnh của Thiên Quân Đại Thần Tôn đột nhiên dập tắt. Để người trông coi trong tổ từ hoảng hốt thật lâu, còn tưởng rằng mình ảo giác. Cho đến khi tiếng gào thét sợ hãi xông ra tổ từ, cả tòa đế thành lâm vào khủng hoảng cùng trong bi thống. Thiên quân làm sao lại chết? Thiên quân sao có thể chết? Rốt cuộc xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, ai có thể chém giết thiên quân? Còn có, thiên quân chết ở chỗ nào? Thiên uy thần tôn khẩn cấp xuất quan, sau khi điều tra một phen mới biết được, Thiên Quân Đại Thần Tôn lại còn tự mình xử lý chuyện. Bất Hủ Thần Sơn, mà đế quân thì đã đăng lâm thiên khải tỏa chấn. Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể tạo thành loại kết quả này, có thể là Thiên Quân Đại Thần Tôn làm cục tại Bất Hủ Thần Sơn, bị Khương Phàm một phương phản kích, rất có thể là tất cả thần tôn Thương Huyền toàn thể xuất động, mới có thể để cho Thiên Quân Đại Thần Tôn chết thảm. Sau khi Thái Sơ đế quân nhận được tin tức thì lập tức trở về đại lục, tiếng gào thét tức giận như thiên phạt kinh khủng, bao phủ phía trên đế thành nguy nga. Tất cả con dân cùng cường giả đế thành, toàn bộ đều quỳ xuống, phủ phục run rẩy. Thiên Quân Đại Thần Tôn đối với Thái Sơ đế tộc, đối với Thái Sơ đại lục, thậm chí là nhân tộc mà nói, đều có ý nghĩa phi phàm. Vậy mà lại chết trước khi sắp khai chiến. Đây nào chỉ là bi kịch, thậm chí là nháo kịch buồn cười. Nhưng, nguyên hỏa sinh mệnh đã tắt, Thiên Quân Đại Thần Tôn cao ngạo mà cường hãn, quả thật đã chết.
Thái Sơ đế quân vượt qua mấy chục vạn dặm, đuổi giết hải vực Đông Bắc Bộ. Nhưng ở giữa mênh mông thiên hải, ngoại trừ sụp đổ không gian, hư không hắc ám, hải triều mãnh liệt, sớm đã không thấy bất cứ bóng dáng nào của Khương Phàm nữa. Muốn truy tung, chỉ sợ đã không kịp. Thái Sơ đế quân nổi giận. Tôn làm đại đế, sớm đã siêu thoát khỏi chuyện thế tục, vượt lên trên chúng sinh, siêu thoát mà lạnh nhạt, có rất ít chuyện có thể khiến cho tâm tình bọn hắn bị lay động. Nhưng bây giờ, hắn thật sự đã tức giận. Đầu tiên là Phật Môn Đại Di rời để Thái Sơ đế tộc mất hết thể diện. Bây giờ lại là Thiên Quân Đại Thần Tôn chiến tử, để thực lực Thái Sơ đế tộc tổn hại lớn. Đây không thể nghi ngờ là đánh cho hắn một bàn tay, lại thọc hắn một đao. Thái Sơ đế quân ngóng nhìn phương hướng Thương Huyền, thật lâu không thể nào tiêu tan. Sau khi Thiên Uy Thần Tôn lo lắng đuổi tới, nhao nhao quỳ gối, thấp thỏm lo âu, càng tức giận muốn điên. Nói chuyện với Bắc Thái, Tổ Kiến Liên Quân nhân tộc, Trung Phó Thương Huyền. Thái Sơ đế quân chủ động buông xuống tư thái cao ngạo, quyết định liên hợp cùng đối thủ cũ của hắn. Khi tin tức Thiên Quân chiến tử từ hải vực truyền khắp thiên hạ, nhân tộc ở các nơi trên thế giới khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Nếu như trước đó Bắc Thái đế thành bị hủy chỉ là vấn đề mặt mũi, bây giờ Thái Sơ Thiên Quân đại thần tôn ngoài ý muốn chiến tử, thì không nghi là vấn đề tổn thất. Lại tính cả Phật Môn Đại Di rời trước đó, nhân tộc các nơi đột nhiên bừng tỉnh, thì ra sau khi Khương Phàm bình định Thương Huyền, chưa từng có ngừng lại chinh chiến cùng mưu cục. Mây đen che trời bao phủ Thương Huyền. Khói lửa gào thét chỉ phía xa Thương Huyền. Chiến tranh hết sức căng thẳng, cái chết gần ngay trước mắt. Thương Huyền tổ địa đã từng rõ ràng đã nhất định biến thành chiến trường Tu La, nhất định thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, biến thành khu vực săn bắn của đế tộc. Nhưng, nam tử điên cuồng kia lại không có bất kỳ ý tứ ngồi chờ chết gì. Quật cường kia đang suy nghĩ tất cả biện pháp tích góp năng lượng. Nam tử kiêu ngạo kia lấy tư thái gần như cuồng dã bôn tẩu cứu vớt Thương Huyền trên con đường vũng bùn, không khuất phục, không thỏa hiệp, không e ngại. Rất nhiều tán tu, thậm chí là rất nhiều cường tộc, vậy mà đột nhiên có một loại cảm giác kính nể, mặc kệ chiến tranh Thương Huyền đến tột cùng đi đến hướng nào, mặc kệ cuối cùng Khương Phàm bi thảm đến mức nào, hắn cũng có thể coi là một nhân vật lịch sử, một hào hùng liên tục hai đời đối kháng vận mệnh, cứu vớt Thương Huyền. Thử hỏi thiên hạ, từ xưa đến nay, mấy người có thể làm được? Thế giới hỗn độn bên ngoài thoạt nhìn vẫn hỗn độn cuồn cuộn, ánh sáng vô biên, giống như là mặt trời bên trong thâm không hắc ám, nhưng năng lượng nội bộ đang nhanh chóng khô kiệt, trừ duy trì vận chuyển bình thường ra, toàn bộ đều đã đi đến bên trong xí thiên giới, bao gồm cả thượng cổ thần đình. Bên trong xí thiên giới, ngũ hành thụ tỏa ra sự sống, một lần nữa khống chế xí thiên giới, mà quy mô và năng lượng so với năm đó đều tăng vọt hơn mấy lần. Thần thụ thế giới truy tìm sinh mệnh ảo diệu mấy chục vạn năm, hy sinh chính mình tỉnh lại ngũ hành đồ đằng, rót vào thân thể Dạ An Nhiên, cũng chính là bên trong thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên. Cảnh giới thực lực Dạ An Nhiên bạo tăng, mấu chốt là tiềm lực đạt được khai phát vô hạn. Ngũ hành đồ đằng từ thời đại Hồng Hoang. Ngũ hành tổ thụ đầu tiên từ khi khai thiên tích địa. Tương lai nhất định nàng sẽ có được thực lực cường đại chống lại cùng Chu Tước, Bạch Hổ, Cự Long, Huyền Vũ, thậm chí Hắc Ma, Huyết Ma, Thôn Thiên Ma tộc, thậm chí là các đế mạch chí tôn nhân tộc, về phần có thể chân chính đạt tới vấn đề kia hay không, thì phải nhìn nàng tìm hiểu sinh mệnh ảo diệu cuối cùng. Trận dung hợp này, cũng làm cho Dạ An Nhiên một mực điệu thấp, tiềm lực đạt tới hàng đầu trong vạn thế thần triều, một lần muốn mạnh hơn Thiên Hậu. Nhưng Thiên Hậu đang cường dung hợp Thái Âm Thái Dương, lại rót vào thời gian ảo diệu, tiềm lực đang phóng đại cực hạn. Ngày 13 tháng 5, Khương Phàm trở về thế giới hỗn độn, đi đến xí thiên giới. Đội hình 8 vị thánh vương, 13 vị thánh linh, tuyệt đối là một nguồn lực lượng cường hãn, mặc dù trong thời gian ngắn bọn hắn rất khó sinh ra thánh hoàng, nhưng có thể để Khương Phàm phong phú vấn đề yếu kém số lượng cường giả trung cao tầng rất tốt. Nhất là hỗn độn chiến tộc, rất chờ mong có thể hình thành phối hợp cùng Kỳ Lân yêu tộc. Rốt cuộc Kỳ Lân yêu tộc cùng Mặc gia cũng gặp được tổ Kỳ Lân mà bọn hắn tưởng tượng cả một đường. Bởi vì Thái Âm Ngọc Thỏ khế ước, kích phát cái đầu hắc ám của tổ Kỳ Lân trưởng thành, 9 cái đầu đã thành hình hoàn chỉnh. Khi tổ Kỳ Lân cao hơn 500 mét, khôi ngô thần tuấn, giơ cao lên 9 cái đầu xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, áp bách bắt nguồn từ huyết mạch, cùng cái sứ mệnh lắng đọng tại linh hồn kia, để bọn họ kích động, run rẩy, chậm rãi quỳ xuống, biểu đạt kính ý tôn quý nhất của bọn hắn đối với Hoàng. Rất nhiều lão Kỳ Lân còn yên lặng lưu lại nước mắt. Tổ Kỳ Lân A,
đã không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Nó là thống lĩnh chí cao vô thượng của bộ tộc Kỳ Lân, càng là hoàng kiêu ngạo nhất của bộ tộc Kỳ Lân. Những năm này bọn chúng đã trải qua càng nhiều thê thảm, khát vọng đối với tổ Kỳ Lân đã có bấy nhiêu mãnh liệt. Sứ mệnh trực tiếp khi tổ Kỳ Lân thức tỉnh chính là chứng minh thực lực của chúng ta với yêu tộc thiên hạ, cũng là xác định địa vị của Kỳ Lân bên trong yêu tộc. Từ Hồng Hoang đến nay, kẻ không nguyện ý để Kỳ Lân yêu tộc thức tỉnh huyết mạch nhất chính là Long tộc, mà mỗi lần Kỳ Lân yêu tộc thức tỉnh tổ Kỳ Lân cũng là lúc chúng ta khởi xướng khiêu chiến với Long tộc. Nhưng, lần này, mục tiêu của chúng ta không chỉ là Long tộc, mà là yêu tộc, ma tộc, thậm chí là nhân tộc thiên hạ. Lần này, chúng ta không chỉ tìm kiếm địa vị của Kỳ Lân trong yêu tộc, mà là địa vị vô hạn giữa thế gian. Đại chiến Thương Huyền chính là chiến trường của chúng ta, cũng là một cơ hội đáng nhất phấn đấu của Kỳ Lân yêu tộc trong mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm qua. Chúng ta sẽ được lịch sử ghi khắc, nhưng có thể sáng tạo lịch sử hay không, là phải để cho ngươi và ta cùng nhau quyết định. Tổ Kỳ Lân nâng chín cái đầu lên, như yêu tôn tuần thế, quan sát Kỳ Lân yêu tộc quỳ lạy ở phía dưới, thanh âm cuồng liệt mang theo kiên nghị bất khuất cùng bá khí vô tận. Kẻ sợ hãi cái chết, lui ra, người không sợ sinh tử, đi theo ta. Ta dẫn đầu các ngươi rong ruổi sát tràng vô tận tại Thương Huyền Đại Lục, ta dẫn đầu các ngươi sáng tạo thời đại thuộc về Kỳ Lân yêu tộc. Không cần lo lắng cho tương lai của ta, không cần phỏng đoán thắng bại của ta. Tương lai, là chúng ta liều đi ra. Thắng lợi, càng là chúng ta dục hỏa đẫm máu giết ra tới. Chỉ cần các ngươi đầy đủ kiên định, thẳng tiến không lùi, bất kỳ cái gọi là kết cục gì, cũng chỉ là giữa trận, kết cục thật sự chỉ có thể là thắng lợi. Kỳ Lân yêu tộc cùng các cường giả Mặc Gia nghe được thì cảm xúc bành trướng, sôi trào nhiệt huyết, như là kiêu ngạo cất giấu trong linh hồn bị kéo đi ra, như là chiến ý mai táng trong máu bị dã man nhóm lửa. Bọn hắn hò hét cao vút, bọn hắn kích động gào thét. Bọn hắn đang mong đợi chiến tranh Thương Huyền sắp đến. Khương Phàm nhìn một màn này, hài lòng rời khỏi. Hắn phải dùng hơn 3 tháng tiếp theo luyện hóa Thiên Quân Đại Thần Tôn, kích phát tiềm lực chiều sâu, trùng kích Thần Hoàng đỉnh phong, càng phải một lần xông vào cảnh giới bán đế. Mặc dù hy vọng không phải rất lớn, nhưng hắn có Phong Thần Đài. Nếu như thụ Phong Đài có thể tạo thần, vậy Phong Thần Đài lại có thể có đế. Mặc dù bây giờ còn không có chân chính nhận chủ, nhưng thần nguyên lực phía trên vẫn cao hơn Hoàng Nê Đài khác rất nhiều. Khương Phàm có thể nhìn trộm cảnh giới bán đế hay không thì tài nguyên từ Thiên Quân Đại Thần Tôn và Phong Thần Đài chính là mấu chốt. Tuy nhiên trước khi chính thức bế quan, Khương Phàm đã giao trái tim của Thiên Quân Đại Thần Tôn cho Đông Hoàng Như Ảnh. Mặc dù Đông Hoàng Như Ảnh có vạn cổ thiên thu, nhưng không võ muốn xông vào thần linh cảnh vẫn thật quá khó khăn. Nếu như không thể kịp thời đột phá, sau khi Thương Huyền bộc phát đại chiến rất dễ dàng biến thành con mồi cho Đại Táng cùng 6 đạo khác, nhưng nếu như có thể đột phá, không chỉ có thể đối kháng bọn hắn, còn có thể trở thành phối hợp tuyệt hảo với Khương Phàm. Cho nên, Khương Phàm giao trái tim tượng trưng cho sinh mệnh nguyên cho Đông Hoàng Như Ảnh. Thế giới bên ngoài đang hung hăng, oanh động một lúc thì lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Càng ẩn nhẫn, như vậy càng là để các phương cảm nhận được quyết tâm vây bắt Khương Phàm của các đế tộc, cùng thảm liệt hỗn chiến tại Thương Huyền. Mặc cho ngươi mạnh lên như thế nào, chung quy ngươi vẫn không qua Bát Châu Thập Tam Hải. Tất cả khuất nhục trước đó, bọn hắn đều sẽ dần dần giải quyết, sẽ hoàn trả gấp 10 lần sau khi tự mình đặt chân vào Thương Huyền. Cuối tháng 6, tại thời điểm khoảng cách cuộc chiến đế ước còn sót lại 2 tháng, bên trong xí thiên giới truyền ra một tin tức phân chấn. Hồng Hoang Thiên Long được Hồng Mông Phong Bia kích phát, rốt cuộc cũng hoàn thành biến đổi cực hạn, kiêu ngạo bước vào cảnh giới thần linh. Huyết mạch Long tộc cổ lão, đại đạo Long Quỳ này, rốt cuộc cũng lần nữa nghênh đón Long Thần. Ngay sau đó nửa tháng, Kiều Vô Hối bế quan chiều sâu gần 1 năm, trong lĩnh hội Thiên Phạt Kiếm cùng Hoàng Nê Đài khích lệ một chút, rốt cuộc cũng hoàn thành biến đổi huyết mạch toàn diện. Thiên Hoàng huyết mạch, thức tỉnh tiềm lực Thiên Hoàng cực hạn, biến đổi thành bất diệt Thần Hoàng. Thần Hoàng, Phượng Hoàng cực hạn. Thuộc tính bất diệt càng ngụ ý truyền thừa bất tử bất diệt khủng bố của Kiều Vô Hối. Sau mấy ngày ngắn ngủi, Tần Vị Ương kiêu ngạo đột phá, hoàn thành thăng hoa kiếp trước chưa hoàn thành, cường thế bước lên cảnh giới thần linh. Cái này thật đúng là may mắn khi mà có viên Huyền Hoàng mẫu thạch kia. Nếu như chỉ là Huyền Hoàng mẫu thạch, Tần Vị Ương cũng không thể nào đột phá. Nếu như chỉ là thần nguyên, nàng cũng không thể nào đột phá, nhưng kết hợp lẫn nhau, đối với nhân linh thể chất như Tần Vị Ương đây mà nói, đây chính là khích lệ tuyệt đối hoàn mỹ. Thiên hậu tự mình xuất hiện chúc mừng. Không có người nào kích động hơn so với nàng,
trong này không chỉ có tình cảm giữa tỉ muội của các nàng, càng quan trọng hơn là cuộc chiến đăng thiên kiều kiếp trước, thần triều đã từng điều động tất cả tài nguyên có thể điều động, chỉ hy vọng có thể bồi dưỡng Tần Vị Ương đã là thánh hoàng đại viên mãn đến cảnh giới thần linh, kết quả cuối cùng thất bại. Lịch sử lại lần nữa tái diễn, bọn hắn đứng trước áp lực cùng nguy cơ cực lớn, nhưng lần này Tần Vị Ương đã không để cho người mong đợi thất vọng. Nàng đã đột phá. Sau đó đến Ngưu Chính Nguyên. Thần cốt, hỗn độn thổ cùng số lượng lớn thiên nhất kim tủy đan khích lệ, rốt cuộc Ngưu Chính Nguyên cũng không phụ toàn tộc chờ mong, cường thế bước vào cảnh giới thần linh. Hỗn độn chiến khu cường hãn không thể nghi ngờ, một trong những chí tôn chiến khu của nhân tộc, một lần xưng bá tại Hồng Hoang. Nhưng thành cũng hỗn độn, bại cũng hỗn độn, bọn hắn trưởng thành quá ỷ lại vào năng lượng hỗn độn, hậu kỳ năng lượng hỗn độn thế gian dần dần mỏng manh, để bọn hắn nhiều lần xuống dốc. Nhưng sau khi tìm Khương Phàm nương tựa, dưới sự tầm bổ của năng lượng hỗn độn dài đến 10 năm, lên tới Ngưu Chính Nguyên xuống đến hỗn độn tử dân bình thường, đều chiếm được thay đổi thay xương đổi thịt, tỉnh lại tiềm lực huyết mạch ngủ say. Cho nên, Ngưu Chính Nguyên được Hoàng Nê Đài thúc giục, điên cuồng thôn nạp năng lượng hỗn độn thổ làm ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Cuối cùng, Ngưu Chính Nguyên cường thế đột phá tại tháng 7, bước lên thần linh cảnh. Ngoài ra, dưới sự trồng chất của bảo cốt Thánh Vương Thánh Hoàng, lại được tinh thần kiếm cùng tinh vũ tinh tủy kích thích, Chu Thanh Thọ cũng đã bước vào cảnh giới Thánh Hoàng. Khương Bân lần nữa đạt được thần cốt, nương tựa theo huyết mạch đặc biệt của Tử Kim Thiên Long, hắn kiêu ngạo bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Bên trong khế ước thú, Kim Hống, Huyền Quy toại nguyện bước lên Thánh Hoàng, trong này không chỉ có bảo cốt khích lệ, cũng có khế ước của Thiên Hậu lôi kéo. Luân hồi huyết sư bước lên Thánh Vương, mà thôn Thiên Long mãng chính thức hóa rồng, xông vào cảnh giới Thánh Hoàng. Ngay cả Huyễn Vụ Mê Điệp khế ước cùng Thiên Hậu cũng tăng lên cảnh giới không nhỏ. Đến tận đây, Thiên Hậu gian nan khống chế tất cả năng lượng, đồng thời 10 vị khế ước thú dưới trướng đã có một tôn thần, 7 tôn tổ mạch Thánh Hoàng, một khế ước khác có thể kết nối u minh, một khế ước có thể chế tạo huyễn cảnh ảnh hưởng thời gian. Tiềm lực chiến tranh của Thiên Hậu đạt đến trình độ làm cho người ta phải khiếp sợ. Còn những người khác, Lan Nặc được thần cốt kích phát, nhất là ảnh hưởng bởi khế ước của Khương Phàm, cũng toại nguyện tiến tới Thánh Hoàng. Kim Hống tộc trưởng cũng tích góp mà thành, hoàn thành biến đổi, bước đến cảnh giới Thánh Hoàng. Dạ An Nhiên được thần thụ thế giới cùng ngũ hành đồ đằng khích lệ một chút, cảnh giới tấn mãnh tăng lên, vượt qua đến Thánh Hoàng đại viên mãn. Tuy nhiên, có vui mừng, cũng có thất vọng. Triệu Thế Hùng và Hàn Ngạo còn có Ngô Thiên Khải, ba vị cường giả được nhận bồi dưỡng trọng điểm không thể hoàn thành biến đổi, vẫn dừng lại tại Thánh Vương đỉnh phong như cũ. Lý Dần, Đông Hoàng Càn, Khương Quỳ lần lượt bước đến Thánh Hoàng đại viên mãn, nhưng muốn trong 1-2 tháng ngắn ngủi trùng kích đến thần tôn, hy vọng xa vời. Đông Hoàng Như Ảnh sớm đã tiến tới đại viên mãn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có đột phá cực hạn. Cái này khiến tất cả những người chờ mong bọn hắn cô đơn thất vọng. Khương Phàm rất bình tĩnh, chiến tranh sắp xảy ra, hắn có thể nuôi dưỡng đều đã nuôi dưỡng, có thể kích phát đều đã kích phát, đây là hắn cực hạn mà có thể làm được, về phần kết quả. Tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Trước mắt, mong đợi duy nhất của hắn chính là vạn độc huyết long. Đây là linh quả lấy từ thiên bảo thánh thụ, có công dụng kỳ diệu kích phát linh trí. Khương Phàm giao một bảo quả sáng long lanh cho Dạ An Nhiên. Còn lại một tháng, không thử một chút. Dạ An Nhiên tiếp nhận bảo quả, lại quan tâm tình huống Khương Phàm. Không thử, vô dụng. Khương Phàm lắc đầu. Hắn xuất quan, nhưng thất bại. Mặc dù thiên quân đại thần tôn đã được luyện hóa hoàn toàn, càng một mực vững chắc lại hắn cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, nhưng, bán đế hắn mong đợi nhất cuối cùng vẫn không thể thực hiện. Trong lúc mơ hồ, giống như nhìn trộm đến, cẩn thận cảm ngộ, lại như là xa không thể chạm. Thậm chí Khương Phàm nghĩ, nếu như không có giao trái tim kia cho Đông Hoàng Như Ảnh, có lẽ còn có thể tiếp tục bế quan, tiếp tục bắn vọt. Nhưng, không có nhưng. Có lẽ thời điểm chân chính nhận chủ phong thần đài, năng lượng nơi đó có thể kích phát được tiềm lực của chàng. Dạ An Nhiên trấn an nói. Nếu như Khương Phàm thật có thể chạm đến cảnh giới bán đế, dù chỉ là hơi, hư vô hóa, cũng có thể ủng hộ lòng tin cực lớn, nhưng bán đế trung quy vẫn là bán đế, đưa mắt nhìn khắp nhân tộc, 30.000 năm mới ra một thiên quân đại thần tôn, Khương Phàm muốn cất bước tiến vào, nhất định phải là cơ duyên tuyệt đối và năng lượng mạnh hơn tưởng tượng kích phát. Chỉ cần Như Ảnh có thể đi đến thần linh cảnh, cũng có thể trấn an một chút, nếu như không thể đột phá. Khương Phàm cười lắc đầu, cứ việc biểu hiện rất nhẹ nhàng,
nhưng trong lòng vẫn có chút thất lạc. Tin tưởng tiềm lực của nàng, nàng hẳn là có thể đột phá. Dạ An Nhiên dịu dàng nắm chặt tay Khương Phàm. Bắt đầu đi, chỉ mong vạn độc huyết long có thể cho ta một vui mừng. Khương Phàm cưỡng để tinh thần, nhìn cổ thụ kịch độc cứng cáp. Lý Dần không thành công, Đông Hoàng Càn không thành công, Khương Quỳ cũng không thành công, đây đều là chuyện trong dự liệu, nhưng Khương Phàm mong đợi là vui mừng, là khích lệ, thật quá hy vọng bọn họ có thể lại nhiều thêm một vị thần linh. Nhất là Đông Hoàng Như Ảnh, có vạn cổ xuân thu khích lệ, Hoàng Nê Đài tẩm bổ, còn có trái tim thiên quân kia, hy vọng vốn hẳn nên rất lớn, một khi thành công, nhất định có thể bù đắp được cửu thiên thần tôn, phối hợp lại cùng hắn, đánh đâu thắng đó. Nhưng, tình huống bây giờ rất phi diệu. Có thể đột phá hay không là một vấn đề rất lớn, mà lúc nào đột phá, cũng lại là một vấn đề. Dạ An Nhiên có thể hiểu được tâm tình Khương Phàm, dù sao hắn và thiên hậu có mạnh hơn nữa cũng là song quyền khó địch tứ thủ, lại tinh xảo bố cục cũng cần thực lực chèo chống. Trước tiên hãy dùng thông linh quả, sau đó lại thử thiên bảo linh quả. Dạ An Nhiên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên thông linh quả, vỏ ngoài nồng đậm dần dần rơi xuống, lộ ra thông linh quả ôn nhuận như ngọc ở bên trong. Mấy khiếu, đại tặc mong đợi thè cổ một cái. Đây là cái cây mà nó bảo vệ nửa đời. Đương nhiên muốn tới chứng kiến cái thời khắc cực kỳ quan trọng này. Tam khiếu. Dạ An Nhiên tiếc nuối lắc đầu, không có vui mừng. Chôn đến dưới mặt đất, để rễ cây mình hấp thu. Khương Phàm bình tĩnh nói. Dạ An Nhiên phất phất tay, đầu ngón tay mảnh khảnh vẩy xuống điểm điểm óng ánh, mặt đất nứt ra, bao trùm thông linh quả, chìm đến dưới mặt đất, giao cho rễ cây hấp thu. Viên thứ hai. Dạ An Nhiên vận dụng năng lượng ngũ hành. Từ từ đẩy vỏ trái cây dày đặc ra, lộ ra viên thông linh quả thứ hai. Mấy khiếu, 1, 2, 3, còn gì nữa không, lật cái nữa ta xem một chút. Đại tặc lần nữa dướn cổ lên. Tam khiếu, thông linh quả trưởng thành cần rất rất nhiều năng lượng, mấy năm ngắn ngủi này đối bọn chúng mà nói là ảnh hưởng không lớn. Dạ An Nhiên đưa thông linh quả xuống dưới mặt đất, do rễ cây hấp thu. Tam khiếu có thể có hiệu quả sao? Đại tặc không rõ tình huống trong này. Bình thường mà nói, tam khiếu thông linh quả tồn tại 2.000 năm trở lên, hiệu quả đã rất tốt, nhưng muốn điểm hóa linh thụ như vạn độc huyết long thế này còn giống như kém một chút. Không biết vạn độc huyết long đã sống bao nhiêu năm, nói không chừng chính mình đã bắt đầu sinh ra linh trí, chỉ cần hơi kích phát một chút thì đã có thể thành công rồi chăng? Đại tặc vẫn có huyễn tưởng. Dạ An Nhiên đưa tay đè vạn độc huyết long lại, cẩn thận cảm nhận được sinh mệnh ba động. Khương Phàm ngước nhìn vạn độc huyết long. Từ trước tới giờ hắn không khẩn cầu thương thiên vậy mà giờ khắc này lại yên lặng cầu nguyện. Hồi lâu qua đi, Dạ An Nhiên lắc đầu, không có bất kỳ phản ứng đặc biệt gì. Khương Phàm nói, lại dùng linh quả thiên bảo thánh thụ, vô số linh tộc trong rừng rậm Đông Nam cơ hồ đều là bị nó tỉnh lại, xem ra viên linh quả này đã treo trên người nó rất nhiều năm, hiệu quả hẳn là rất mạnh. Dạ An Nhiên bước lên đưa thiên bảo linh quả xuống mặt đất, khống chế phóng tới vị trí rễ cây, mặc kệ hấp thu. Nàng từ chỗ thần thụ thế giới đã hiểu qua về thiên bảo thánh thụ, đúng là dị loại bên trong linh tộc, danh xưng không phải thần thụ, bị các loại thánh thụ nguyền rủa, nó giống như là bị hạ cấm chú, vĩnh viễn không cách nào cất bước tới thần linh, lại giống như là mẫu thân tẩm bổ sơn hà, tỉnh lại vạn linh. Nhưng, bây giờ muốn lại tỉnh lại vạn độc huyết long. Đây không thể nghi ngờ là tồn tại giống như cấm kỵ, thậm chí là không nên tồn tại. Muốn vạn độc huyết long tỉnh lại, biến thành linh long. Thật sự quá khó khăn. Thiên bảo linh quả rất nhanh đã bị sợi rễ dưới mặt đất quấn quanh, từ từ khô quắt, tiêu tán, chất lỏng đặc biệt bên trong biến thành chất dinh dưỡng, thông qua sợi rễ tụ hợp vào rễ cây, lưu chuyển đến thân cây cùng chạc cây. Tựa như chất lỏng của thông linh quả. Nhưng, Dạ An Nhiên yên lặng cảm nhận hồi lâu, cuối cùng vạn độc huyết long cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Khương Phàm cười nhạt một tiếng, nụ cười hơi có vẻ đắng chát, quay người rời khỏi vạn độc huyết long. Ai, huynh đệ ngươi bất tranh khí, nếu ngươi có thể thức tỉnh, biến thành rồng, hai huynh đệ ta kề vai chiến đấu, chàng diện kia. Đại tặc vỗ vỗ vạn độc huyết long, cũng thở dài rời khỏi. Bây giờ ngươi không thức tỉnh, sau này thức tỉnh sẽ không có ý nghĩa. Dạ An Nhiên nhìn qua vạn độc huyết long, nhẹ giọng nói nhỏ. Bây giờ ngươi thức tỉnh, Thương Huyền Đại Lục chính là chiến trường ngươi tùy tiện rong ruổi, ngươi có thể thỏa thích thi triển năng lực. Hiện ra sự cường hãn của ngươi với thế nhân. Nhưng nếu như là 10 năm, 100 năm, hay thậm chí là 1000 năm sau, khi thiên hạ đã bình định,
bất luận là chúng ta, hay là Thương Huyền Đại Lục đều không cần, thậm chí sẽ không cho phép sinh ra một độc vật tà ác như ngươi thế này. Nếu như ngươi có ý thức đơn giản, hy vọng ngươi có thể đã hiểu, ngươi là đang tranh thủ cho mình quyền lợi sinh tồn. Chúng ta, chỉ chờ ngươi một tháng. Chỉ một tháng. Nàng là ngũ hành linh văn, nàng có ngũ hành đồ đằng, nàng có thể giao lưu cùng tự nhiên. Cho nên lời thời khắc này nói, nhẹ nhàng linh động, tinh tế tỉ mỉ kéo dài, lấy phương thức đặc biệt truyền vào vạn độc huyết long. Vạn độc huyết long như là, nghe hiểu, trà cây cứng cáp lại chậm rãi mở rộng. Khương Phàm rời khỏi xí thiên giới, lần nữa vận dụng thông thiên tháp, xuyên suốt thiên khải chiến trường. Hắn không phải đi săn giết ai, mà là ngóng nhìn hư vô vô hạn, chờ đợi Đông Hoàng Trấn Nguyên cùng thôn thiên ma hoàng trở về. Đây cũng là một hy vọng bức thiết. Bọn người Lý Dần không có mang đến vui mừng, vạn độc huyết long không có cho hắn vui mừng, thôn thiên ma hoàng có thể tìm ra ma giới hoàng đồ, cũng trùng sinh trở về hay không, không thể nghi ngờ là mong đợi sau cùng của hắn. Khương Phàm đứng trong hoang dã tại thanh lãnh thiên khải chiến trường, yên lặng nhìn qua hư không hắc ám, ánh mắt dần dần mông lung, không có tiêu cự lăng liệt như thường ngày. Đại chiến sắp đến, lẽ ra hắn nên tăng vọt kích tình, lẽ ra hắn nên sôi trào nhiệt huyết, càng hẳn là ủng hộ tất cả mọi người, nhưng... hắn sợ hãi, một loại khủng hoảng chưa từng có, một loại chưa từng có mê mang. Dạ An Nhiên Hầu ở bên cạnh hắn, an tĩnh dựa sát vào nhau, yên lặng chờ đợi. Tay của nàng vẫn luôn nắm lấy tay Khương Phàm, xác thực mà nói, là Khương Phàm tùy ý nắm lấy, nắm chắc. Khương Phàm cũng không có chú ý tới, tay hắn nắm lấy tay An Nhiên là dùng sức đến cỡ nào, nhưng Dạ An Nhiên có thể cảm thấy khẩn trương chưa bao giờ có từ trên tay nam tử này. Đúng vậy, có thể không khẩn trương được sao? Thứ bọn hắn phải đối mặt chính là Bát Châu Thập Tam Hải liên hợp tiến công, là tức giận cùng thù hận của các đế tộc thần tộc đọng lại quá lâu. Một khi chiến tranh bộc phát, như hồng thủy ngập trời, liên miên bất tuyệt, không có ngừng lại, chỉ có ngươi chết ta sống. Nếu như ngươi mạnh, kẻ địch càng mạnh. Nếu như ngươi yếu, kẻ địch càng ác. Bọn hắn có thể làm chỉ có thể là kéo dài chiến tranh, không có dừng lại. Cuối cùng không phải kẻ địch lui ra, thì chính là bọn hắn ngã xuống. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người chết đi? Lại sẽ có mấy người sống sót? Những người như bọn hắn đây, áp lực còn nhỏ chút, chỉ cần nghe theo điều lệnh, phấn chiến đến cùng là được, nhưng tất cả áp lực đều sẽ để cho Khương Phàm gánh chịu, nhất là sau khi đã trải qua thất bại kiếp trước, sau khi gặp được vị Ương Thiên Vương cùng những pho tượng kia, áp lực của Khương Phàm lại càng lớn hơn. Dạ An Nhiên không có mở miệng khuyên nhủ, bây giờ bất kỳ lời nào cũng đều là dư thừa, nàng cũng biết Khương Phàm không cần người ngoài đi an ủi, khi mà chiến tranh thật sự bộc phát, một khắc này, Khương Phàm vẫn sẽ là cuồng nhân không sợ hãi chiến tranh kia, vẫn là thần hoàng kiêu ngạo bất khuất kia. Chỉ là bây giờ hắn, cần cong eo, nghỉ ngơi một chút, dù là chỉ là mấy ngày ngắn ngủi. Kiếp trước thất bại, ta không cam lòng. Nếu như kiếp này lại thất bại, đó chính là mệnh số, ta chấp nhận. Chỉ nguyện chúng ta đều có thể lại có luân hồi, yên lặng sống một lần nữa, cũng cho ta sẽ dần dần đi qua tính mạng của các ngươi, hoàn lại tất cả thua thiệt. Khương Phàm nhẹ giọng nói nhỏ, thương cảm chưa bao giờ có. Dạ An Nhiên nắm chặt tay Khương Phàm, thì thào nhỏ nhẹ. Chàng không có thua thiệt ai, chàng cũng không có lỗi với ai, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều là chính chúng ta lựa chọn. Đời này nếu như thành, ta và chàng nhìn hết một thế phồn hoa. Đời này nếu như bại, chúng ta lại sinh ra nhìn một phần khói lửa. Ba ngày sau, Khương Phàm nắm tay Dạ An Nhiên, mong mỏi hy vọng hư vô mờ mịt. Thôn Thiên Ma Hoàng có thể trở về hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mục tiêu hành động Hắc Ma Đại Lục. Một khi Thôn Thiên Ma Hoàng mang ma giới hoàng đồ trở về, chắc chắn sẽ mang đến cho Hắc Ma đế tộc thậm chí là tất cả ma tộc của Hắc Ma đại lục kích thích chí mạng, toàn bộ liên quân ma tộc của Hắc Ma đại lục sẽ phải thay đổi phương hướng, mục tiêu hàng đầu định ở trên người hắn. Nếu như Man Hoang chiến tộc có thể chống đỡ được Huyết Ma đại lục trùng kích, ma tộc nguy hiểm nhất bạo ngược nhất sẽ bị cưỡng ép ngăn chặn tại trước kỳ chiến tranh. Nếu như Tinh Linh đế tộc có thể án binh bất động, bọn hắn cũng chỉ cần ứng phó Ngũ Phương đế tộc. Mặc dù ngũ đại đế tộc mang đến áp lực to lớn, nhưng bọn hắn có thể bố trí thế giới mới, thế giới hỗn độn cùng Chu Thiên Thần Điện, ba khu chiến trường, tiến hành phân lưu đối với đội ngũ đế tộc. Về phần hải vực cùng cường tộc khác, Khương Phàm không cố được. Chỉ cần có thể chống đỡ bạo kích lúc đầu, không đến mức tan tác toàn diện, là hắn có thể tuyệt sử cầu sinh. Nhưng, nếu như Thôn Thiên Ma Hoàng không thể trở về, Hắc Ma Đại Lục sẽ tiến quân thần tốc,
mặc kệ là đầu nhập chiến trường nào cũng có thể làm cho nơi đó biến thành mộ địa tu la đầy tuyệt vọng. Dạ An Nhiên dựa sát vào trong ngực Khương Phàm nhìn qua thâm không, yên lặng cầu nguyện. Ông trời ơi, giúp chúng ta một tay đi, chúng ta đã dùng hết khả năng làm đến tốt nhất rồi, nhưng... Ngài cho chúng ta áp lực quá lớn. Mênh mông hoang dã xuất hiện lắc lư yếu ớt, đất cát đá vụn đầy đất nhảy lên, bụi mù dâng lên. Khương Phàm nắm tay Dạ An Nhiên đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này. Nơi đặc biệt nhất tại Thiên Khải chiến trường đang ở chỗ chuyển biến đặc thù, ví dụ như hoang dã thê lương đột nhiên biến thành đại dương mênh mông, ví dụ như sơn lâm đột rộng lớn nhiên biến thành dãy núi lửa, ví dụ như rừng rậm đột nhiên biến hoang mạc. Toàn bộ hoang dã cũng bắt đầu run rẩy, hẳn là muốn phát sinh mạo thay đổi. Nhưng, đang lúc bọn người Khương Phàm muốn bay lên không, lại ngoài ý muốn phát hiện đá vụn đất cát còn có bụi đầy đất, vậy mà lại chậm rãi dâng lên, không còn nhảy lên ở tại chỗ, mà là nối liền tăng lên đến không trung. Mà đưa mắt nhìn khắp tứ phương, không chỉ có mảnh hoang dã này đang run rẩy, như là toàn bộ chiến trường Thiên Khải đều xuất hiện rung chuyển yếu ớt. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng phạm vi quá lớn. Thân thể Dạ An Nhiên bắt đầu nở rộ ánh sáng, giống như là một thế giới hình người, da thịt hiện ra hình ảnh sơn hà mông lung. Đồ đằng. Dạ An Nhiên rõ ràng phát giác được ngũ hành đồ đằng trong thân thể đang ù chuyển động, khiên động năng lượng tự nhiên của thế giới ngũ hành cũng bắt đầu bành trướng lưu động, nhất là thổ nguyên lực, nhấc lên đại địa sơn hà bên trong thế giới ngũ hành nổi sóng chập trùng. Nhìn nơi đó, đại địa đồ đằng sao? Dạ An Nhiên chỉ thâm không phía xa. Một viên thiên thạch đang trèo qua hắc ám thâm không, kéo lấy mê quang hoa mỹ vào tới Thiên Khải chiến trường. Thiên thạch khổng lồ, giống như tinh thần, vạch ra tiếng vang đinh tai nhức óc, lại đang nhanh chóng vỡ nát trong lúc không ngừng di chuyển, vẩy xuống số lượng lớn mảnh vỡ. Mảnh vỡ gào thét bay đi trong thâm không, vận động cao tốc, nhanh chóng thiêu đốt. Thiên thạch tách rời từ lúc xuất hiện, tuy nhiên cũng chỉ là mười mấy phút mà thôi, cự thạch vẩy xuống biến thành lưu tinh sáng chói. Va chạm vào Thiên Khải chiến trường, có chút rơi xuống hồ lớn, có chút va chạm hoang dã, có chút đánh vào trên bình chướng hoàng thành. Là đồ đằng, đó là đồ đằng. Dạ An Nhiên kích phát ngũ hành đồ đằng, cách không gian thu hút thiên thạch. Ngũ hành đồ đằng nở rộ cường quang, xuyên thấu qua thân thể Dạ An Nhiên rọi khắp hoang dã, cường quang hoa mỹ kịch liệt xen lẫn, biến thành một gốc ngũ hành tổ thụ, nguy nga cứng cáp, mê quang nhấp nháy, phía trên treo đầy từng viên linh châu, lộng lẫy. Năng lượng ngũ hành tại Thiên Khải chiến trường lập tức sôi trào, giao hội thành mê vụ thậm chí là dòng sông, mãnh liệt lao tới nơi này. Đồ đằng, rơi xuống và chạm trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên, lướt qua núi cao sông lớn, xông qua rừng rậm hoàng thành, vượt qua hơn vạn dặm, đi tới trước mặt Dạ An Nhiên. Một tấm ngọc thạch điêu khắc đồ đằng, to như luân bàn, ù chuyển động, kích thích mênh mông hoang dã đều đang lay động mãnh liệt, cát bụi đất đá kịch liệt bạo động, mặt đất chập trùng không ngừng. Đồ đằng tràn ngập thổ nguyên lực, nguyên thủy mà thuần túy, mênh mông mà trầm trọng hơn. Khương Phàm hơi nhíu mày lại, cảm giác đồ đằng rất phi diệu, vậy mà cực kỳ giống thời điểm hắn khởi động sơn hà đại táng nhìn thấy đại địa mẫu khí. Đại địa đồ đằng. Dạ An Nhiên vui mừng, vậy mà từ thâm không phiêu lưu đến rồi. Rất có thể là trong vũ trụ thời kỳ xa xôi thất lạc đến, một mực phiêu lưu tại nơi đó. Nhất định là ngũ hành đồ đằng thức tỉnh, trong lúc vô hình triệu hoán nó. Nếu quả thật giống như thần thụ thế giới nói, đồ đằng thời kỳ hồng hoang đều là dùng bảo vật nguyên thủy nhất đặc thù nhất chế tạo, rất có thể tấm đại địa đồ đằng này có liên quan cùng đại địa mẫu thạch, thậm chí là huyền hoàng mẫu thạch. Khương Phàm vội vàng mời bọn người Tiêu Phượng Mô tới, mặc dù đồ đằng tới quá muộn, nhưng tóm lại là đã có thêm một cái. Ta sao, cho ta, ha ha, tổ tông thổ hệ linh văn sao, mẫu thể cửu châu đại lục sao, ngọa tào, ha ha, ta. Tiêu Phượng Mô ta vậy mà cũng có một ngày nhìn trộm thiên địa huyền diệu. Tiêu Phượng Mô kích động hô to gọi bậy, nhìn qua đại địa đồ đằng lơ lửng ở cao cao, cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế được. Bọn người Cơ Lăng Huyên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn Tiêu Phượng Mô, thật không thể tin hơn, vậy mà lại thật sự triệu hoán đến bảo vật thời kỳ hồng hoang, đây quả thực giống như nằm mơ. Khương Phàm nói, người dùng thổ nguyên châu của thần thụ thế giới, lại càng dễ dung hợp đồ đằng này. Tạ ơn, ha ha, tạ ơn, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng, ta nhất định sẽ không hoang phế đồ đằng, ta, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, ta đều là người một nhà. Ngươi yên tâm, ta khẳng định cầm đồ đằng làm xính lễ cưới muội muội của ngươi. Ca, ta rút lui trước.
Tiêu Phượng Ngô kích động nói năng lộn xộn, để lại một câu nói, mang theo đồ đằng sông ra thiên khải. Đại chiến sắp đến, hắn muốn lợi dụng đồ đằng sông một cái vào cảnh giới Thánh Hoàng. Thánh Hoàng A, đồ đằng A, thương thiên thật chiếu cố đến hắn. Sắc mặt Khương Phàm tối đen, đưa cho đồ đằng, còn cài muội muội vào. Bọn người Phượng Bảo Nam lúng túng mà lắc đầu, thật không biết nói sao với hắn. Các ngươi cũng chờ ở chỗ này, nói không chừng còn có. Dạ An Nhiên đi đến hư không hắc ám, phóng thích ngũ hành đồ đằng, gọi đồ đằng khác về. Nếu như trong vũ trụ vô hạn còn có đồ đằng khác tương quan cùng ngũ hành đang lang thang, vậy thì cũng hiện đang trên đường tới đây. Bọn người Cơ Lăng Huyên khẩn trương đang mong đợi, trước đó bồi tiếp Dạ An Nhiên cảm ngộ, một mực không có mang theo đồ đằng, lần lượt đều từ bỏ, cũng đều bắt đầu chuẩn bị sắp đến đại chiến, không nghĩ tới cuối cùng của cuối cùng, vậy mà lại đưa tới vui mừng. Đồ đằng đó, tín vật tinh thần mà tiên dân hồng hoang triều bái, tạo nên năng lượng nguyên thủy. Nói không chừng có thể nhìn trộm đến linh văn nguyên thủy ảo diệu, kích phát tiềm lực. Tăng lên cảnh giới là không thể nghi ngờ, thậm chí còn có thể tìm hiểu đến lực lượng tự nhiên bản nguyên. Bọn hắn đều chiếm được qua nguyên châu của thần thụ ngũ hành, hẳn là có thể phù hợp rất tốt. Ngay cả Khương Phàm đều đột nhiên có chút chờ mong, nếu thú linh văn nhân tộc đến từ thú đồ đằng, chu tước linh văn phải chăng có chu tước đồ đằng? Chu tước đồ đằng lại là dùng cái gì chế tạo? Là chu tước nguyên hỏa mà nhân tộc thời kỳ hồng hoang sùng bái, dùng di cốt đế quân chế tạo sao? Hay là sau khi vị chu tước thủy tổ đầu tiên chết biến thành? Phong thần đại điển, đồ đằng che trời. Đây thật sự là muốn vượt qua thời không, tái hiện huy hoàng của thời kỳ hồng hoang sao? Lại là dạng nguy cơ gì cần thế giới làm ra nghịch chuyển càn khôn, điên đảo âm dương như vậy, quay lại lịch sử dãy giụa, cần dùng tài nguyên từ lúc mới bắt đầu khai thiên tích địa, trở về kích trận nguy cơ hoang cổ này. Khương Phàm thì thào khẽ nói, đang mong đợi đồ đằng vượt qua vạn cổ thức tỉnh, nhưng lại hoài nghi chỗ ứng đối nguy cơ chân chính của trận đại bạo phát hoang cổ này. Sau hai ngày ngắn ngủi, lại là một viên thiên thạch xẹt qua thâm không, ù ù tiếng vang, tách rời phá toái, như là lưu tinh đầy trời, xẹt qua thâm không. Bọn người Cơ Lăng Huyên nắm chặt nắm đấm, kích động càng khẩn trương. Sẽ là loại nào đồ đằng? Kim loại sao, kim trúc đồ đằng sùng bái tại thời kỳ hồng hoang, sẽ là huyền thiết cấp bậc gì được rèn đúc? Hỏa diễm sao, vạn hỏa nguyên thủy đồ đằng, lại có thể là cái gì? Rừng rậm sao, cây cối tiên dân hồng hoang sùng bái, lại là siêu cấp thần thụ gì? Hay là uông dương đồ đằng, hà triều đồ đằng, hay là lôi điện đồ đằng, cụ phong đồ đằng? Có thể trở thành tín ngưỡng, lại có thể trở thành năng lượng nguyên thủy, nhất định là tồn tại cực kỳ quan trọng tại thời kỳ khai thiên tích địa. Khương Phàm càng chờ mong. Mặc kệ là đồ đằng gì, chỉ cần có thể là loại hình ngũ hành, chính là đỉnh cấp đồ đằng. Nếu đều đã tới hai cái, nói không chừng còn có thể đến thêm cái nữa. Dạ An Nhiên kích phát ra ngũ hành đồ đằng, gọi thiên thạch đang hoành hành trong hư không về. Thiên thạch nhanh chóng tách rời, không ngừng tản mát mảnh vỡ đầy trời, rốt cuộc cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn người Khương Phàm. Đồ gì đằng, đồ gì đằng. Phượng Bảo Nam đánh mất vẻ ưu nhã an tĩnh thường ngày. Hắn khẩn trương đến mức hít thở không thông, đó nào chỉ là thần vật, nó đại biểu cho lực lượng cực hạn của thế gian. Du Cảnh Chiến nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận được năng lượng ba động trong vũ trụ, nếu như không phải lôi điện đồ đằng, hẳn là có thể sinh ra cảm ứng cùng mình. Bọn người Thương Hàn Nguyệt liên tiếp nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận, thậm chí đều yên lặng cầu nguyện. Theo thiên thạch gào thét lao đến, bản thân kim loại linh văn trên trán Cơ Lăng Huyên đã thức tỉnh, toàn thân tinh diệu đều tách ra kim loại sáng bóng. Giống như là sợi rễ tinh mịn giống như xuyên thấu qua da thịt hiển hiện ra ngoài. Chín con hoàng kim nghĩ to lớn từ leo ra từ trong người Cơ Lăng Huyên, đung đưa cái xúc tu thật dài, nhìn đến thiên thạch phương xa. Đến tận đây, thân phận đồ đằng không cần nói cũng biết. Bọn người Phượng Bảo Nam hâm mộ nhìn về Cơ Lăng Huyên nhỏ nhắn xinh xắn. Kim trúc đồ đằng. Dạ An Nhiên cũng cho ra câu trả lời khẳng định chắc chắn. Thời điểm thiên thạch vò tới trước mặt bọn hắn. Toàn bộ sắt đá cứng rắn ở mặt ngoài đã nát tan, chỉ còn lại kim trúc đồ đằng to lớn. Không giống với đại địa đồ đằng hiện lên khí tức sơn nhạc kia, kim trúc đồ đằng không chỉ có tạo hình phức tạp với phong cách cổ xưa, mà còn sắc bén nặng nề, mang cho tất cả mọi người uy hiếp mãnh liệt. Đồ đằng không biết là dùng cái gì rèn đúc lên, chợt nhìn giống như một ngọn núi thép nặng nề, tản ra uy lực giống như thiên nhạc, nhưng khi cẩn thận quan sát, phía trên lại còn điêu khắc tổng cộng 18 loại binh khí như đao kiếm thương kích các loại. Tỏa ra nhiều loại ánh sáng,
như là một cái không gian phong ấn đặc biệt, bên trong phong tổn lấy số lượng thần binh lợi nhận kinh người. Khương Phàm đều lộ ra vẻ kinh sợ, xem ra cái này không đơn giản chỉ là kim trúc đồ đằng, càng là đằng có liên hệ đặc thù cùng một ít binh khí. Ta sao? Giờ khắc này Cơ Lăng Huyên cũng mất đi vẻ nhí nha nhí nhảnh hoạt bát, mà là giống như triều thánh ngước nhìn kim trúc đồ đằng treo cao. Hoàng Kim nghĩ trên người nàng lại nhao nhao cúi đầu, rơi xuống xúc tu, biểu đạt kính ý chí cao. Sư tỷ, trở về từ từ nghiên cứu, mặc dù tới chậm, nhưng chung quy vẫn đã tới. Ta hy vọng các ngươi đều có thể tiến tới Thánh Hoàng, như thế có thể thay ta chia sẻ càng lớn áp lực, nhưng ta cũng không hy vọng các ngươi đến bây giờ mới tiến tới Thánh Hoàng, cái kia biểu thị các ngươi còn không có thật sự lĩnh ngộ về Thánh Hoàng huyền bí mà đã phải tiếp nhận vây bắt đến từ Thánh Hoàng, mà kẻ địch Thánh Hoàng không phải cấp bậc lão tổ tông thì cũng chính là thần tộc và đế tộc, bọn hắn quá quá mạnh. Đối với những đồng bạn thuở ban sơ này, Khương Phàm không có cái gì có thể giấu giếm. Nếu như là cảnh giới Thánh Vương, gặp phải chính là đội ngũ Thánh Vương vây bắt, bọn hắn tại Thánh Vương đỉnh phong hẳn là có thể vô cùng mạnh. Nhưng nếu như vượt qua đến vấn đề Thánh Hoàng, gặp phải kẻ địch chính là lực lượng càng có thể đại biểu cực hạn của thế giới, giống với Lão Tổ Cửu Lê, Lão Tổ Thần Miếu lúc trước, những Thánh Hoàng đỉnh phong kia thậm chí còn có thể bộc phát ra uy lực bán thần. Nếu như bọn hắn có thể tiến tới Thánh Hoàng sớm hơn, còn tốt chút, nhưng bây giờ. Đừng đa sầu đa cảm, sư tỷ của ngươi không chết được. Ta vẫn chờ khi dễ tiểu hài nhi ngươi đây. Cơ Lăng Huyền mang lên đồ đằng từ Thông Thiên Tháp trở về Thương Huyền, bắt đầu bế quan khẩn cấp. Bọn người Khương Phàm tiếp tục chờ đợi đồ đằng mới, nhưng bọn hắn đã đợi lại đợi, một ngày, hai ngày, năm ngày. Không còn đồ đằng nào từ trong vũ trụ tối tăm rơi xuống nữa. Mắt thấy kỳ hạn chiến tranh còn lại 10 ngày, Khương Phàm nhất định phải rời khỏi Thiên Khải, bố trí chiến tranh. Đám người Phượng Bảo Nam tiếc nuối, nhưng cũng không thể không tiếp nhận hiện thực. Dù sao tất cả đồ đằng cũng không thể nào đều thất lạc nơi thâm không được, có thể đưa tới hai cái đã coi như là ban ân. Đi thôi, đi thôi. Khương Phàm lắc đầu, không chỉ có tiếc nuối khi không có chờ được đến đồ đằng mới, càng tiếc nuối khi không có chờ được đến Thôn Thiên Ma Hoàng. Bọn hắn khống chế Thông Thiên Tháp, rút lui khỏi Thiên Khải, trở lại Thương Huyền. Tuy nhiên, Dạ An Nhiên vẫn khống chế ngũ hành đồ đằng tiếp tục triệu hoán tại vũ trụ thâm không hơn nửa tháng, lại ngoài ý muốn chỉ dẫn Đông Hoàng Trấn Nguyên đang lang thang trong hư vô mênh mông. Trước lúc này, Đông Hoàng Trấn Nguyên, mạnh mẽ đâm tới, đều nhanh muốn tuyệt vọng, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, tìm không thấy được đường trở về, cho đến đồ đằng nở rộ nơi thâm không, hắn ngoài ý muốn bắt được năng lượng ba động yếu ớt, lần theo cảm giác mà lao đến. Lão đầu nhi, có thể làm không? Ma khí tuôn ra, ma giới hoàng đồ như là pháo đài ma giới di động, hoành hành tại vũ trụ thâm uyên thâm thúy. 99 tôn ma ảnh đứng ngạo nghễ trong ma đồ, tiếng ma hống hùng vĩ vang vọng nơi vũ trụ, như là đại quân ma giới đang vượt qua thời không. Im miệng! Đông Hoàng Trấn Nguyên lại không còn phong độ của thường ngày, hắn giận dữ gầm thét, đau khổ truy tìm năng lượng ba động ở phương xa. Cũng không biết đó là cái gì, cứ đuổi theo nhìn kỹ rồi hắn nói. Ta không nôn nóng, tuy nhiên chuyện muộn mấy ngày và muộn mấy năm lại quá khác nhau, chỉ sợ đi về trễ, Cửu Thiên Thần giáo ngươi không có ở đây, Đông Hoàng tộc. Còn mỗi một lão đầu nhi ngươi đây. Sâu trong ma giới hoàng đồ, một tôn cự ma đang ngồi xếp bằng bày ra hai tay, hấp thu ma khí mênh mông hạo như đại dương trong ma đồ. Vài ngày sau, Đông Hoàng Trấn Nguyên đột nhiên bi phẫn gào thét. Loại năng lượng cảm ứng này đã gãy mất, hoàn toàn biến mất. Tìm không thấy cũng đừng tìm nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Ta tính toán thời gian, Thương Huyền cũng đã bạo phát chiến tranh, Khương Phàm sẽ không ở lại Thiên Khải tiếp ứng, chúng ta coi như trở lại nơi đó, cũng sẽ bị vây ở Thiên Khải. Thôn Thiên Ma Hoàng lãnh đạm tùy ý, giống như là đang nói chuyện không liên quan tới mình khẩn yếu. Thần Tôn ơi, chỉ dẫn ta đi. Đông Hoàng Trấn Nguyên bi phẫn gào thét, mái tóc trắng bay lộn xộn. Hắn quỳ xuống tại thâm không hắc ám giá lạnh, nước mắt tràn mi mà ra, trượt xuống gương mặt tang thương. Đã đến giờ. Mặc dù thâm không không có ngày và đêm, nhưng thông qua tính toán trong lòng, không sai biệt lắm đã muốn bắt đầu, thậm chí đã bắt đầu. Đông Hoàng Trấn Nguyên cơ hồ có thể tưởng tượng đến, liên quân cường tộc của Bát Châu Thập Tam Hải giống như thủy triều tràn vào Thương Huyền, từ các nơi Tân Hải cuồng dã đăng nhập, đẩy ngang nội bộ Thương Huyền. Các tộc nhân của hắn, các cường giả vạn thế, đang đổ máu chiến đấu, bao nhiêu người chết thảm nơi chiến trường, bao nhiêu người tuyệt vọng mà hò hét. Làm sao bây giờ?
rốt cuộc hắn nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn đã tìm đến ma đồ tại 2 tháng trước đó, nhưng từ đó về sau, hắn đã mê thất ở bên trong thâm không vô tận. Tìm không thấy đường trở về, thậm chí không còn dám chạy loạn, thật sợ càng chạy càng xa. Thần tôn ơi, ngài hãy chỉ dẫn ta đi. Ta không thể chết ở chỗ này. Ta càng phải mang thôn thiên ma hoàng cùng ma giới hoàng đồ về chiến trường thương huyền. Đông Hoàng Trấn Nguyên dùng sức nắm chặt nắm đấm lại, bỗng nhiên quay người, gầm thét với ma giới hoàng đồ. Ma đầu, là ngươi lôi ta ra tới, ngươi phải đưa ta trở về. Thôn thiên ma hoàng hừ lạnh. Nếu như ta muốn trở về thì cứ trở về, còn cần mang ngươi đi ra. Ta dùng biện pháp của ta, ngươi đưa đến thiên khải, ngươi dùng biện pháp của ngươi, giết trở lại thương huyền. Làm không được cũng phải làm. Nếu như đại chiến thương huyền là thảm bại của chúng ta, đế tộc sẽ không còn đối thủ, ngươi đừng vọng tưởng lại khiêu chiến hắc ma đế tộc chí tôn địa vị. Nếu như chúng ta thua đại chiến thương huyền, đan hoàng cũng sẽ chết, ngươi chính là ác ma vong ân phụ nghĩa. Thôn thiên ma hoàng trừng mắt lên hừ một tiếng, nhưng không có để ý tới. Hai mắt Đông Hoàng Trấn Nguyên mông lung, lại tràn đầy tơ máu, cắn răng nói. Thôn thiên ma hoàng, đồng ý với ta, nhất định phải về thương huyền, đồng ý với ta. Thôn thiên ma hoàng thở ơ, tiếp tục cảm ngộ ma giới hoàng đồ. Đồng ý với ta. Đông Hoàng Trấn Nguyên đột nhiên khàn giọng gầm thét, thân thể già nua run nhẹ nhẹ. Ngươi có thể tìm tới thiên khải rồi nói sau. Thôn thiên ma hoàng lạnh nhạt như thường. Đông Hoàng Trấn Nguyên hít một hơi thật sâu, run run thở ra. Hắn nhìn quanh thâm không thê lương giá lạnh, nhìn phía phương hướng trước đó xuất hiện ba động lại bị tách ra, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thần tôn, bảo hộ ta, các tộc nhân, chờ ta sẽ trở về. Đông Hoàng Trấn Nguyên thì thào một câu, ngẩng đầu lên, linh văn trên trán tăng vọt ánh sáng, giống như là tinh thần hừng hực, rọi khắp thâm không, nhưng... Tinh thần nở rộ, chợt vẫn lạc. Thân thể già nua của Đông Hoàng Trấn Nguyên đột nhiên xé rách, phun ra ra huyết thủy cùng toái cốt đầy trời. Ngươi đang làm cái gì? Thôn thiên ma hoàng bỗng nhiên đứng dậy. Ta, trở về. Tiếng nỉ non phiêu miểu quanh quẩn trong thâm không. Tất cả máu tươi đều khuấy động minh mông sinh cơ cùng huyết quang, giống như là sống lại, nhanh chóng cuốn về phía trước. Đông Hoàng Trấn Nguyên thả ra mạch máu toàn thân, chạy theo mạch đến mao mạch, dưới sự của tiếp tục huyết dịch, tiếp tục về kéo dài tới phía trước. Mạch máu của con người tổng cộng 100.000 cây số. Đông Hoàng Trấn Nguyên lấy mạch máu bắc cầu, lấy huyết dịch trải đường, lấy linh hồn làm dẫn, chỉ tới phía xa thiên khải. Thần tôn, bảo hộ ta. Linh hồn Đông Hoàng Trấn Nguyên phóng thích sóng chiều không gian lần sau cùng, lấy huyết dịch mạch máu là nguồn lực cuồng dã kéo dài tới 100.000 cây số, thẳng đến phương hướng nguồn năng lượng biến mất kia, hắn cũng không biết đó có phải là phương hướng về thiên khải hay không, nhưng chỉ có thể đánh cược một tay. Hài cốt vỡ vụn giống như là cột buồm, rơi xuống phía trên ma giới hoàng đồ, mang theo hoàng đồ vượt qua huyết kiều, lao tới thiên khải. Thôn thiên ma hoàng nhìn một màn trước mắt, hai tay dùng sức nắm chặt, đôi mày nhăn lại. Bất thình lình xuất hiện sự bi tráng để linh hồn của hắn xúc động, hoảng hốt tỉnh lại cái ký ức hắn không nguyện ý đối mặt ngàn năm trước kia. U Minh địa ngục. Tháng 9 nhanh đến. Tu La cầm đao đứng ngạo nghễ tại đỉnh Côn Lôn, xuyên thấu qua con đường sinh tử, ngóng nhìn phương hướng thiên khải. Sau cuộc chiến Côn Lôn, phản kích trong dự đoán không có bộc phát, Côn Lôn quỷ giới cùng thiên khải chiến trường lại lâm vào bình tĩnh thật lâu. Nhưng bình tĩnh như thế này ngược lại để Tu La cảnh giác. Nếu như đế tộc thiên khải khí thế hung hăng khởi xướng một trận phản kích, hắn sẽ có thể mượn cơ hội này trọng thương một nhóm thần ma, cũng nói đế tộc vẫn là dáng vẻ cao ngạo đến tự phụ đến không quan tâm kia. Nhưng đế tộc nhịn được. Nói rõ đế tộc có thể buông xuống mặt mũi, thật sự trở thành nguy hiểm của Khương Phàm cùng Thương Huyền, cũng muốn tập trung toàn bộ lực lượng bình định nơi đó. Tu La thật sự lo lắng thay Khương Phàm. Đây nhất định là một trận chiến tranh âm mưu cùng chiến thuật khó mà đối kháng. Bát Châu Thập Tam Hải điều động tất cả cường giả có thể điều động, điên cuồng ép tới Thương Huyền, phá hủy hết thảy mọi thứ trước mặt. Ở trước mặt loại lực lượng tuyệt đối này, bất kỳ bố trí gì cũng đều là phí công. Áp chế tuyệt đối. Không có bất kỳ lo lắng gì. Khương Phàm đã hơn một năm không đến tin tức, ngoại trừ không muốn để cho hắn lo lắng, càng nhiều hơn hẳn là bận bịu tới mức chân không chạm đất. Tu La không biết tình cảnh thật sự tại Thương Huyền. Nhưng áp bách gặp phải khẳng định còn nghiêm trọng hơn so với năm đó bọn hắn bị buộc lên đăng thiên kiều. Đại thống lĩnh, Diêm Bá về tới đỉnh Côn Lôn,
cung kính hành lễ với Tu La. Huyết Hà, Hoàng Tuyền, Luyện Ngục, ba bên quỷ giới đều đã tiếp nhận đề nghị, bắt đầu tập kết toàn diện. Âm Ngục quỷ giới, Vạn Ác quỷ giới, Xâm La quỷ giới, đều biểu thị sẽ thận trọng cân nhắc. Nhưng căn cứ phán đoán của ta, khả năng bọn chúng trực tiếp tham dự cũng không lớn, U Đô quỷ giới nhắc nhở chúng ta không nên khinh cử vọng động, Phong Đô quỷ giới từ chối tiếp kiến. Chuyển cáo tất cả chủ nhân quỷ giới, Côn Lôn quỷ giới chúng ta đã quyết định, trễ nhất sau 3 tháng khởi xướng tiến công. Đến lúc đó, Hoàng Tuyền quỷ giới sắp mở cửa U Minh, chỉ cần Nại Hà Kiều đỡ tiếp Phong Xuyên Hà, Huyết Hà quỷ giới tất dẫn vạn đạo huyết hà ngược dòng thiên khải, mấy triệu ác quỷ luyện ngục sẽ toàn diện giết ra quỷ môn, đến lúc đó. Quy củ sinh tử lưỡng giới sẽ bị triệt để đánh vỡ. Mặc kệ bọn hắn là xem chiến, hay tham dự, mặc kệ bọn hắn là duy trì, hay phản đối, quỷ giới tứ phương chúng ta liên hợp hành động sẽ bị đế quân nhân gian coi là quỷ giới tuyên chiến toàn diện. Chờ đến khi đế tộc phản kích giáng lâm, U Minh địa ngục ai cũng trốn không thoát. Bọn hắn có thể xem ta như uy hiếp, nhưng, ý ta đã quyết, hoặc là bọn hắn giết chết Tu La ta tại Côn Lôn quỷ giới, hoặc là cùng ta cùng giết đến Thương Huyền. Tu La không thèm đếm xỉa, chết còn không sợ, còn có cái gì phải sợ. Hắn muốn dùng danh nghĩa U Minh địa ngục đánh vỡ tất cả quy củ của sinh tử lưỡng giới, toàn diện tuyên chiến nhân gian giới. Đến lúc đó đế tộc khởi xướng phản kích, toàn bộ U Minh đều muốn gặp nạn, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi e chi khó. Cho nên, hoặc là giết chết ta, không đánh chết ta, lão tử tai họa toàn bộ U Minh địa ngục các ngươi. Đại thống lĩnh, ngài chuẩn bị chiến đấu đi, ta nhất định sẽ đưa lời đến. Diêm Bá quỳ hai gối xuống, cung kính hành lễ, đứng dậy rời khỏi. Hắn tôn trọng đại thống lĩnh, vĩnh viễn tôn trọng đại thống lĩnh, nhất là giờ phút này, tôn trọng càng sâu. Thần Hoàng một mực không có tới mời, chính là không muốn Tu La lại xen vào. Nhưng cuối cùng Tu La vẫn không hề từ bỏ huynh đệ của hắn, không hề từ bỏ vạn thế thần triều, cho dù là triệt để hủy diệt. U Minh là ác mộng của Dương Gian cũng là ác mộng của U Minh. Nếu như quỷ tộc bước ra khỏi sinh tử giới, thực lực sẽ lọt vào suy yếu chí mạng, rất có thể bọn hắn đều sẽ chết ở nơi đó, khó có thể toàn thân trở ra. Trong thời gian tương lai, thời điểm đế tộc phản kích U Minh, rất có thể Phong Đô quỷ chủ cùng U Đô quỷ chủ và các quỷ chủ lấy tế hiến Tu La làm cái giá lớn, một lần nữa ký kết khế ước sinh tử. Nhưng, đại thống lĩnh rõ ràng đã mặc kệ. Chỉ cần có thể phát huy ra tác dụng, chỉ cần có thể cứu vớt Thương Huyền, cứu vớt huynh đệ của hắn cùng vạn thế thần triều trong giấc mộng của hắn, cái gì hắn cũng đều không để ý. Đầu tháng 8, khi chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Luyện Ngục, chủ nhân Hoàng Thuyền, thống ngự ngàn vạn quỷ tộc tụ tập tới Côn Lôn quỷ giới, Âm Ngục quỷ giới, Vạn Ác quỷ giới, Xâm La quỷ giới, U Đô quỷ giới, cùng Phong Đô quỷ giới đã lần lượt đạt được quyết nghị điên cuồng của Tu La. Thế giới hỗn độn. Ngày 20 tháng 8. Trừ Tiêu Phượng Ngô cùng Cơ Lăng Huyên bế quan khẩn cấp, Đông Hoàng Như Ảnh từ đầu đến cuối vẫn đang kiên trì, cao giai linh hồn cảnh còn lại trở lên toàn bộ đều xuất quan, bao gồm cả Lý Dần, Đông Hoàng Càn, Khương Quỳ. Cao giai linh hồn cảnh trở lên, cảnh giới bán thánh trở xuống. Ngày mai toàn bộ đi Chu Thiên Thần Điện, hiệp trợ duy trì pháp trận. Đông Hoàng tộc ngoại lệ, linh hồn cảnh trở lên toàn thể hành động, là truyền lại tin tức, hay là tham dự chiến đấu, do giáo tôn Đông Hoàng Càn các ngươi an bài. Sau khi Khương Phàm an bài đơn giản, hắn nhìn các thuộc cấp các đồng bạn tụ tập xung quanh. Vấn đề đế tộc, tinh linh đế tộc tạm thời có thể xác định sẽ không uy hiếp Thương Huyền. Vấn đề hải vực, Mê Ly Chi Hải có thể bài trừ, Linh Kiếp Chi Hải cũng có thể bài trừ. Thần dụ chi hải là ám kỳ của chúng ta. Như thế này thực tế kẻ địch mà chúng ta gặp phải là 7 đại châu và 10 đại hải. Có khả năng cường giả hải vực sẽ lẫn vào đội ngũ đế tộc, cũng có khả năng sẽ đơn độc hành động, nhưng tạm thời không đáng kể đối với chúng ta. Không phải bọn hắn không mạnh, mà là chúng ta không thể chú ý đến, cứ trực tiếp tính tới trong đội ngũ đế tộc. Chúng ta chia kẻ địch ra chừng 7 bộ phận, theo thứ tự là Hắc Ma đế tộc, Huyết Ma đế tộc, Thái Sơ đế tộc, Bắc Thái đế tộc, Long tộc, Huyền Vũ đế tộc, Bạch Hổ đế tộc, cùng đội ngũ thần tộc hoàng tộc sở thuộc bọn hắn. Trong này tạm thời không cần để ý tới Huyết Ma đế tộc, bọn hắn hẳn là sẽ đặt mục tiêu chủ yếu ở Đông Bắc Bộ. Mặc kệ Đông Bắc Bộ có thể chống đỡ hay không, lại có thể chống đỡ được bao lâu, chí ít có thể tại giai đoạn trước tránh cho Huyết Ma đế tộc tiến quân thần tốc. Long tộc mang thù, mục tiêu trận đầu hẳn là sẽ phóng tới thế giới mới, tập kết toàn bộ cường giả đẩy ngang nơi đó. Nhưng đây chỉ là chúng ta phỏng đoán, có khả năng Long tộc sẽ xuất phát từ ý khác,
tại lúc chiến tranh mới bắt đầu sẽ từ bỏ thế giới mới, tiến quân thần tốc, hoặc là sau một thời gian ngắn vây bắt, nếu thấy bắt không được, thì ngược lại sẽ từ bỏ. Cho nên, ta hy vọng Đại Tặc, Khương Bân, Hàn Ngạo, ba người các ngươi đến Tân Hải Tây Bộ chủ động xuất hiện, ngay trước mặt Long tộc đi đến thế giới mới. Một là hiệp trợ phòng ngự nơi đó, hai là kích thích Long tộc tiếp tục vây công thế giới mới. Nhưng ta rất xin lỗi khi không thể nào lại cho các ngươi thêm càng nhiều trợ giúp. Chu Thanh Thọ cùng Đông Hoàng Toại, các ngươi bồi tiếp đi. Tuân lệnh. Đại Tặc, Khương Bân, Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, Đông Hoàng Toại đều không có bất luận lời nói dư thừa gì, nghiêm túc tiếp nhận chỉ lệnh. Như thế này thì chỉ còn lại Bắc Thái Đế tộc, Thái Sơ Đế tộc, Hắc Ma tộc, Bạch Hổ Đế tộc cùng Huyền Vũ Đế tộc. Thực lực ngũ đại đế tộc quá mạnh, còn có thể bồi bạn cường tộc hải tộc, tuyệt đối không thể để bọn hắn tập kết đến cùng một chỗ. Cho nên chúng ta phải phân chia hai nơi chiến trường. Chỗ đầu tiên chính là thế giới hỗn độn, trước đó ta đã làm cục tại Võ Thần Điện, hẳn là nơi đó có thể sẽ hợp minh cùng Bắc Thái Đại Lục, cũng tập kết số lượng lớn không võ, chấp nhất lùng bắt thế giới hỗn độn. Chúng ta liền dùng thế giới hỗn độn làm kíp nổ, hấp dẫn bọn hắn đến đây vây bắt. Vì để hấp dẫn càng nhiều cường giả, ví dụ như Hắc Ma Đại Lục, Bạch Hổ Đế Tộc, cùng ma tộc và hung thú dưới quyền bọn họ, thế giới hỗn độn giấu đến hư không Đông Bắc Bộ và giáp giới trung vực. Chỉ cần Võ Thần Điện có thể thay bọn hắn tìm tới thế giới hỗn độn, đồng phát tấn công mạnh, Hắc Ma Đế Tộc cùng Bạch Hổ Đế Tộc tiến quân thần tốc, đều sẽ mang theo ma tộc cùng hung thú dưới trướng, phóng tới hỗn độn chiến trường. Chỗ thứ hai chiến trường chính là Chu Thiên Thần Điện. Chúng ta đã hiệu triệu cường giả linh hồn cảnh cùng cường giả niết bàn cảnh toàn thương huyền tiến đến trợ giúp, thế giới hỗn độn lại đi đến phong phú, pháp trận phòng ngự đã vô cùng hoàn thiện. Chỉ cần thế giới mới ngăn chặn Long tộc, Man Hoang ngăn chặn Hắc Ma, thế giới hỗn độn ngăn chặn Bắc Thái, Hắc Ma cùng Bạch Hổ, vây bắt nơi đó cũng chỉ có Huyền Vũ Đế tộc cùng Thái Sơ Đế tộc. Nhưng hai phe đế tộc cùng thần tộc hoàng tộc dưới trướng liên hợp lại có thể có ngoài 10 thần linh, 30 thánh hoàng trở lên, đội hình vẫn vô cùng khủng bố. Nếu như bọn hắn đánh lâu không xong, rất có thể sẽ quả quyết rút lui, ví dụ như phóng tới chiến trường thế giới mới, hoặc là chuyển đầu sang Man Hoang chiến tộc, thậm chí là chiến trường hỗn độn. Ba khu chiến trường đều đã vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể lại có đế tộc mới đi đến. Cho nên, sau khi ta cùng bọn người Thiên Hậu thương lượng, quyết định cuối cùng, Chu Thiên Thần Điện biến thành chiến trường Tu La, cũng là mấu chốt để chúng ta có thể thay đổi chiến cuộc thương huyền. Tần Thế Võ nơi đó đã đột phá, hắn sẽ đích thân tỏa trấn Chu Thiên Thần Điện. Thái Âm Ngọc Thố không nguyện ý xuất hiện, cũng có thể đến nội bộ tỏa trấn. Hai tôn thần, rộng lượng người đóng giữ, còn có Chu Thiên Đại Trận, Man Hoang Chiến Trận, Cửu Thiên Đại Trận, liều chết chống cự cho ta. Thiên Hậu, Kiều Vô Hối, Tần Vị Ương, Ngô Chính Nguyên, còn có Chu Thiên Thần Tôn, các ngươi tự mình dẫn tất cả Thánh Hoàng, Thánh Vương, Thánh Linh cùng Bán Thánh, do Đông Hoàng Càn phụ trách tiềm phục tại hư không, tại thích hợp từ bên ngoài khởi xướng phản kích. Giọng Khương Phàm chịu nặng, dù sao chiến trường tại Chu Thiên Thần Điện là muốn chặn đánh cường địch chừng gấp đôi, cũng đều là tồn tại giống như thần mạch, đế mạch, áp lực thật quá kinh khủng. Trong lời nói của Khương Phàm đầy chịu nặng để tâm tình những người khác càng trầm trọng hơn. Có ít người mặt cũng thay đổi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Ta không biết là ta vừa mới thất thần, hay là ta hiểu sai. Thế giới hỗn độn là muốn ý đồ kiềm chế tam đại đế tộc cùng cường tộc dưới trướng. Chỉ cần Võ Thần Điện mắc câu, chắc chắn hấp dẫn. Khương Phàm còn chưa nói xong, Mặc Gia, Mặc Thần tranh thủ thời gian chặn ngang. Trước mặt nói cho ta hiểu, ta là thật không có nghe hiểu. Thế giới hỗn độn chặn đường bọn hắn như thế nào? Toàn bộ Thánh Linh Thần Tôn đều đầu nhập chiến trường Chu Thiên Thần Điện, nơi đó thì sao? Khương Phàm nói, ta tự mình đánh. Chính ngài, đánh tam đại đế tộc, hơn 20 hoàng đạo. Mặc Thần trừng to mắt, trực chỉ nhìn Khương Phàm. Bọn người Mặc Quyết nhìn Khương Phàm, nhìn lại đám người mang theo vẻ mặt nghiêm trọng nhưng không có khuyên can ở xung quanh, hắn hoàn toàn mộng. Coi như Khương Phàm mạnh hơn, cũng không thể dùng sức một mình, ngăn chặn tam đại đế tộc, hơn 20 hoàng đạo được. Bọn người Đông Hoàng Càn cụp tầm mắt xuống, tâm tình nặng nề. Khi Khương Phàm đưa ra chiến thuật đã bị tất cả mọi người kiên quyết phản đối, nhưng đây là sách lược duy nhất có thể chống đỡ tiến công tại giai đoạn trước, cũng là sách lược có thể trưởng khống quyền chủ động. Bọn hắn nhất định phải phân tán đội ngũ đế tộc, thế giới mới, hỗn độn chiến trường, Man Hoang đế tộc, phải tận hết khả năng ngăn chặn một bộ phận đế tộc, mới có thể tập kết ưu thế binh lực, bố trí vây bắt tại Chu Thiên chiến trường. Mà muốn vây bắt thành công,
bọn hắn nhất định phải tập kết toàn bộ binh lực ưu thế đến cùng một chỗ. Khương Phàm không có giải thích quá nhiều, phân phó nói. Chiến trường Chu Thiên Thần Điện giao cho Thiên Hậu toàn quyền chỉ huy. Đông Hoàng Càn mặc dù ngươi không có đột phá, nhưng cũng là bán thần, lại phối hợp với Hoàng Nê Đài, hẳn là có thể hiện ra thần uy, ngươi cần phối hợp với Thiên Hậu hết khả năng, các ngươi là mũi nhọn của toàn bộ đội quân trên chiến trường, nhất định phải ưu thế phát huy đến cực hạn. Thế giới mới nơi đó có thể kiên trì thì hãy cố gắng kiên trì, thực sự không kiên trì nổi, Đông Hoàng Càn cùng Chu Thanh Thọ nhất định phải bảo đảm bọn đại tạc an toàn thoát khỏi, tuyệt đối không thể rơi xuống trên tay Long tộc. Mặc dù Thiên Long tộc cùng Cự Long tộc bất hòa, nhưng bọn hắn từ xưa đến nay đều có thể cùng nhau tồn tại, cũng không phải dễ dàng phân hóa như vậy. Thế giới hỗn độn nơi đó, ai cũng không cần lo lắng thay ta dùng hết khả năng để sống sót. Khương Phàm rất rõ ràng hắn đang gặp phải cái gì, nhưng Đan Hoàng đã luyện chế ra cho hắn 8 viên âm dương mệnh hồn đan, vừa vặn có thể hình thành phối hợp cùng 8 bộ bản thân. Cảnh giới của hắn đã đạt tới thần linh đỉnh phong, đều nhanh chạm đến bán đế, mặc dù, bản thân, không thể khiến cho thực lực tăng vọt, nhưng minh mông huyết khí phối hợp với âm dương mệnh hồn đan, có thể làm cho hắn nhanh chóng trở về đỉnh phong dưới suy yếu cực độ. Lại phối hợp niết bàn, hắn tương đương với có được 10 cái mạng tùy ý phung phí. Hao tổn, cũng có thể mài chết vài tôn thần. Huống chi hắn còn có liệp thần thương và phần thiên chiến đao. Khương Phàm nhìn các huynh đệ xung quanh, chĩu nặng mà nói. Mấy ngày trước ta chuẩn bị một chút ủng hộ, muốn tại hôm nay làm động viên chiến tranh, nhưng... Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn Khương Phàm. Bầu không khí trở nên an tĩnh, bên trong an tĩnh lại chảy xuôi sự nghiêm trọng cùng bi tình. Bọn họ cũng đều biết trận chiến này thảm liệt, cũng biết trận chiến này gian nan. Rất nhiều người trong bọn họ đều khả năng sẽ chết thảm tại cùng ngày chiến tranh bộc phát, những người khác càng có thể dần dần chiến tử trong chiến tranh. Khương Phàm trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng thở một hơi, nói. Các ngươi đều đã trải qua chiến đấu, không cần chiến tranh động viên. Hôm nay phân biệt có khả năng chính là vĩnh biệt ta. Nói với các ngươi chút lời thật lòng cuối cùng đi, các ngươi đều biết, ta là người chuyển thế, trở về là báo thù. Ta gánh chịu lấy quá nhiều thù hận. Lưng đeo quá nhiều trọng trách, tất cả mọi chuyện ta làm đời này đều là đang hoàn thành chuyện kiếp trước ta chưa làm hết, ta đòi hỏi một cái thuyết pháp cho ta cùng ta đám huynh đệ chiến tử kia. Cho nên, rất nhiều người bên ngoài đều coi ta là tên điên, cuồng đồ, coi ta là hóa thân thành thù hận. Thậm chí trong các ngươi cũng có ít người thỉnh thoảng sẽ nghĩ, có phải các ngươi là vũ khí của ta hay không, có phải là công cụ báo thù của ta hay không? Nói lời trong lòng. Vừa mới bắt đầu thật đúng là ta đã nghĩ như vậy qua, bởi vì ngay cả ta đều không phải là ta, là công cụ của ta kiếp trước. Ta đã từng mê mang qua, đã từng muốn tránh thoát, nhưng sau này ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Kiếp trước ta, thật cứ vĩ đại như vậy sao? Có thể đáng để cả nước vạn thế thần triều tế trời, có thể đáng để nhiều huynh đệ thuộc cấp tự cam ngủ say như vậy sao? Kiếp trước, ta cứ khát vọng làm chủ nhân thương huyền gì đó như vậy sao? Chủ nhân thương huyền đối với chúng ta mà nói, thật sự quan trọng như vậy sao? Không phải, bất luận là kiếp trước, hay là kiếp này, chúng ta đều đang làm một sự kiện chống lại. Thương huyền rõ ràng đã từng là tổ địa, tất cả lục địa hòn đảo đều là từ nơi này chia ra, nơi này vốn hẳn nên nhận tôn trọng, hẳn là có tôn nghiêm nhất, nhưng sau khi hư thiên đế chết 30.000 năm, nó đã bị khống chế, bị lược đoạt, bị giày xéo. 30.000 năm, dòng dã 30.000 năm. Tóm lại có người đang hò hét, tóm lại có người đang phấn khởi chống lại, tóm lại có người thay thương huyền thắng về tôn nghiêm. Tựa như nhân tộc thời kỳ hồng hoang, nếu như không có những chí tôn kia nổi lên, nếu như không có những anh hùng kia hò hét, nhân tộc mãi mãi cũng sinh sống dưới bóng ma yêu ma. Bất luận là ta kiếp trước, hay là ta kiếp này, bất luận là những thuộc cấp kiếp trước kia, hay là các ngươi bây giờ, chuyện chúng ta thật sự đang làm, chính là chống lại. Bọn hắn. Chúng ta, đại biểu cho thương huyền, chống cự lại áp bách, tranh thủ lấy độc lập cùng tôn nghiêm. Mà, 30.000 năm, nếu như chúng ta lại không thành công thì thật không có cơ hội nữa. Toàn bộ thương huyền đại lục đều sẽ biến thành nô đãi tràng của đại lục khác. Điều chúng ta thật sự muốn làm chính là, để cho chúng ta oanh oanh liệt liệt chết, đổi lại hậu thế đường đường chính chính sống. Khương Phàm nói rất nhẹ rất nặng, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, chạm đến linh hồn của tất cả mọi người. Khương Phàm nói xong, thoáng trầm mặc, thản nhiên một câu. Chúng ta cũng không vĩ đại, nhưng, có một số việc tóm lại là phải có người làm, tóm lại. Là phải, làm, là vận mệnh đưa chúng ta tụ tập lại một chỗ,
là Thương Huyền giao trọng thác cho chúng ta. Chúng ta đã thất bại một lần, tuyệt đối không thể thất bại lần thứ hai. Nếu không, chúng ta không chỉ không thể mang đến cho Thương Huyền tự do cùng kiêu ngạo, sẽ còn mang theo tai nạn, chúng ta cũng không phải là người cứu vớt, mà là tội nhân Thương Huyền, tội nhân lịch sử. Khương Phàm hướng đám người, quỳ một chân trên đất. Cái cử động đột nhiên này, để vô số người bối rối, đứng cũng không được, quỳ cũng không phải. Còn sống, tóm lại là muốn làm chút chuyện có ý nghĩa. Vì Thương Huyền mà chiến, đáng giá. Vì vạn thế thái bình mà chiến, đáng giá. Ta, kiếp trước lẫn kiếp này, đều đang vì chuyện này mà phấn đấu, cũng khẩn cầu chư vị, theo ta cùng một chỗ, lại liều một lần. Một lần cuối cùng. Khương Phàm cúi đầu, chịu nặng một câu. Thương Huyền, xin nhờ. Đông Hoàng Càn, Ngưu Chính Nguyên, Thiên Hồ Thánh Vương, Khổng Tù, Kim Hống. Tất cả các cường giả lần lượt gia nhập nơi này, đều lặng lặng mà nhìn Khương Phàm ở trước mặt mình. Bọn hắn sống mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm, đều không phải là loại người bị tùy tiện cảm động kia, nhất là một ít thuyết giáo hơi có vẻ trống rỗng và phiêu miểu. Nhưng không biết vì sao, lần này Khương Phàm ngoài ý liệu thổ lộ ra hết lại thực sự xúc động đến nội tâm của bọn hắn, các loại tình cảm phức tạp, kiềm chế, nặng nề lưu chuyển ở trong lòng. Ngay cả Hồng Hoang Thiên Long cùng bọn Huyền Vũ đều trầm mặc. Trong thoáng chốc, hình tượng Khương Phàm trong lòng bọn họ đột nhiên cao lớn hơn rất nhiều, đột nhiên. Rõ ràng hơn rất nhiều. Bọn người Khương Quỳ bỗng nhiên đã hiểu. Đã hiểu vì sao kiếp trước có nhiều anh hùng hào kiệt nguyện ý đi theo Khương Phàm, nghịch thiên chống lại, đẫm máu dục hỏa chinh chiến thiên khải như vậy. Thì ra, bọn hắn không chỉ đang tìm kiếm cái gọi là vinh quang thần triều, mà là tôn nghiêm Thương Huyền. Đã hiểu vì sao thuộc cấp vương hầu vạn thế thần triều nguyện ý tế trời cả nước, khẳng khái chịu chết. Thì ra, bọn hắn chờ đợi không phải một mình Khương Phàm phục sinh, mà là dùng cái chết của bọn hắn đổi Thương Huyền một lần nữa chống lại. Đại nghĩa có đôi khi là hư vô mờ mịt như vậy, có đôi khi lại có thể khiến người ta nguyện ý vì nó mà bỏ ra hết thảy. Tháng 8, thế giới yên lặng rốt cuộc cũng bắt đầu, khôi phục, số lượng lớn cường giả lần lượt xuất quan, cường tộc các phương bắt đầu chuẩn bị bước cuối cùng. Bắc Thái Đại Lục, Thái Sơ Đại Lục, nhận lời mời của Thái Sơ đến bí mật kết minh. Trước đó bọn hắn còn rất cao ngạo, bưng giá đỡ, đều muốn riêng phần mình từ khu vực khác nhau giết vào Thương Huyền, nhưng Khương Phàm liên tiếp phản kích, triệt để chọc giận bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được nguy cơ. Khi Thái Sơ chủ động mời, bọn hắn đã tiến hành chạm mặt, cũng ký kết liên minh. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, trước tiên tiến hành tập kết ở Hư Vọng Chi Hải, sau đó đổ bộ từ Đông Bắc Bộ, xuyên thẳng nội bộ Thương Huyền, tìm kiếm và phá hủy thế giới hỗn độn. Giải quyết triệt để cái pháo đài di động kia. Đó là ỷ vào quan trọng của Khương Phàm, hắn cũng nhất định sẽ bố cục ở nơi đó, nhưng mặc kệ Khương Phàm bày cục gì, bọn hắn cũng đều có thể bằng vào số lượng cường giả áp đảo, lấy được thắng lợi. Nếu như Khương Phàm chiến tử, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như bị Khương Phàm chạy trốn, mục tiêu tiếp theo của bọn hắn cũng rất minh xác, đó chính là tập kết toàn thể thần tôn, vây bắt truy kích Khương Phàm khắp thiên hạ, cho đến khi giết được mới thôi. Cùng lúc đó, Hắc Ma đế tộc, Huyết Ma đế tộc, cùng Bạch Hổ đế tộc, Huyền Vũ đế tộc cùng Cự Long đế tộc, đều tiến hành điều động cuối cùng. Khoảng cách giữa bọn hắn quá xa xôi, cũng đều cao ngạo tự phụ xa so với những gì nhân tộc nghĩ. Cho nên, Hắc Ma đế tộc mong muốn đổ bộ từ Tây Bộ, không nôn nóng lựa chọn mục tiêu, mà là ngồi xem chiến cuộc phát triển, chờ đợi Khương Phàm lộ diện. Mục tiêu hàng đầu của bọn hắn chính là vây bắt Khương Phàm, chính là đoạt lại Liệp Thần Thương. Long tộc thì tập trung vào thế giới mới, phải vận dụng toàn bộ năng lượng, triệt để nuốt lấy nơi đó. Huyết Ma đế tộc đương nhiên là phải giải quyết man hoang chiến tộc, triệt để phế bỏ cái ma tộc khoa trương trăm vạn năm này, để man hoang chiến tộc vì sự lỗ mãng của mình mà trả giá đắt. Bạch Hổ đế tộc hiệp đồng hoắc loạn chi hải, đổ bộ từ Bắc Bộ, một đường xuôi Nam, có thể tìm tới Khương Phàm tự nhiên tốt nhất, tìm không thấy trước hết cứ nhổ Chu Thiên Thần Điện. Huyền Vũ đế tộc muốn đổ bộ từ Đông Bộ, bọn hắn không am hiểu tốc độ, hành động tại lục địa cũng không tiện, rất khó lùng bắt Khương Phàm, cho nên mục tiêu bỏ vào Chu Thiên Thần Điện. Có thể hủy đi liền hủy đi, không thể hủy thì dùng phương thức vây khốn, bức bách Khương Phàm trở về nghĩ cách cứu viện. Hư Vọng Chi Hải. Ngày 25 tháng 8, sở thuộc Bắc Thái đế tộc, dẫn đầu đến Tân Hải Tây Bắc Thương Huyền Đại Lục. Lấy đế tộc cao ngạo, bình thường đều là đến, đúng giờ, rất ít làm việc sớm, nhưng vậy mà bọn hắn lại tới trước thời hạn trọn vẹn 5 ngày.
Phần bức thiết không giữ lại chút nào này càng tỏ rõ quyết tâm muốn triệt để hủy diệt Khương Phàm của bọn hắn. Mà sau hai ngày ngắn ngủi, Thái Sơ đế tộc cũng đã vượt qua đại dương, chạy tới Tây Bắc Tân Hải, ý vị này bọn hắn so với Bắc Thái đế tộc càng khởi hành sớm hơn. Đến tận đây, Bắc Thái đại lục, Thái Sơ đại lục, Hư Vọng chi hải, Thần Dụ chi hải, Thần Hữu chi hải, toàn bộ đều tụ tập đến Tây Bắc Tân Hải, đội hình cường giả kinh khủng, cuồng chiều năng lượng mãnh liệt, bóp méo mấy ngàn dặm thiên hải. Vấn đề tại Bắc Thái. Đế tử, Lăng Tiêu chiến thần, Hoa Thiên chiến thần, còn có thần tôn Lý Tư bởi vì Hoàng Nê Đài xuất hiện mà khẩn cấp bồi dưỡng mới, tổng cộng 4 tôn thần linh. Có thiên mệnh thần tôn khác, Tinh Túc thần tôn, Cửu Cực chiến thần, 3 vị thần tôn, đều là dừng lại tại thần cảnh hơn 2.000 năm. Kỳ thật đế tộc còn muốn bồi dưỡng Thiên Hoang thần cung, nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng lão tổ Thiên Hoang thần cung vẫn không thể đột phá hàng rào. Tuy nhiên cũng đạt tới Thánh Hoàng đại viên mãn, tương đương với bán thần. Vấn đề tại Thái Sơ. Thiên Uy thần tôn, Vĩnh Dạ, bởi vì Hoàng Nê Đài xuất hiện mà bồi dưỡng được tân tấn thần tôn, Doanh Lưu. Có 3 vị thần tôn khác là Hoàng Kim thiên nữ, Bá Thiên chiến thần, Thiên Kiếp thần tôn, cùng tân tấn bán thần, Hạo Vô Cực. Thái Sơ đại lục vốn hẳn nên rất nhiều thần tôn, cũng đều rất mạnh. Nhưng Hoàng Kim thần tôn cùng Thiên Quân đại thần tôn tuần tự chiến tử cùng thần Phật rút lui để thực lực bọn hắn giảm xuống cực lớn. Hạo Vô Cực là nhân vật cấp lão tổ của Thái Cổ thần miếu, 4 năm trước thất bại trốn khỏi Thiên Khải, quy thuận Thái Sơ, nhận lấy bí mật bồi dưỡng, thậm chí dùng đế huyết tôi thể, cuối cùng bước lên Thánh Hoàng đỉnh phong, cũng tại mấy tháng cuối cùng trước khi chiến đấu, đạt tới Thánh Hoàng đại viên mãn. Về phần Hứa Như Lai, không thể bước lên thần tôn đúng hạn, khăng khăng ở lại đế thành bế quan. Muốn chờ đợi hậu kỳ thâm nhập Thương Huyền, phối hợp Thái Sơ tác chiến. Vấn đề tại Hư Vọng chi hải. Võ thần điện cũ mới có 2 tôn võ thần. Vấn đề tại Thần Dụ chi hải cùng Thần Hữu chi hải, cao nhất đều là Thánh Hoàng. Cổ thần chưa từng xuất hiện. Kể từ đó, số lượng thần tôn bên trong liên minh nhân tộc đã đạt đến 15 tôn để cho người ta hít thở không thông, có 4 vị bán thần khác đế tộc đều có 1 vị. Tính cả số lượng Thánh Vương Thánh Hoàng. Số lượng cường giả liên quân của nhân tộc không thể nghi ngờ là đã đạt đến số 1 trong 30.000 năm qua. Cũng chính là bằng vào đội hình như vậy, bọn hắn có nắm chắc sẽ quét ngang hết thảy, không chỉ có thể săn giết Khương Phàm và bọn người thiên hậu, còn có thể triển khai đối kháng kịch liệt cùng yêu tộc và ma tộc, bảo vệ tôn nghiêm nhân tộc của bọn hắn. Ổn định, ổn định. Dương Biện đứng tại nơi hẻo lánh nhất của liên minh nhân tộc, thần tình lạnh nhạt, nhắc nhở lấy bọn người Lý Hoàng ở bên cạnh. Mặc dù bọn hắn là hoàng tộc hải vực, hẳn là nhận lễ ngộ, nhưng, bình thường hoàng tộc cao quý không ai bị nổi tại địa khu của riêng phần mình, mà ở bên trong đội hình to lớn trước mắt lại không đáng để nhắc tới. Đừng nói là hoàng tộc, số lượng lớn hoàng đạo đều đứng bên ngoài. Ta không muốn nói ủ rũ nói, nhưng... Lý Hoàng đắng chát lắc đầu. Đánh như thế nào, Khương Phàm làm sao chống cự, chúng ta lại phản kích như thế nào? Đám người hải thần đảo trầm mặc tập thể. Trước khi xuất phát bọn hắn còn hào tình tráng trí, muốn phát huy tác dụng kỳ binh, đảo loạn chiến trường, săn giết cường địch. Nhưng, ở bên trong liên minh nhân tộc giống như dòng lũ này, bọn hắn tựa như là một đóa bọt sóng nhỏ bé yếu ớt, phản kích lại như không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí bọn hắn còn mặc niệm thay Khương Phàm. Khương Phàm cứ việc liều sống liều chết nuôi dưỡng vài tôn thần, số lượng lớn thánh hoàng, nhưng chỉ là tại trước mặt liên quân nhân tộc lại có vẻ không chịu nổi một kích. Huống chi còn có yêu tộc ma tộc nữa. Cái này thật không phải âm mưu cùng bố cục có thể đối kháng. Còn tốt là Khương Phàm đã giải quyết được Thiên Quân đại thần tôn, nếu không. Tông chủ Thiên Kiếm thần tông, Cổ Vân Thiên không biết nên cảm thấy may mắn thay Khương Phàm, hay là nên hối hận. Mặc dù đã giải quyết Thiên Quân đại thần tôn, thiếu đi vị đệ nhất thần nhân tộc kia uy hiếp, nhưng lại trực tiếp thúc đẩy hai đại đế tộc kết minh. Hắn xuyên qua đám đông, ngắm nhìn thần tôn phía trước nhất. 15 vị thần tôn, ngay cả hắn đều cảm thấy ngạt thở. Đó là thần, mang theo thần khí. Số ít mấy người là tân tấn, đa số đều là thần tôn thống ngự 10 vạn dặm sơn hà, ổn thỏa hơn ngàn năm thậm chí là mấy ngàn năm. Khương Phàm phản kích như thế nào? Lão tổ các ngươi đâu? Thật không tới. Lý Hoàng chau mày, chuyện quan trọng như vậy, chỉ dựa vào bọn hắn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Lão tổ chúng ta đã thành thần. Tới đây giải thích thế nào? Cổ Vân Thiên lắc đầu. Nếu như Thánh Hoàng, không có người nào quan tâm quá nhiều, nhưng lão tổ bọn hắn đã thành công bước vào cảnh giới thần linh, một khi xuất hiện ngay lập tức sẽ trở thành tiêu điểm,
cũng sẽ nhận hoài nghi. Hắn có thể trốn đi, nhưng các ngươi có ý tứ là, hắn sẽ không trực tiếp xuất hiện tại Tây Bắc. Ngài ấy, Cổ Vân Thiên nói quanh co hai tiếng, lại không có nói nhiều. Ngài ấy đi tìm Thiên Hậu. Dương Biện lườm bọn hắn một chút. Ngài ấy đoán Khương Phàm và Thiên Hậu sẽ khai chiến hai tuyến, Khương Phàm là Chu Tước Linh Văn, không chết được, nhưng Thiên Hậu không giống như thế, cho nên. Khương Phàm nuôi dưỡng cho mình một tình địch, thật sự là khẳng khái. Dương Biện không tiếp tục để ý, ánh mắt liên tục nhìn đến những thần linh kia, nhất là hai thân ảnh trẻ tuổi bên trong đế tộc. Một người là đế tử, chảy xuôi đế mạch. Một người khác là ai? Vậy mà lại có thể đứng ở phía trước nhất, còn có ý tứ rằng co cùng đế tử, chẳng lẽ truyền nhân Thái Sơ bí mật bồi dưỡng sao? Lúc này đế tử đang đánh giá vĩnh dạ của Thái Sơ đế tộc. Bọn hắn đều là tân tấn thần tôn, nhưng đế tử ỷ vào mình có đế huyết, cố ý khích phát uy thế, muốn ép cái tên vĩnh dạ thanh cao tự ngạo này một chút, kết quả vĩnh dạ từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm không nói, tràn ngập khí thế vậy mà so với kẻ khác không yếu một chút nào. Vĩnh dạ từ đầu đến cuối đều không có nhìn đế tử, nhưng cố ý đứng ở phía trước nhất, cũng đang cố ý đối kháng với khí thế của đế tử. Mục tiêu trước đó của vĩnh dạ vẫn luôn là mạnh hơn đế tử, vì thế hắn đã khắc khổ tu luyện, điên cuồng ma luyện, quanh năm du tẩu tại các hiểm cảnh, tôi luyện thực lực, tìm kiếm bí bảo cổ lão, cho đến khi hắn đạt được thần ma đại táng thì đã không còn coi đế tử là mục tiêu nữa, mà là muốn nghịch thiên chứng đạo, làm siêu thần nhân tộc đầu tiên chân chính bước lên bán đế, sau đó nghênh chiến thiên đạo, biến đổi đế cảnh. Hai vị truyền nhân đế tộc đối kháng vô hình, thần tôn của các đế tộc thần tộc nhìn ở trong mắt, nhưng không có để ý. Ai mạnh ai yếu, xem hư thực trên đại chiến thương huyền. Nơi đó có vô số chiến đấu để bọn hắn chứng minh thực lực cùng địa vị của mình. Tiết Vân Đình đứng ở phía ngoài, mặc dù là bá chủ hư vọng chi hải, càng là một trong những lãnh tụ cường tộc hải vực, nhưng ở trước mặt đế tộc, hắn vẫn không dám làm càn. Tuy nhiên, ánh mắt thâm thúy của hắn từ đầu đến cuối rơi vào trên thân đế tử cùng vĩnh dạ. Đế tử thì như thế nào? Thiên kiêu số một của Thái Sơ thì như thế nào? Tiết Vân Đình hắn cũng sẽ chân chính dương danh ở Thương Huyền. Trận chiến đầu tiên chính là lùng bắt thế giới hỗn độn, trấn áp thế giới hỗn độn. Bầu không khí trong liên quân nhân tộc rất an tĩnh, bất luận là đế tộc thần tộc, hay là hoàng tộc hoàng đạo phía dưới đều chưa từng có nhiều giao lưu. Nhưng một ít cường giả bên trong đã bắt đầu không kịp chờ đợi, thậm chí là đầy ngập sát ý. Ví dụ như, Hoàng Kim Thiên Nữ, Kim Vô Song. Ân oán tại thế giới mới còn không có giải quyết, vậy mà Khương Phàm lại giết chết thần tôn của nàng tại đỉnh Côn Lôn, để Hoàng Kim Thiên Phủ vốn nên nghênh đón thời đại song thần, bị trọng thương thảm liệt. Ví dụ như, Cửu Cực Chiến Thần. Một trận hành động tại thế giới mới để hắn đã mất đi truyền nhân mạnh nhất của thần điện, Nhiếp Cảnh Thiên, còn có bọn người điện chủ Nhiếp Khuê Hùng. Hắn hận thấu Khương Phàm, đã sớm muốn báo thù. Ví dụ như, Thiên Hoang Thần Cung. Bọn hắn đạt được đế tộc ban ân, suýt nữa đã bồi dưỡng được thần tôn, đương nhiên muốn, cúc cung tận tụy đến chết, huống chi ân sát và số lượng lớn cường giả đã chết thảm tại thế giới mới, cũng là do Khương Phàm ban tặng. Ví dụ như, bán thần hạo vô cực của Thái Cổ Thần Miếu. Sau khi tìm đế tộc nương tựa, bọn hắn đã bắt đầu điên cuồng tu luyện, chuẩn bị báo thù, trong mấy năm này hắn hưởng dụng qua thần vật, thậm chí hấp thu qua đế huyết, tiềm lực đã được khai phát cực hạn, mặc dù không thể tái hiện vinh quang tổ tông, chân chính bước lên cảnh giới thần linh, nhưng bằng vào khí tức thái âm thái dương, cảnh giới bán thần của hắn vẫn có thể bộc phát ra thực lực giống như tân thần như cũ. Còn có Sở Vũ của Vạn Đạo Thần Giáo, cùng Lão Hồ Vương, Hướng U Mộng. Đương nhiên, cực kỳ thù hận Khương Phàm, không thể nghi ngờ là Thiên Uy Thần Tôn. Một trận gặp phải ngoài ý muốn để đế tộc đánh mất thiên quân đại thần tôn đang bắt đầu biến đổi đến bán đế, ngay cả đế quân cũng vì chuyện đó mà tức giận, tự mình hạ chỉ lệnh cho hắn, nhất định phải lấy đầu Khương Phàm, mang về Thái Sơ đế thành. Tân Hải Tây Nam cách Tân Hải Tây Bắc 50 vạn dặm, Long tộc Cao Ngạo đã sớm đè ép tới. Ba con tử Kim Cự Long, ba con thập thủ Thiên Long, toàn bộ đều là cấp bậc Long thần. Thời kỳ bình thường, trong Long tộc đều là tử Kim Cự Long cùng thập thủ Thiên Long song thần phối hợp. Ai cũng không cho phép sinh ra Long thần mới, dù là tiềm lực lại cao hơn, đều nhất định muốn ngăn chặn, hoặc là ngủ say chiều sâu, không thì chính là tự sát trước mặt tất cả, sau đó mới có thể đột phá. Cái này đã là ngăn được cùng đối kháng, càng là tự tin cực cao đối với huyết mạch. Bởi vì một khi gặp được thời kỳ chiến tranh, bọn chúng có thể nhanh chóng bồi dưỡng được tân thần. Cũng chính là bởi vì như thế này,
Long tộc sinh ra mỗi vị long thần đều là huyết mạch bưu hãn tinh thiêu tế tuyển, mỗi vị long thần của long tộc đều phải tự sát tại 3.000 năm, thoái vị cho hậu đại chờ không nổi. Nếu như bên trong hậu bối xuất hiện huyết mạch cực cường hãn, long thần trước mặt dù chỉ là tiến tới thần cảnh ngàn năm, đều phải tự sát. Cũng bởi vì như thế này, nội bộ long tộc có quá nhiều thánh hoàng đỉnh phong, thậm chí thánh hoàng đại viên mãn đang ngủ say. Cũng bởi vì như thế này, nội bộ long tộc đã phong tồn quá nhiều. Thần nguyên. Trước mắt, long tộc, cự long cùng thiên long tộc đều tích lũy 2-3 huyết mạch cường hãn, có thậm chí cự long bị buộc tại thánh hoàng trọn vẹn thẻ hơn ngàn năm, còn có cự long khác có thiên phú cực cao, cao đến một mực bức lão long thần tự sát. Thời khắc ký kết đế ước, hai đại đế mạch long tộc rốt cuộc cũng nghênh đón cơ hội bộc phát, ước định riêng phần mình, phóng thích, một vị thánh hoàng đại viên mãn, trùng kích thần cảnh. Bọn hắn đều không phụ kỳ vọng, trong thời gian ngắn đã song song đột phá, là long tộc lại có thêm 2 vị long thần. Mà cái này, chính là chỗ khủng bố thật sự của long tộc, lại là nguyên nhân để bọn chúng khinh thường yêu tộc, thậm chí thiên hạ. Bọn chúng, có được song đế mạch, thiên long cùng cự long. Nhưng, sau khi Hoàng Nê Đài xuất hiện, bị cự long tộc đoạt được, lại kiên quyết không giao ra, bất đắc dĩ, long tộc quét ngang hải vực, lại lấy được một tòa Hoàng Nê Đài. Khi hai tòa Hoàng Nê Đài phối hợp, thiên long tộc cùng cự long tộc lại nhao nhao, phóng thích thánh hoàng đại viên mãn mới, lấy thần nguyên phụ trợ, bồi dưỡng tân thần. Cứ như vậy, long tộc nghênh đón thời đại lục thần đều cực hiếm thấy từ hồng hoang đến nay. Ngoài ra, trong long tộc còn có thương hải cự long, phong bạo cự long, lôi đình cự long, cửu thủ thiên long, tử tinh thiên long, các loại long tộc cấp thống lĩnh. Còn có giao long, địa long, tử kim long mãng, cự cực cuồng xà, bách biến linh viên, thái thản, các loại yêu tộc cường hãn. Trong này đặc thù nhất thuộc về thái hư cổ long, thập nhị dực hắc xà hoàng, còn có luân hồi long hoàng. Thái hư cổ long có huyết mạch cực mạnh, thực lực khủng bố, tương đương với sát khí, cho nên thời kỳ bình thường đều bị thiên long tộc cùng cự long tộc áp chế, miễn cưỡng cam đoan một vị thánh hoàng. Hiện nay vì nhu cầu chiến tranh, thiên long tộc cùng cự long tộc đã liên hợp vận dụng thần vật, bồi dưỡng được 2 tôn thái hư cổ long thánh hoàng, thúc thái hư cổ long thánh hoàng cảnh lên tới thánh hoàng đại viên mãn. Thập nhị dực hắc xà hoàng tại thời kỳ thái cổ ngoài ý muốn bộc phát huyết mạch đặc biệt, là duy nhất trong xà mãng khai phách ra không cần hóa rồng, cũng có thể bước lên thánh hoàng đỉnh phong, là tồn tại chống lại cùng những cự long cùng thiên long cấp thống lĩnh kia, thậm chí trong lịch sử còn đã từng sinh ra bán thần. Luân hồi long hoàng, long lân chi đỉnh trưởng khống giả. Bộ tộc này đã từng ở long lân hải vực, không muốn quy thuận long tộc, nhưng sau khi bị thiên hậu tiêu diệt, số ít huyết mạch đã rút về cự long đại lục. Bọn chúng không thuộc về cự long tộc, cũng không thuộc về thiên long tộc, mà là chân long tộc, cũng đại biểu cho chân long tộc cực hạn, có thể thông qua hấp thu khí tức luân hồi tại cửu u, nhìn trộm cảnh giới long thần. Chỉ là thiên long tộc cùng cự long tộc cố ý trừng trị luân hồi long tộc trở về, từ đầu đến cuối không có cho phép nó sinh ra long thần, chỉ giữ vững một vị thánh hoàng, cho đến lần này, dưới tình huống thần vật tại long tộc bị tiêu hao kịch liệt, do long đế tự mình phóng thích đế huyết, mới giúp chúng nó nuôi dưỡng ra tân thần. Bình thường cự long đại lục mặc dù cường hãn, dựa theo huyết mạch siêu cường cùng số lượng thánh vương cùng thánh hoàng viễn siêu hơn các đại lục khác, khinh thường thiên khải chiến trường, nhưng nếu thật muốn nói đến, đó còn là ngủ say bên trong cự long đại lục. Mà bây giờ cự long đại lục mới thật sự là cự long đại lục thức tỉnh, đệ nhất đại lục khủng bố đến mức để thiên hạ kinh vì sợ mà tim rung động. Mà lúc này, toàn bộ bọn chúng đã đặt ở bên ngoài thế giới mới. Đó là Hồng Hoang Thiên Long. 3 con tử kim long thần, 3 con thập thủ thiên long, còn có luân hồi long hoàng, tổng cộng 7 tôn long thần, sôi trào long khí vô biên, ngắm nhìn bình chướng mê vụ bao phủ thế giới mới. Sâu trong mê vụ, một con hồng hoang thiên long phách lối đang dương cánh bay lượt, tùy ý gào thét, khiêu khích long tộc ở phía ngoài. Long tộc phản nghịch, đáng xấu hổ. Long tộc cao ngạo vậy mà lại thần phục tại trước mặt nhân tộc, còn là trước mặt nhân tộc có được Chu Tước Linh Văn. Ý vị này long tộc đang thần phục nhân tộc cùng Chu Tước. Đáng chết. 3 tôn tử kim long thần không e dè thập thủ thiên long bên cạnh, lạnh lẽo thảo luận muốn xử tử hồng hoang thiên long. Thập thủ thiên long bãi động cái đầu khổng lồ, lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn. Coi như phải xử lý cũng là thiên long tộc chúng ta xử lý, không tới phiên các ngươi. Nếu như thiên long tộc các ngươi có thể tự mình công phá thế giới mới, hồng hoang thiên long tùy ý để các ngươi xử trí, nhưng nếu như không thể, vậy thì cần chúng ta cùng nhau quyết định. Chẳng lẽ bên trong không có cự long tộc,
Đầu bạo phong cự long toàn thân đen kịt kia, chính là huyết mạch cự long tộc các ngươi. Cũng muốn xử tử. Chúng ta cần nghiên cứu huyết mạch của hắn, là huyết mạch hắc long thật sự, hay là có nguyên nhân khác. Muốn chết thì phải xử tử toàn bộ, nếu không, riêng mình xử trí chuyện riêng mình. Tại thời điểm long tộc thương lượng, hồng hoang thiên long trong thế giới mới đang, nôn nóng, vừa đi vừa về nhấc lên. Nó bị dọa đến phát sợ. Không phải nói năm ba tên sao. Mẫu thân nó, đó là bảy tôn long thần. Trò đùa lớn rồi sao? Đây là vào bồi dưỡng huyết mạch vào chỗ chết. Cái danh đế tộc đầu tiên, thật không phải chỉ là nói suông nhỉ. Chu Thanh Thọ ngồi trên lưng hồng hoang thiên long, bắp chân đều đang run rẩy, thật sự là không đứng lên nổi. Hắn đột nhiên rất muốn lão bà hắn, rất muốn nữ nhi hắn. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, người trước khi chết mới có thể suy nghĩ lung tung. Ta rất ít nói lời như vậy. Hàn Ngạo hóa thân thành bạo phong cự long, theo ở phía sau cố ý hấp dẫn lực chú ý. Nếu không, chúng ta chạy đi. Chúng ta chỉ là chống cự, cũng không phải chém giết chính diện. Khương Bân ngồi trên lưng bạo phong cự long, không có hóa thân thiên long, bởi vì không có ý nghĩa, đội hình long tộc như vậy, khẳng định là muốn bắt lấy nơi này, không tồn tại tình huống bắt không được mà đường vòng, càng là bắt không được, long tộc càng điên cuồng, càng phải đẩy ngang thế giới mới. Xem như phòng ngự, vậy, ai? Tính tình Đông Hoàng Toại và giáo tôn rất giống nhau, cường thế bá đạo, nhưng bây giờ, hắn thật sự rất hoảng, một loại cảm giác vô lực nồng đậm, giống như muốn từ bỏ từ trong trái tim. Hắn thật muốn mắng chửi người. Long tộc a long tộc, không mang theo chơi như vậy. Ta biết huyết mạch các ngươi mạnh, nhưng cũng không trở thành bồi dưỡng long thần vào chỗ chết như thế này chứ. Dựa theo mong muốn, năm vị là được rồi. Nhưng, ba tôn cự long, ba tôn thiên long, luân hồi cự long. Cái này, mẫu thân nó là lấy máu long đế sao? Ỷ vào mình hình thể lớn, thả vào chỗ chết. Bên trên tổ nguyên sơn của thế giới mới. Khí thế hung hung nhỉ. Yêu đồng vẫn một thể hiện nhẹ nhõm tùy ý, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo nụ cười thản nhiên. Gánh không được. Giới chủ cao ngạo trực tiếp lắc đầu. Đội hình như vậy thật gánh không được, mặc dù phòng ngự của thế giới mới khủng bố, lại dung hợp cửu lê ma đồ, nhưng đội hình long tộc như vậy thật sự đã vượt qua ngoài ý muốn. Xác thực gánh không được, nhưng có thể chịu 2 tháng cũng không có vấn đề gì. Nếu như ngươi không nhúng tay vào, 1 tháng đều treo. Nếu như ngươi nhúng tay, 2 tháng hẳn là có thể khiêu chiến. Thế giới mới của bọn hắn bồi dưỡng được tân thần, đằng xa. Nếu bàn về tiềm lực huyết mạch, đầu yêu thú cấp yêu tổ, đằng xa này là thích hợp nhất, hơn nữa lúc ấy là luyện hóa long huyết tử kim long thần, cũng càng có khuynh hướng về nó. Mấu chốt là có yêu đồng toàn lực trợ giúp. Bây giờ tính cả hồng hoang thiên long, cùng tôn hồng mông phong bia kia, về số lượng thần tôn, 4 tôn. Phối hợp ngàn vạn thú triều. Phòng ngự nhanh nhẹn dũng mãnh của bọn hắn, hẳn là có thể chống cự được một thời gian. Nhưng, 1 tháng là cực hạn, đó là long tộc, là yêu thú mạnh nhất thế gian. Yêu đồng cúi đầu nhìn vực sâu phía dưới tổ nguyên sơn một chút, cười nhạt nói. Ngươi cứ việc buông tay ngạnh kháng đi, theo bố trí 2 tháng, ta sẽ dùng hết khả năng trợ giúp ngươi. Đến lúc đó, nếu như Khương Phàm không thể có chỗ đột phá trong nội bộ thương huyền, chúng ta rút lui. Phía bắc hoắc loạn chi hải, bạch hổ đế tộc xuất lĩnh hung thú bạch hổ đại lục cùng hải thú hoắc loạn chi hải, đặt ở khu vực Tân Hải, cơ hồ muốn đạp vào vách núi Tân Hải, chính thức đặt chân vào thương huyền. Bạch hổ đế tộc tổng cộng có 4 vị yêu thần, ngoại trừ lão yêu thần cùng thiếu hoàng Bra, còn có 2 vị bạch hổ tân tấn yêu thần. Bọn chúng không có điên cuồng tạo nên yêu thần như long tộc, bởi vì bọn hắn cực tự tin đối với thực lực mình, nhất là thiếu hoàng. Kỳ thật thời điểm vừa mới bắt đầu ký kết đế ước, bọn chúng tự tin 3 tôn bạch hổ đã đủ rồi, lúc ấy cuộc chiến Côn Lôn còn không có bộc phát. Nhưng, sau khi liên tục suy nghĩ, là bảo đảm hậu kỳ cạnh tranh cùng long tộc cùng huyền vũ, bọn chúng vẫn bắt đầu lực bồi dưỡng 1 vị bạch hổ thánh hoàng đại viên mãn. Sau khi Côn Lôn cuộc chiến bộc phát đã để bọn hắn hao tổn 1 tôn yêu thần, trở lại thời đại tam thần. Nhưng bởi vì hoàng nê đài xuất hiện, bọn chúng liền mở ra tổ miếu, mời ra bảo cốt. Sau đó do đế quân ra mặt, cưỡng ép nuôi dưỡng 1 vị yêu thần mới, cũng vừa mới đột phá vào tháng trước. Trong 3 năm ký kết đế ước, tinh lực chủ yếu của bọn chúng đều bỏ vào bồi dưỡng đám hung thú dưới trướng. Ví dụ như Cùng Kỳ, Đào Ngột, còn có Thao Thiết còn sót lại tại Thiên Khải chiến trường lúc ấy kia. Còn có Thực Thiên Mang Hổ, Cửu U Minh Hổ, còn có Chu Yếm,
khiếu nguyệt thiên lang, đại địa hùng hoàng, sát tu thiên tầm và các loại hung thú nhanh nhẹn dũng mãnh. Ngay cả tàng hải cự thú tại hoắc loạn chi hải đều hứng chịu tới sự ban ân của bọn hắn, thực lực đạt được nhảy vọt trưởng thành.